chương 396, ông không đáng để tôi phải xin lỗi. Mấy người trong phòng bệnh lúc này đều đang nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, từ những gì anh ta nói vừa rồi, có thể đoán được, Lâm Thanh Diện có người chống lưng nên mới dám nói ra những lời này. Ông nghĩ nếu ngay cả viện trưởng bệnh viện tế nhân cũng không dám đuổi anh ta ra ngoài, vậy thì người này thật không đơn giản. Trịnh Chí cường hơi kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Diện, cho rằng đối phương đã biết chuyện xảy ra ở quan lĩnh, nếu hôm nay người này thật sự có thể giúp con gái ông có thể tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị, thì nói với người này vài chuyện liên quan đến quan lính cũng không sao. Trong lòng của ông, con gái là tất cả, ông không có vợ, con gái ông lại sống như người thực vật, việc ông có thể làm bây giờ là chu cấp cho con gái đầy đủ điều kiện y tế, chỉ có như vậy con gái mới có cơ hội tỉnh lại. Đột nhiên vào lúc này, cố vi bước đến, còn nói những lời mảng chửi lâm thanh diệt, khiến tất cả mọi người có mặt đều sướng sờ. La Hạo quay đầu lại liếc nhìn Cố Vi Vi, sau đó hỏi cô biết người này. Cố Vi Vi lập tức gật đầu nói, anh ấy thuê nhà nơi tôi ở, là công nhân bốc phát ở công trường. Nghe Cố Vi Vi nói, La Hạo lập tức lộ ra vẻ diễu cợt, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện trở nên khinh thường. Tôi còn tưởng cậu có năng lực gì, không ngờ chỉ là một tên di chuyển gạch, đã vậy còn có mặt mũi nói viện trưởng của chúng tôi không dám đuổi cậu ra ngoài, đầu cậu chắc bị cửa kẹp vào rồi đúng không, còn không xem lại bản thân là cái thá gì, mau cút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. La Hạo hung hăng nói. La Hạo cho rằng bản thân là chủ nhiệm một bệnh viện, đương nhiên cảm thấy bản thân ưu việt hơn hẳn một tên di chuyển gạch. Audio điện tử võ tấn bền. Những người đàn ông khoác áo trắng xung quanh gương mặt đều đầy sự chế giễu. Bọn họ vốn cho Giang Lâm thanh diện là người tai to mặt lớn có thế lực, sau nửa ngày thì hóa ra chỉ là một tên di chuyển gạch có lẽ tên này đọc quá nhiều tiểu thuyết, thực sự cho rằng viện trưởng của bệnh viện sẽ phải sợ một tên di chuyển gạch như hắn. Trịnh Chí Cường cũng lộ rõ vẻ thất vọng, ông không ngờ rằng Lâm Thanh Diện chỉ là một người di chuyển gạch, nhưng ông không hiểu tại sao một người như vậy lại có thể biết về quan lĩnh. Cố Vi Vi nhìn thấy phản ứng của những người trong phòng, trong lòng mơ hồ đoán được rằng vừa rồi Lâm Thanh Diện ở đây kiêu căng, ra vẻ, bởi vì dù sao cô và Lâm Thanh Diện cũng ở chung một nhà, nên cô có trách nhiệm phải ngăn cản không cho Lâm Thanh Diện làm trò cười trong bệnh viện. Nếu không sau này khi mọi người nhắc đến Lâm Thanh Diện, lại mang cả cô vào, đây là một sự xấu hổ. Lâm Thanh Diện, anh có phải đã xúc phạm chủ nhiệm của chúng tôi, bệnh viện tế nhân là bệnh viện tốt nhất ở Tô Thành, chủ nhiệm không phải là người mà anh có thể khiêu khích, anh mau nhanh chóng xin lỗi và rời khỏi đây, chủ nhiệm nể mặt tôi sẽ tha cho anh, mau xin lỗi đi cố vi vi hết vào mặt Lâm Thanh Diện lâm thanh diện nhìn cố vi vi mỉm cười nói ông ta không đáng để tôi phải xin lỗi cố vi vi cao mày cho rằng lâm thanh diện là một kẻ ngu ngốc vi vi cô cũng thấy thái độ của cậu ta cho dù cậu ta có quen biết cô chuyện hôm nay cũng không thể giải quyết dễ dàng như vậy bây giờ tôi kêu người tới mang cậu ta đến phòng an ninh để giải quyết la hạo lạnh lùng nói chủ nhiệm tôi và anh ta chỉ tình cờ sống chung một nhà tôi không biết rõ về anh ta hơn nữa anh ta còn là một tên biến thái, muốn nhìn trộm tôi tắm. Anh ta thật ngu xuẩn, chủ nhiệm không cần phải nể mặt tôi, anh mau giải quyết anh ta đi, cố vi vi nhanh chóng muốn phủi sạch mối liên quan giữa cô và Lâm Thanh Diện. Nhiều người xung quanh cười ồ, họ không ngờ rằng một tên biến thái nhìn trộm người khác tắm hiện giờ lại có thể đứng trước mặt chủ nhiệm của họ kiêu ngạo như vậy, thực sự không biết cậu ta đang nghĩ gì. Sau khi La Hạo nghe cố vị vi nói, đối với Lâm Thanh Diện đã không còn chút sợ kiêng rè, hoàn toàn coi anh như tên vô cùng ngu đốt không đủ tư cách để nói chuyện với ông ta. Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh, nói các người mau mang cậu ta đến phòng bảo vệ, để bảo vệ giải quyết cho cậu ta một bài học. Những người đàn ông mặc áo khoác trắng cao có nhìn Lâm Thanh Diệt, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của La Hạo, họ lập tức tiến về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diệt lắc đầu bất lực, bây giờ vẫn còn một bệnh nhân nằm trong phòng còn tên la hạo này dường như từ đầu đến cuối vẫn chưa hề để ý đến sự tồn tại của bệnh nhân, không những mắng chửi lớn tiếng, thậm chí còn muốn cho người động tay động chân trong phòng bệnh. Lâm Thanh Diện không muốn gây ảnh hưởng đến con gái của Trịnh Trí Cường, nên quay người bước ra ngoài. Nhìn thấy điều này, La Hạo lập tức bật cười và nói, không ngờ lại là một tên nhát cái, sau khi bị vạch chân thì trở thành một kẻ hèn nhát, tôi còn chưa động thủ hắn đã vội bỏ chạy ông ta liếc mắt ra hiệu cho ba người mặc áo trắng khi nãy vừa rồi anh dám khiêu khích ông ta đương nhiên ông ta sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy những người mặc áo trắng vội vàng đuổi theo lâm thanh diện chưa đến vài giây bên ngoài truyền đến một tiếng hét ngay sau đó lâm thanh diện từ bên ngoài bước vào phủi phủi vai la hạo nhìn thấy lâm thanh diện tiến vào trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi sao cậu lại ở đây bọn họ không đưa cậu đến phòng bảo vệ sao Lâm Thanh Diện nhìn La Hạo cười nói, ông có thể thể cần chuẩn bị thêm vài giường bệnh nữa đấy. La Hạo vẻ mặt khiếp sợ, sau đó vội chạy ra khỏi phòng, vừa đến hành lang nhìn thấy mấy người mặc áo khoác trắng nằm trên mặt đất, lăn lộn không ngừng, vẻ mặt đau khổ. Trong lòng bỗng xuất hiện một tia kinh hãi, vừa rồi Lâm Thanh Diện đi ra ngoài còn chưa đến 2 phút, đây là bốn tên cao to lực lưỡng lại bị Lâm Thanh Diện dễ dàng đánh bại. Ông ta xoay người quay lại phòng bệnh, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, vừa tức giận vừa sợ hãi, giơ tay lên, run rẩy chỉ vào anh nói, cậu, cậu dám đánh người trong bệnh viện của tôi, cậu đợi đó cho tôi, tôi đi gọi viện trưởng, cậu phải trả giá cho hành động của mình, hơn nữa những bệnh nhân ở đây sẽ không bao giờ được phép vào bệnh viện của chúng tôi dù chỉ một bước. Ngoặc kép, nói xong, ông ta bỏ chạy thật nhanh. Lâm Thanh Diện không để tâm lắm, mọi chuyện đã đến bước này, gọi viện trưởng đến đây cũng là chuyện tốt, đó là thời điểm tốt để ông ta giải thích mọi chuyện. Cố Vi Vi ở trong phòng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy kỳ lạ nên đi ra bên ngoài, sau khi nhìn thấy vài người nằm đó, cô nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt kinh ngạc nói, Lâm Thanh Diện, anh điên rồi sai, dám đánh người ở bệnh viện tế nhân, không biết viện trưởng của chúng tôi là người lợi hại như thế nào sao. Đến lúc đó, anh đừng nói có quan hệ gì với tôi, tôi không muốn bị anh liên lụy. Lâm Thanh Diện liếc cô một cái, nói tôi cùng cô không có bất kỳ quan hệ nào. Cố Vi Vi cảm thấy lời nói của Lâm Thanh Diện giống như hiện tại cô cùng Lâm Thanh Diện có quan hệ vậy, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chế nhạo thâm nghĩ Lâm Thanh Diện đừng có kiêu ngạo, chờ viện trưởng đến, anh sẽ gặp xui xẻo. Trịnh Chí Cường không quan tâm đến việc Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng đánh bại những người đó, trước đây ông đã từng nhìn thấy khả năng của Lâm Thanh Diện, nhưng lời nói của La Hạo khiến ông lo sợ, nếu bởi vì Lâm Thanh Diện mà con gái ông không thể tiếp tục ở lại bệnh viện tế nhân, ông nhất định sẽ không tha thứ cho Lâm Thanh Diện ông bước đến gần lâm thanh diện nói với lâm thanh diện vẻ mặt ảm đạm cậu có biết hành vi của cậu đã mang phiên phức cho con gái tôi không nếu con gái tôi không thể tiếp tục ở lại bệnh viện tôi nhất định sẽ không buông tha cho cậu ông đừng lo lắng bọn họ sẽ không dám làm gì hơn nữa tôi sẽ bảo vệ con gái ông lâm thanh diện nói trịnh trí cường lúc này làm sao có thể không lo lắng ông gần như muốn phát điên chết tiệt tôi không quan tâm những việc mà cậu làm Tôi chỉ biết tên chủ nhiệm kia nói như vậy là do cậu gây ra, nếu con gái tôi mà có xảy ra chuyện gì, cậu chính là người phải chịu trách nhiệm. Chán trịnh trí cường nổi gân xanh, những chuyện liên quan đến con gái, ông trước nay không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô Vi Vi cũng diếu cợt nói, thật là một tên kiêu ngạo, anh cho rằng bản thân mình là ai, lát nữa khi viện trưởng nhất định sẽ giúp chủ nhiệm, anh cho rằng ông ấy sẽ giúp một tên di chuyển gạch như anh sao, đừng nằm mơ. Lâm Thanh Diện không nói gì thêm chờ sau khi viện trưởng đến, bọn họ biết anh có kiêu ngạo, ra vẻ hay không. Chẳng mấy chốc, bên ngoài phường có tiếng bước chân, La Hạo vội vàng tiến vào phòng, theo sau là một nhóm đàn ông mặc trang phục bảo vệ. Ngay khi tiến vào những người này lập tức bước sang một bên, sau đó viện trưởng Hồng Trọng Lương vẻ mặt khó chịu bước vào. Tên nhóc kia, viện trưởng đã tới rồi, hiện giờ mà cậu vẫn còn kiêu ngạo được sao, dám đến bệnh viện tế nhân chúng tôi ngông cuồng như vậy, cậu là người đầu tiên. La Hạo hét to vào mặt Lâm Thanh Diện. Ông ta quay lại, định nói với viện trưởng về những việc Lâm Thanh Diện đã làm khi nãy, nhưng sau khi quay đầu lại, ông phát hiện viện trưởng như bị đóng băng tại chỗ, vẻ mặt đầy hoảng sợ, cả người hơi cứng ngắc. Cố Vi Vi nhìn Lâm Thanh Diện đầy chế nhạo, cho rằng viện trưởng nhất định sẽ để bảo nhân viên bảo vệ mang tên kiêu ngạo Lâm Thanh Diện chỉnh đốn một trận. Trịnh Chí Cường lo lắng, nếu con gái ông thực sự bị đuổi khỏi bệnh viện tế nhân, thì ông sẽ không thể tìm được một bệnh viện tốt như vậy cho con gái mình. Viện trưởng không đợi La Hạo nói, vội vàng đi về phía Lâm Thanh Diệt, lo lắng vươn tay ra, nói, Ngài Lâm, không ngờ cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi thật thất lễ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, nếu người của bệnh viện chọc giận cậu, tôi nhất định giúp Ngài Lâm đây chút giận. Ngoặc kép, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hồng Trọng Lương, họ không nghi sau khi ông nhìn thấy Lâm Thanh Diệt, lại có thái độ như vậy. Lâm Thanh Diện phớt lờ bàn tay mà Hồng Trọng Lương đang rũi ra, lạnh lùng nhìn Hồng Trọng Lương, chỉ vào La Hạo ở đằng kia, và nói, làm thế quái nào mà ông lại trở thành chủ nhiệm, và một người không có chút y đức như ông ta lại có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm. Ngoặc kép, chẳng lẽ bệnh viện tế nhân của các người chỉ được như thế này sao? chương 397 sẽ nói những điều mà anh muốn biết. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện đang của trách Hồng Trọng Lương, trông giống như cấp trên đang mắng người làm của mình. Thái độ vừa rồi của viện trưởng đối với Lâm Thanh Diện cũng khiến mọi người sửng sốt, họ chưa từng thấy viện trưởng khách khí với ai như vậy. Sau khi La Hạo phản ứng lại, anh ta chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói anh nói chuyện với viện trưởng của chúng tôi với thái độ thế hả? Anh nghĩ mình là ai mà có tư cách chỉ chỉ trỏ trỏ viện trưởng của chúng tôi hả? Hồng Trọng Lương quay đầu lại quát vào mặt La Hảo, cậu câm miệng cho tôi. Ở đây không có chỗ cho cậu nói la hạo bị tiếng gầm đột ngột của viện trưởng làm cho giật mình anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại vẻ mặt đầy khó hiểu không hiểu sao viện trưởng lại khách khí với một người công nhân làm thuê như vậy cố vi vi vốn đĩ muốn giải thích thân phận của lâm thanh diện cho viện trưởng nhưng sau khi thấy phản ứng của ông ta cô ta đột nhiên không dám nói gì nữa đồng thời nhìn lâm thanh diện với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ trịnh trí cường hơi choáng váng thấy dáng vẻ của viện trưởng bệnh viện tế nhân như một người hâu ở trước mặt lâm thanh diện Điều này khiến anh ta sinh ra nhiều ngờ vực, chẳng trách khi đó Lâm Thanh Diện nói bọn họ không dám đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, chẳng lẽ thật sự có chỗ dựa gì đó sao? Sau khi viện trưởng Quát La Hạo, ông ta quay lại nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt kính trọng và nói, "Điều mà anh Lâm chỉ trích là trong bệnh viện có rất nhiều vấn đề, quả thật đây là trách nhiệm của một người làm viện trưởng như tôi, chỉ là không biết anh Lâm nhìn thấy chỗ nào có vấn đề ở trong bệnh viện này, không ngại nói một chút được không, tôi cũng sẽ cố gắng sửa chữa." Lâm Thanh Diện không nói thừa nữa, nói chuyện La Hạo muốn đuổi con gái của Trịnh Trí Cường ra khỏi phòng bệnh. Khi Hồng Trọng Lương nghe thấy Trịnh Trí Cường là người đã từng cống hiến cho bệnh viện tế nhân, chủ nhiệm tôn cho phép con gái anh ta được khám bệnh ở đây, nhưng La Hạo lại nhất quyết đuổi con gái của Trịnh Trí Cường ra ngoài thì sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. La Hạo vừa nghe vừa cảm thấy chột dạ, bất giác rời mắt đi chỗ khác để tránh đối diện với cái nhìn của Hồng Trọng Lương. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện kể lại, Hồng Trọng Lương lộ ra một tia ái náy với Lâm Thanh Diện và nói, anh Lâm, đây quả thực là lỗi của tôi, tôi dùng sai người mới để loại người như cậu ta ngồi vào vị trí chủ nhiệm khoa. Sau đó, ông ta lại bước đến chỗ trịnh trí cường cúi đầu thật sâu và xin lỗi, chuyện của anh trước đây chủ nhiệm tôn đã từng nói với tôi rồi, tôi biết việc anh đã từng cống hiến cho bệnh viện, để con gái của anh sống ở khu này là việc nên làm, chuyện lần này là do sơ suất của tôi, do đó tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến anh và hứa rằng con gái anh sẽ ở miễn phí trong đây, hơn nữa con bé sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Trịnh Chí Cường nghe thấy viện trưởng Đích Thân nói những lời như vậy với mình, nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi tự trách, anh ta hiểu trước đây anh ta đã hiểu Lâm Lâm Thanh Diệt. Sau khi nói chuyện xong với Trịnh Chí Cường, viện trưởng quay đầu lại nhìn La Hạo, khuôn mặt ông ta đột nhiên trở nên xanh mét và tức giận. Tôi thật sự không ngờ cậu lại là loại người như vậy, vừa mới nhậm chức mà đã làm ra loại chuyện như vậy. Mâu thuẫn giữa cậu và chủ nhiệm tôn lẽ ra không nên liên quan đến bệnh nhân, huống chỉ là thân nhân của người đã từng có công với bệnh viện. Hơn nữa cậu cũng đừng cho rằng tôi không biết suy nghĩ của cậu, cậu muốn đưa con bé đến một bệnh viện bình thường, không phải là muốn nhét tiền vào trong túi của mình sao? La Hảo, xét về tư cách hay y đức, cậu không đủ tư cách cho vị trí chủ nhiệm này, bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là nhân viên trong bệnh viện của tôi nữa, cậu đi tìm một bệnh viện khác đi. Sau khi La Hạo nghe thấy lời nói của viện trưởng, lập tức trở nên lo lắng, anh ta mới lên làm chủ nhiệm được vài ngày, nhưng không ngờ mình sẽ bị cách chức sớm như vậy, hơn nữa anh ta bị đuổi việc mà không có chỗ để thương lượng. Anh ta vội vàng bước đến chỗ viện trưởng van xin, "Viện trưởng, ông không thể vì chuyện này mà đuổi tôi được, dù sao tôi cũng đã làm việc cho bệnh viện nhiều năm như vậy." Hơn nữa cho dù tôi muốn chuyển bệnh nhân này đến phòng bình thường cũng chỉ là để tiết kiệm chi phí nằm viện mà thôi, tôi không nghĩ mình đã làm gì sai." Viện trưởng hư lạnh nói, "Cho dù cậu không làm gì sai, nhưng tôi vẫn không thể giữ cậu ở lại bệnh viện được, cậu đừng ở đây van xin tôi nữa, dù cậu có van xin thế nào cũng không có tác dụng." La Hạo đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, nhìn thấy thái độ của viện trưởng là không muốn lưu lại một chút mặt mũi nào cho anh ta. "Viện trưởng coi như ông thật sự há quyết tâm đuổi tôi thì cũng phải cho tôi một lý do chứ. Chủ nhiệm tôn có phải đã nói xấu tôi với ông hay không, hay ông sớm đã không vừa mắt tôi rồi. Cho nên nhân cơ hội lần này mà sa thải tôi, La Hạo bất đắc dĩ hỏi. Nếu thật sự là như vậy, thì tôi cũng không đến nỗi sa thải cậu, sai lầm của cậu là chọc phải người không nên chọc. Hồng Trọng Lương lạnh lùng nói. Chọc người không nên chọc, La Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện bên kia, càng thêm bất mãn nói anh ta thì tính là người không nên chọc gì chứ anh ta không phải chỉ là một nhân viên làm thuê hay sao có cái gì mà không thể chọc hồng trọng lương lập tức trợn mắt nói ai nói với cậu rằng anh ta là người làm thuê ở công trường nói cho cậu biết anh lâm là người mà ngay cả trình quân cũng phải gọi là cậu chủ đấy cậu nghĩ cậu có đủ khả năng để đắc tội với anh ta sao la hạo chỉ cảm thấy bên tai có tiếng nổ tung da đầu tê dại bắp thịt trên mặt cũng khẽ giật giật vài cái anh Trình Quân phải gọi anh ta là cậu chủ. Chuyện này, làm sao có thế? Không phải cố Vi Vi đã nói rằng anh ta chỉ là một người làm thuê thôi sao? La Hạo tự lẩm bẩm một mình, quay đầu liếc nhìn cố Vi Vi ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy oán hận. Lần này anh ta thật sự bị người phụ nữ ngu mốc này hại chết rồi. Cô Vi Vi lúc này cũng đang trong trạng thái kinh ngạc, thậm chí cô ta còn không để ý đến ánh mắt của La Hạo nhìn về phía mình, Cô ta không thể hiểu được làm thế nào mà Lâm Thanh Diện lại trở thành người mà ngay cả anh Trình Quân cũng phải gọi là cậu chủ. Trình Quân là một nhà doanh nhân lớn ở Tô Thành, thậm chí đến anh ta còn gọi Lâm Thanh Diện là cậu chủ thì thân phận của Lâm Thanh Diện thật sự đáng sợ đến mức nào. La Hạo nắm chặt quả đấm của mình, quay đầu mắng Cố Vi Vi, "Cố Vi vị, tôi bị cô hại chết rồi, cô không phải nói anh ta chỉ là tên bần cùng thôi sao? Tại sao bây giờ viện trưởng lại nói đến Trình Quân cũng phải gọi anh ta một tiếng cậu chủ?" tương lai của ông đây bị hủy hoại bởi người phụ nữ ngu ngốc như cô rồi. Sau đó, anh ta lao đến trước mặt cố Vi Vi và tát vào mặt cô ta một cái. Cố Vi Vi che mặt, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Sau đó, La Hạo định cầu xin Lâm Thanh Diện, nhưng Lâm Thanh Diện không muốn nhìn thấy anh ta nữa nên Hồng Trọng Lương vội vàng yêu cầu bảo vệ đuổi La Hạo ra ngoài. Cố Vi Vi đứng đó hồi lâu mới nhận ra rằng mình bị La Hạo tát, trong lòng cô ta chợt tức giận. Tên khốn La Hạo đó dám đánh cô ta. Tiếc là La Hạo đã bị bảo vệ bắt ra ngoài, cô ta không có cơ hội mắng La Hạo vài câu. Cô ta hít một hơi thật sâu, đi vài bước về phía Lâm Thanh Diện nói, "Lâm Thanh Diện, trước đây tôi sai rồi, tôi không biết anh còn có thân phận như vậy, anh ngàn vạn lần đừng để ý, tôi xin nhận lỗi với anh." Sau khi biết Lâm Thanh Diện có thân phận đáng sợ như vậy, điều đầu tiên Cố Vi Vi nghĩ đến là tìm cách khôi phục lại mối quan hệ với Lâm Thanh Diện. Đây là một nhân vật mà đến trình quân cũng phải gọi là thiếu gia, nếu có thể đến ôm được bắp đùi của anh ta thì từ nay về sau sẽ không phải lo lắng gì nữa. Bệnh nhân cần được yên tĩnh, cô mau ra ngoài đi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cô Y Vi muốn níu kéo, nhưng viện trưởng trừng mắt nhìn Tô Ta, cô ta sợ đến mức không nói được lời nào nữa, chỉ có thể liều mạng rời khỏi phòng. Viện trưởng đặt giường trở lại vị trí cũ, sau đó lại bật các dụng cụ bên cạnh giường để khôi phục lại tình trạng ban đầu của phòng bệnh. Ông ta cũng đã xin lỗi Trịnh Trí Cường nhiều lần và hứa với anh ta rằng ông ta sẽ mời nhóm chuyên gia cấp. Cao nhất tiến hành hội chân vẻ tình trạng của con gái anh ta sẽ cố gắng làm cho con gái của anh ta tỉnh lại càng sớm càng tốt. Trịnh Hí Cường hơi kích động không biết phải nói ôi. Nhưng trong lòng anh ta biết rằng mình nên cảm ơn Lâm Thanh Điện thay vì cảm ơn viện trưởng. Sau khi xử lý xong mọi việc ở phòng bệnh, Lâm Thanh Diện bảo viện trưởng quay lại làm việc, anh và Trịnh Trí Cường đều đi ra khỏi phòng. Trịnh Chí Cường đứng ở cửa nhìn vào trong một lúc lâu. Lần này, thật sự là cảm ơn anh, Trịnh Chí Cường mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười, tiện tay mà thôi. Trịnh Chí Cường hít sâu một hơi, xoay người đi về phía bên kia hành lang, đi với tôi, tìm một nơi yên tĩnh hơn, tôi sẽ nói cho anh biết về những gì anh muốn biết, chương 398 tìm cách để vào quan lính. Tầng dưới của bệnh viện tế nhân, bên cạnh chiếc ghế dài, hai người Lâm Thanh Diện và Trịnh Trí Cường đang ngồi ở đó. Trịnh Trí Cường nói với Lâm Thanh Diện về những gì anh ta biết được có liên quan đến quan lĩnh, cơ bản cũng giống với những gì Lâm Thanh Diện nghe được từ chỗ Lý Vân Khê. Trong nhiều năm như vậy, mặc dù Trịnh Trí Cường đã nghe được rất nhiều chuyện về quan lính, nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự đến quan lính. tin tức mà anh ta biết về quan lính cũng được nghe từ miệng của những người khác mà ra. Hơn nữa Trịnh Trí Cường cực kỳ e sợ quan lính, càng điều tra về quan lính anh ta càng cảm thấy sự kinh hoàng của nơi đó, anh ta thậm chí còn nghi ngờ rằng vụ tai nạn xe của con gái mình là do người của quan lĩnh gây ra. Điều cuối cùng, tôi muốn biết làm thế nào để vào được quan lĩnh, Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm Trịnh Trí Cường, sau đó nói ra câu hỏi cuối cùng của mình. Trịnh Trí Cường quay đầu lại và nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp, mất một lúc sau anh ta mới nói, mặc dù tôi không biết tại sao anh lại muốn đến một nơi như quan lĩnh, nhưng tôi chỉ có thể cảnh cáo anh rằng không ai trong số những người vào quan lĩnh có thể sống sót. anh đừng ôm tâm lý may mắn như vậy sẽ chỉ làm hại chính mình mà thôi. trên khuôn mặt lâm thanh diện lộ ra nụ cười nói những lời này tôi đã nghe nhiều lần rồi tôi biết mình đang làm gì. nếu như thật sự vì những tin đồn này mà bỏ cuộc tôi sợ tôi cũng sẽ không tới tìm anh rồi. trịnh trí cường bất lực thở dài nói tôi biết một cách để vào quan lĩnh. Đây là manh mối duy nhất tôi có được kể từ khi tôi tìm đến quan lĩnh trong hơn 20 năm nay. Những thứ khác chỉ là tin đồn, quan lĩnh rốt cuộc như thế nào, chỉ khi đi vào nơi đó mới thật sự biết được, mà cũng không ai trong số những người bước vào đó mà có thể đi ra được. Vì vậy tôi đoán những tin đồn về quan lĩnh đều là do mọi người tự tạo ra. Sau khi có được cách để vào quan lĩnh, tôi đã từng trả một cái giá rất đắt, ủy thác cho một người cũng rất có hứng thú đối với quan lĩnh. Hơn nữa những ai sẵn sàng đi vào mà chấp nhận nguy hiểm đều để anh ta mang theo thiết bị liên lạc, thông qua phương pháp mà tôi có được này, vào Quan Lĩnh và cũng nghĩ cách để truyền tình huống ở bên trong ra ngoài. Những người trước kia đi vào hẳn cũng nghĩ rất nhiều cách để thăm dò sau đó truyền thông tin ra ngoài, tuy nhiên, những người bên ngoài cũng chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào về Quan Lĩnh từ những người bên trong, cho nên tôi chắc chắn rằng bên trong Quan Lĩnh đã có người dùng thủ đoạn để quấy nhiễu thông tin liên lạc. Vì vậy, Tôi đã trả rất nhiều tiền để nhờ người ta đưa ra một bộ thiết bị liên lạc có thể tránh nhiễu, hiện giờ nghĩ lại thật ngớ ngẩn, thứ tôi có thể nghĩ thì người của Quan Lĩnh chắc chắn cũng sẽ có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, đã nhiều năm rồi mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì, chỉ có thể nói rằng Quan Lĩnh không sợ bất kỳ thiết bị chống nhiễu nào cả. Có thể là để bổ sung máu tươi. Quan Lĩnh thực ra có rất nhiều cứ điểm ở bên ngoài, bọn họ sẽ có người chuyên xử lý công việc và tìm kiếm mục tiêu bên ngoài, đồng thời cũng tiếp nhận những người chủ động muốn vào Quan Lĩnh. Đương nhiên muốn vào được Quan Lĩnh thì phải đáp ứng một số điều kiện, không phải ai cũng có thể đáp ứng đủ điều kiện, khi chọn người, nhân viên ở Quan Lĩnh có lẽ là sẽ lựa chọn dựa trên những điều kiện nhất định nào đó. Người của Quan Lĩnh sẽ tập trung mà đưa một nhóm người đi đến Quan Lĩnh vào ngày 15 hàng tháng, mỗi tháng cơ hội này sẽ có một lần, trước đó anh phải tìm được nhân viên ở Quan Lĩnh, thông qua sự sàng lọc của họ, vào ngày 15 hàng tháng, họ sẽ tập hợp những người này lại với nhau và đưa họ đến Quan Lĩnh. Một cứ điểm mà tôi biết là ở một quán ba tại ngoại ô Tô Thành, có một đấu trường quyền anh dưới lòng đất, nơi đây tốt xấu lẫn lộn, muốn tìm nhân viên của quan lĩnh, anh phải có một ám hiệu với người quản lý quyền anh. Người hợp tác với tôi đã đến quán ba đó, đúng rồi về ám hiệu này, thiết bị liên lạc của chúng tôi vẫn bình thường cho đến khi anh tìm thấy nhân viên làm việc, chỉ có điều nhân viên của quan lĩnh sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến quan lĩnh, từ trong tin tức phản hồi về, tôi chỉ có thể đoán rằng anh ta đang giao tiếp với những người trong đấu trường quyền anh. Hơn nữa anh ta dường như đã vượt qua sự sàng lọc của các nhân viên, nhưng cũng từ đó, mối liên hệ giữa anh ta và tôi đã bị chặt đứt, thiết bị liên lạc của chúng tôi không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Sau đó tôi đến quán bar để xem, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào, cuối cùng tôi cũng không thể lấy hết can đảm để làm ám hiệu đó. Nhiều năm sau đó, tôi vẫn chưa bao giờ gặp lại người từng làm việc với mình. Sau khi nghe lời kể của Trịnh Trí Cường, Lâm Thanh Diện có lẽ đã hiểu được cách anh ta muốn vào quan lĩnh, đi đến một quán bar ở ngoại ô Tô Thành, sau khi đưa ra ám hiệu thì sẽ được đưa đến quan lĩnh. Bất kỳ thiết bị liên lạc nào đối với quan lĩnh cũng đều vô dụng, một khi bước vào đó, tương đương với việc bị cô lập với thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài không có cách nào biết được đó là sống hay chết. Xem ra, quan lĩnh thực sự là một nơi rất nguy hiểm. Chỉ cần tìm được tung tích của cha mình, Lâm Thanh Diện cho dù có bất cứ nguy hiểm nào. Quan lĩnh có thể cực kỳ nguy hiểm đối với người khác, nhưng đối với Lâm Thanh Diện mà nói thì có lẽ không phải không thoát ra được, dù sao anh cũng có sở trường đặc thù của mình, nếu không anh cũng sẽ không có gan đi tìm nơi mà một đi không trở lại. Cho tôi biết vị trí cụ thể và dấu hiệu bí mật của quán ba đó, bây giờ là cuối tháng, cách ngày 15 còn nửa tháng nữa, tôi hy vọng mình có thể bắt kịp. Lâm Thanh Diện cười nói. Trịnh Chí Cường thấy bản thân đã nói rõ ràng vấn đề như vậy nhưng Lâm Thanh Diện vẫn nhất quyết yêu cầu anh ta cung cấp địa chỉ và ám hiệu, anh ta nhận ra rằng sự thuyết phục của mình không có tác dụng gì đối với Lâm Thanh Diện. Anh ta cho Lâm Thanh Diện biết địa chỉ và ám hiệu của quán ba, cuối cùng chúc Lâm Thanh Diện may mắn. Sau khi Lâm Thanh Diện nói chuyện với anh ta thêm vài câu, rồi rời khỏi bệnh viện. Bây giờ anh đã biết đường vào quan lĩnh, tiếp theo nên chuẩn bị để vào nơi bí ẩn này. Tuy nhiên, Trước khi vào quan lính, Lâm Thanh Diện đã lên kế hoạch quay trở lại Hồng Thành một chuyến, dù thế nào đi nữa, đi vào quan lĩnh lần này là một việc rất nguy hiểm, anh phải xem xét khả năng bản thân mình thực sự sẽ không thể trở lại, rồi thu xếp ổn thỏa công việc ở Hồng Thành. Đương nhiên, hôm nay anh chắc chắn không thể về được, lúc này trời cũng đã tối, muốn về cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Khu thành cũ, nhà vương mạn. Sau khi cổ vi vi tan sở, cô ta vội vàng trở về nhà nhanh nhất có thể sau khi mở cửa cô ta chạy đến phòng của vương mạn trông rất hưng phấn vương mạn đang chơi điện thoại di động thì bị cố vi vi dọa sợ sau đó ngồi dậy nhìn cô ta một cái hỏi cô nổi điên cái gì vậy bị cướp à lông ngực cố vi vi phập phông cô ta cố gắng bình tĩnh trở lại sau đó hỏi lâm lâm thanh diện đã về chưa vương mạn lắc đầu nói vẫn chưa sao vậy trên mặt cố vi vi hiện lên một tia mất mát sau đó cô ta tự nhủ chẳng lẽ là do mình nên không chịu quay về à vương mạn nhìn chằm chằm cổ vi vi với vẻ mặt kỳ lạ nói cô bị sao vậy cô không phải cho rằng lâm thanh diện là tên bần cùng coi thường anh ta sao sao bây giờ lại quan tâm anh ta cố vi vi vội vàng che miệng vương mạn rồi nghiêm giọng nói sau này cô đừng bao giờ nói anh ta là tên ba ẩn cùng nữa đều tại cô nói với tôi anh ta chỉ là tên làm công nghèo nàn nếu không thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy chuyện gì hôm nay cô đụng phải lâm thanh diện sao mau nói cho tôi biết vương mạn vội vàng nói cổ vi vi ngồi xuống cạnh giường thở dài rồi kể cho vương mạn nghe chuyện hôm nay ở bệnh viện vương mạn mở to mắt nghe như thể vừa nghe được một tin tức chấn động cô nói cái gì lâm thanh diện là một nhân vật mà trình quân cũng phải gọi là cậu chủ sao vương mạn trực tiếp kêu lên cô nhỏ giọng một chút nếu lâm thanh diện trở về và nghe thấy rồi anh ta tức gì thì sao Cố Vi Vi gấp gáp nói. Vương Mạn nhất thời không phản ứng được, người thuê nhà ở đây đa số đều là nhân vật lớn, nhưng không phải nói anh ta là làm thuê ở công trường sao? Chẳng lẽ vì không muốn mang đến phiền phức cho bản thân. Lâm Thanh Diện có vẻ rất khó chịu với tôi, Vương Mạn, cô nói xem tôi vẫn còn cơ hội sao? Cố Vi Vi hỏi. Vương Mạn bật cười, nói trước đây thái độ của cô đối với anh ta xấu như vậy, mà hôm nay lại xảy ra chuyện này, tôi đoán là không xong rồi. Cố Vi Vi cũng biết lời nói của Vương Mạn không phải nói đùa, nhưng cô ta củng cố lòng mình, nói, dù có hy vọng hay không, tôi cũng phải thử một lần, đêm nay, hãy xem màn trình diễn của tôi đây. chương 399, Hợp tác Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Diện mới trở về nhà Vương Mạn ở thành phố cũ. Sau khi biết cách vào quan lính, Lâm Thanh Diện thực ra không cần phải quay lại đây, nhưng hôm nay khi ăn cơm, anh nghĩ nhân viên của quan lĩnh chỉ tập trung chuyển người vào ngày 15 hàng tháng, cho nên anh không cần quá vội. Hơn nữa anh cần phải xác minh sự thật những gì Trịnh Trí Cường nói, không thể để đến khi đó mình chuẩn bị thật lâu mà kết quả Trịnh Trí Cường lại nói là giả, vậy là anh đã bận rộn vô ích. Vì thế sau một hồi cân nhắc, Lâm Thanh Diện quyết định từ bỏ ý định trở về Hồng Thành, anh dự định ở lại Tô Thành thêm vài ngày nữa, sau khi xác nhận mình có cơ hội vào quan lĩnh rồi mới về bởi vì chỗ Vương Mạn còn có một số đồ của anh, chiếc Santana cũ nát cũng đang đậu gần đây. Hơn nữa thành phố cũ cũng rất gần khu vực ngoại ô, cho nên Lâm Thanh Diện lại về đây một lần nữa, dự định ở thêm vài ngày. Anh vừa vào cửa đã thấy cửa phòng Vương Mạn đang mở, sau đó Vương Mạn và Cố Vĩ Vi đi ra, vẻ mặt căng thẳng nhìn Lâm Thanh Diện, giống như hầu gái chào đón quý tộc nào đó trở về. Lâm Thanh Diện thấy dáng vẻ của hai người cũng không có phản ứng gì, điềm nhiên như không đi về phía cầu thang. Cố Vi Vi hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, vẻ mặt thành khẩn nói với anh, xin, xin lỗi anh, trước đây tôi không nên đối xử với anh như vậy. Lâm Thanh Diện phớt lờ cô ta, đi thẳng về phía trước, lòng Cố Vi Vi đột nhiên tràn đầy mất mát và hối hận. Vương Mạn đứng một bên quan sát, không dám nói lời nào, sau khi nghe Cố Vi Vi nói về chuyện xảy ra trong bệnh viện hôm nay, rồi hồi tưởng lại cảnh gã đầu chọc ra cửa ngày hôm đó, Vương Mạn cảm thấy khí chất của Lâm Thanh Diện đã khác hẳn. Lâm Thanh Diện đi về phía trước hai bước, sau đó lại dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Cố Vi Vi thấy Lâm Thanh Diện dừng lại, trên mặt hiện lên một tia hy vọng, nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho mình, nhanh chóng nhìn về phía Lâm Thanh Diện nhưng phát hiện ánh mắt anh lướt qua mình rồi nhìn vào vương mạn phía sau. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây thêm hai ngày, cô tính xem cân đưa thêm bao nhiêu nữa, tôi sẽ đưa tiền cho cô, Lâm Thanh Diện nói. Vương Mạn nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì căng thắng đáp lời không không cần đâu số tiền anh đưa lúc trước đã đủ rồi anh ở lại đây bao lâu cũng được hơn nữa nếu không có anh thì gã chọc đầu kia cũng không bù lại số tiền thuê phòng cho tôi nói ra thì tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng nghe vương mạn nói vậy lâm thanh diện cũng không nói gì nhiều xoay người tiếp tục đi lên lâu cố vi vi như không khí từ đầu đến cuối đều bị anh phất lờ thậm chí lâm thanh diện còn chẳng thèm liếc cô ta một cái một cảm giác thất bại dâng lên từ tận đáy lòng cô ta vẫn luôn rất tự tin về ngoại hình của mình, đây là lần đầu tiên có người đàn ông không có hứng thú với cô ta. Sau khi Lâm Thanh Diện lên lâu, cố Vi Vi mới bực bội quay người, đi tới trước mặt Vương Mạn, hỏi tớ không có cảm giác tồn tại như vậy sao? Vì sao anh ta không nhìn tớ lấy một lần? Vương Mạn thở dài bất đắc dĩ, tớ thấy cậu nên thay đổi tật xấu nói như rồng leo mà làm như mèo mửa đi nếu anh ấy thật sự là người tai to mặt lớn như cậu nói thì có khi số mỹ nữ anh ấy từng thấy còn nhiều hơn số đàn ông cậu từng gặp ấy hơn nữa trước kia cậu còn có thái độ như vậy với anh ấy đương nhiên anh ấy không muốn nói chuyện với cậu rồi cô vivi mất mát một lúc rồi hít sâu một hơi nói không được cho dù thân phận của nh ta cao đến đâu cũng chỉ là một người đàn ông hơn nữa trong nhà này không có mỹ nữ nào khác tớ không tin dưới tình huống cô nam quả nữ mà anh ta không có ý nghĩ gì về tớ 10 giờ tối, Lâm Thanh Diện nằm trên giường, nghĩ đến chuyện quan lĩnh, tự hỏi rốt cuộc quan lĩnh là nơi thế nào, nếu lần này mình vào được thì có còn cơ hội đi ra không? Lý do khi ấy Lâm Trung Thiên vào quan lĩnh là gì, nếu trong đó thật sự nguy hiểm như trong lời đồn thì liệu Lâm Trung Thiên có còn sống không? Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Lâm Thanh Diện, anh rất cần một câu trả lời, những câu hỏi này cần đợi anh vào được quan lĩnh rồi mới có đáp án. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Thanh Diện hơi nghi hoặc, anh xuống giường đi mở cửa. Cô Vi Vi lúc này đang đứng ở cửa, tóc cô ta ướt đâm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trông rất quyến rũ và mê người, cô ta không ngừng gãi đầu, gửi những tín hiệu mập mờ không rõ ràng cho Lâm Thanh Diện. Ừm, um, ổ điện ở phòng tôi hỏng rồi, tôi có thể sấy tóc ở chỗ anh không? Cô Vi Vi dịu dàng nói, có thể thấy cô ta rất thuần thục, điêu luyện, hắn là trước đây cô ta đã từng dùng cách này để dụ dỗ không ít đàn ông rồi lâm thanh diện chỉ lạnh lùng nhìn cô ta sau đó dâm một tiếng đóng cửa lại cổ vi vi vẫn đang chờ phản ứng của lâm thanh diện kết quả dây tiếp theo đập vào mặt cô ta là cánh cửa lạnh lẽo cô ta sướng sờ cứng người đứng tại chỗ động tác gãi đầu cũng dừng lại sau lưng dường như có một cơn gió lạnh thổi tới trông cô ta hơi thê lương vương mạn đang ngồi trong phòng thâm nghĩ nếu như cố vi vi thật sự có thế câu dẫn được lâm thanh diện thì chẳng phải sau này sẽ phất lên nhanh chóng sao với ngoại hình của Cố Vĩ Vi thì xác suất thành công không hề nhỏ, điều quan trọng nhất là cô ta có thể bỏ ra bất cứ giá nào, những người đàn ông bình thường khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn khi đối mặt với những cô gái xinh đẹp và lại chủ động như vậy. Khi cô ta đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng bị đẩy ra, Cố Vĩ Vi mang vẻ mặt âm trầm bước vào, ngồi xuống cạnh Vương Mạn. Vương Mạn thấy Cố Vĩ Vi trở lại nhanh như vậy, trước sau không tới 5 phút đồng hồ thì ngạc nhiên, vội vàng hỏi, "Sao vậy, sao lại xuống sớm thế?" Cố vì Vi ôm lấy Vương Mạn, vừa khóc vừa nói, Vương Mạn, tớ không hấp dân à. Sao anh ta không thèm nhìn tớ, anh ta có phải là đàn ông không? Nếu cô ta biết Lâm Thanh Diện là trai thẳng, trong lòng chỉ có hứa bích hoài thì chắc sẽ hiểu vì sao anh lại có thái độ như vậy với mình. Không thanh, trong một quán cà phê nào đó, Tống Huyền Khanh bước vào, nhìn xung quanh một lượt sau đó đi về phía một chiếc bàn bên cửa sổ. Một người phụ nữ có khí chất phi thường đang ngồi ở bàn này. Trên mặt người phụ nữ ấy có một chiếc khăn che mặt màu đen, mặc dù không nhìn rõ dung mạo nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác huyền bí. Tống Huyền Khanh nhìn thấy người phụ nữ này cũng bị khí chất của cô ấy làm cho kinh ngạc, bà ta ngồi xuống đối diện người phụ nữ ấy, trên mặt lộ vẻ cảnh giác, hỏi cô là ai, vì sao lại tìm tôi? Ban ngày ban mặt mà lại che mặt, cô không phải là phân tử khủng bố đấy chứ, nói cho cô biết, gia đình tôi đều là những công dân tốt. Nghiêm túc chấp hành pháp luật, tôi không làm chuyện gì trái pháp luật đâu." Người phụ nữ cười nhạt, đẩy ly cà phê trên bàn về phía Tông Huyền Khanh, cô ta nói, "Tôi cũng là một công dân tuân thủ pháp luật, lần này tới tìm bà là muốn nói chuyện về con gái bà." Trên mặt Tống Huyền Khanh lập tức hiện vẻ nghi ngờ, "Bà hỏi chuyện của con gái tôi? Nó làm sao?" "Nếu tin tức mà tôi nhận được không sai thì bây giờ bà rất không muốn con gái mình và Lâm Thanh Diện ở bên nhau phải không?" ngay cả đám cưới ở lâu đài thủy tinh gây chấn động cả Hồng Thành cũng không muốn phải không? Người phụ nữ cười hỏi. Vậy thì sao, liên quan gì đến cô? Nói cho cô biết, Lâm Thanh Diện là một ngôi sao tai họa, cho dù cậu ta có quyền lực đến đâu đi nữa cũng sẽ mang đến vô số tai họa cho người khác. Cô đừng nghĩ thuyết phục tôi chấp nhận Lâm Thanh Diện, đây là chuyện không thế, Tống Huyền Khanh bĩu môi, coi người trước mặt là người mà Lâm Thanh Diện cử tới để thuyết phục mình. Tôi nghĩ bà hiểu Lâm rồi, tôi tới tìm bà không phải để bà chấp nhận Lâm Thanh Diệt, ngược lại tôi cũng muốn con gái bà có thể rời xa Lâm Thanh Diệt, tôi tới tìm bà là muốn hợp tác với bà, người phụ nữ chậm rãi nói, lại uống một tách cà phê khác. Tống Huyền Khanh sửng sốt một chút hỏi lại ngay, cô muốn con gái tôi và Lâm Thanh Diện xa nhau. Vì sao? Bởi vì Lâm Thanh Diện là của tôi, tôi không muốn ai có được anh ấy, trên đời này chỉ có tôi mới xứng với Lâm Thanh diệt giọng điệu của người phụ nữ càng trở nên nghiêm túc, tống huyền khanh bĩu môi thầm nghĩ lâm thanh diện là một ngôi sao tai họa chắc chắn đầu cô ta uống nước nên mới muốn cướp lâm thanh diện khỏi hứa bích hoài nhưng nếu người phụ nữ này thật sự có thể giúp bà ta đuổi lâm thanh diện ra khỏi nhà thì bà ta cũng không ngại hợp tác với cô ta tốt nhất là cô có thể đuổi được tên tai họa lâm thanh diện này đi nói đi cô muốn hợp tác thế nào tống huyền khanh nói người phụ nữ thấy tống huyền khanh đồng ý khóe môi hiện lên nụ cười diễu cợt sau đó chậm rãi nói, bà nói cho tôi biết thời gian này Lâm Thanh Diện đang ở đâu trước đã, khi nào anh ấy về. Ai mà biết được tên đó đi đâu làm gì, nhưng nghe Bích Hoài nói, hình như là đến Tô Thành rồi, còn khi nào về thì tôi không biết, tốt nhất là cả đời này đừng có về Tống Huyền Khanh chẳng hề quan tâm đến Lâm Thanh Diện. Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi tự mình lấm bẩm, vậy chắc anh ấy sẽ không trở về sớm được đâu. Kế hoạch hợp tác của tôi với bà rất đơn giản, nếu chúng ta đều muốn khiến hai người họ xa nhau thì chẳng bằng khiến con gái bà trở thành người của người đàn ông khác, người phụ nữ ngẩng đầu cười nói với Tống Huyền Khanh. Ý cô là gì?" Tống Huyền Khanh hỏi. "Tôi nghĩ nếu con gái bà có quan hệ với người đàn ông khác thì chắc sẽ không thể tiếp tục chung trinh với Lâm Thanh Diện nữa, đến khi đó cho dù cảm thấy có lỗi thì có lẽ cũng sẽ khiến cô ấy rời xa Lâm Thanh Diện." Người phụ nữ thản nhiên nói. Tống Huyền Khanh trợn mắt há mồm vẻ mặt khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt cô nói cái gì vậy cô muốn tìm người đàn ông khác để trà đạp con gái tôi đừng căng thẳng tôi không có ý đó người phụ nữ nói ý tôi là tôi có thể giúp bà tìm một người đàn ông có thân phận và địa vị đều không thấp chúng ta có thể tạo ra sự trùng hợp để khiến họ phát sinh quan hệ mà quỷ không biết thân không hay trước kia tôi cũng tìm con gái bà để nói rõ ràng với cô ấy cô ấy không xứng với lâm thanh diện mà dường như cô ấy cũng đã nhận ra điều này nếu cơ thể cũng không còn trong trắng thì cô ấy nhất định không thể tiếp tục ở bên lâm thanh diện nữa đến lúc đó bà có thể bảo cô ấy ly hôn với lâm thanh diện và kết hôn với người đàn ông có thân phận địa vị không thấp đây không phải là kết quả tốt nhất cho bà sao nghe người phụ nữ nói như vậy tống huyền khanh trầm ngâm suy nghĩ sau đó bà ta hỏi người mà cô nói có thân phận địa vị ấy có thể lợi hại đến mức nào theo tôi được biết thì anh ấy có khối tài sản hàng trăm triệu usd hơn nữa rất quan tâm đến con gái bà, người phụ nữ nói. Nghe thấy từ trăm triệu, mắt Tống Huyền Khanh đột nhiên sáng lên, sau đó lập tức cười tươi, nói với người phụ nữ tôi đồng ý hợp tác với cô. Công ty nhà họ hứa, trong văn phòng. Hứa Bích Hoài thu dọn tất cả tài liệu trên bàn làm việc xong, rũi eo nhìn thời gian, đến giờ tan sở thì đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, mới hé ra một chút cô đã nghe thấy mấy người bên ngoài đang bàn tán gì đó. Tôi không ngờ Lâm Thanh Diện lại là một người lãng mạn như vậy đấy, anh ấy sẽ tổ chức hôn lễ ở lâu đài thủy tinh, thật hâm mộ chết đi được. Đúng thế, hơn nữa vẫn luôn có tin đồn không ngờ phế vật Lâm Thanh Diện lại có quan hệ rộng đến vậy, những người đến dự đám cưới của anh ấy ngày hôm đó đều là nhân vật lớn, thật sự quá ngâu đi. Bây giờ tôi lại cảm thấy đồng sự trưởng chúng ta hơi không xứng với Lâm Thanh Diện, dù sao công ty chúng ta cũng chỉ là một công ty nhỏ, sao có thể so sánh được với Lâm Thanh Diện. Chỉ tiền biếu kết hôn của người ta thôi cũng đã hơn 300 tỷ rồi. Thật đó, Hứa Bích Hoài ngoại trừ gương mặt ưa nhìn thì những phương diện khác đều không xứng với Lâm Thanh Diện, theo tôi thấy, Lâm Thanh Diện nên cưới một người vợ tốt hơn mới đúng. Chuyện này làm sao có thể? Bây giờ Hứa Bích Hoài đã biết thực lực của Lâm Thanh Diện rồi, làm gì có chuyện dễ dàng buông tay như vậy. Chắc chắn cô ấy sẽ coi Lâm Thanh Diện như một đứa bé mà ôm trong tay, nếu đổi lại là tôi thì chắc chắn cũng không thể để Lâm Thanh Diện chạy mất cho dù cô ta không chịu buông tay thì thế nào, không xứng thôi có được không, không bao lâu nữa, Lâm Thanh Diện phát hiện hứa Bích Hoài thật ra chỉ là một cái bình hoa thì sẽ chủ động rời xa cô ta thôi. Lời bàn tán bên ngoài như một lưỡi dao cứa vào lòng hứa Bích Hoài, mấy ngày nay thi thoảng cô lại nghe thấy người ta bàn tán cô không xứng với Lâm Thanh Diện. Lại thêm những lời mà bạn gái mối tình đầu của Lâm Thanh Diện nói hôm đó, hứa Bích Hoài đã có rất nhiều nghi ngờ về bản thân, thậm chí đến bản thân cô cũng cảm thấy hơi không xứng với Lâm Thanh Diện. Cảm giác này khiến cô rất bất an, giống như người bên ngoài nói, nếu cô thật sự không xứng với Lâm Thanh Diện thì một ngày nào đó anh sẽ chủ động rời bỏ cô. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa văn phòng bước ra, những lời bàn tán lập tức dừng lại. Hứa Bích Hoài mặc kệ những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, cô đi thẳng về phía trước, cho đến khi lên xe cô mới lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng lẽ nào mình thật sự không xứng với Lâm Thanh Diện sao? Tại sao mọi người đều nói về chuyện này? Nếu thật sự là vậy, có phải mình nên chủ động một chút, nếu đến khi đó Lâm Thanh Diện rời xa mình thì với mình mà nói có lẽ sẽ là một thảm họa còn lớn hơn. Cuối cùng hứa Bích Hoài không nhịn được nữa, tựa lên tay lái bắt đầu khóc. chương 400, quán 3. Gia viên chăn tuy. Hứa Bích Hoài đỗ xe dưới lầu, lúc này cô đã lâu sạch dấu vết vừa mới khóc, hít sâu một hơi mới đi lên lầu vào nhà, Tôn Tuệ Phương chào hỏi hứa bích hoài rồi lại vào bếp làm việc. Tống Huyền Khanh đang ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó, thấy hứa bích hoài về thì lập tức kéo cô lại nở nụ cười thật tươi. Hứa bích hoài thấy Tổng Huyền Khanh có vẻ rất vui, cô cố gượng cười hỏi, mẹ, mẹ sao thế? Có vẻ rất vui nha. Tống Huyền Khanh nói, mẹ vừa mới tính xem đám cưới lần này của con và Lâm Thanh Diện chỉ riêng tiền tiên quỹ thôi đã thu về hơn 480 tỷ rồi, đây là một số tiền khá lớn, mẹ nhớ là lâm thanh diện đều gửi số tiền này trong thẻ của con bây giờ con thực sự là một người phụ nữ giàu có nha nghe tống huyền khanh nói như vậy hứa bích hoài lập tức sửng sốt sau đó cô nói không phải mẹ cảm thấy lâm thanh diện là ngôi sao tai họa sao tiền của anh ấy cũng sẽ mang lại xui xẻo cho mẹ chẳng phải mẹ nói con không được dùng số tiền này à sao bây giờ lại nói tới chuyện này thế con gái ngốc dù mẹ có ghét lâm thanh diện đến đâu thì cũng không thể gây khó dễ với tiền bạc chỉ riêng tiên quà cáp thôi cũng đủ để gia đình chúng ta sống vô tư cả đời nói ra thì mẹ cũng phải cảm ơn lâm thanh diện tống huyền khanh nói hứa bích hoài hơi nghỉ ngờ nhìn mẹ mình chằm chằm sau đó cô nói mẹ con cảm thấy hôm nay mẹ có gì đó không bình thường mẹ làm gì có gì mà không bình thường chỉ là mẹ đã nghĩ thông suốt một số chuyện nên không cần xoắn suýt về nó nữa thôi tống huyền khanh nói tiếp mẹ hiểu ra điều gì rồi hứa bích hoài hỏi đương nhiên là mẹ hiểu rõ giá trị của Lâm Thanh Diện rồi, cho dù mẹ ghét cậu ta đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thực về thực lực của cậu ta. Chỉ tiền quà lễ thôi đã thu về 300 tỷ, gia thế của Lâm Thanh Diện chắc chắn không đơn giản như chúng ta nghĩ, chúng ta có thể gặp được Lâm Thanh Diện là phúc đức mà tổ tiên tích lũy tám đời đấy, thái độ của Tống Huyền Khanh về Lâm Thanh Diện đột nhiên thay đổi trở nên tốt hơn. Sau khi hứa Bích Hoài nghe Tống Huyền Khanh nói vậy, khuôn mặt vốn đang tươi cười của cô đột nhiên trầm xuống. Tất cả những gì cô nghe được từ những lời Tống Huyền Khanh nói là cô có thể ở bên Lâm Thanh Diện hoàn toàn dựa vào may mắn. Tống Huyền Khanh thấy phản ứng của hứa Bích Hoài thì trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt khó phát hiện. Bích Hoài à, trước kia là mẹ không đúng, mẹ luôn muốn đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà chúng ta, bây giờ nghĩ lại thấy mẹ thật ngớ ngẩn khi muốn đuổi một người con rể tốt như vậy đi. Nếu thật sự đuổi Lâm Thanh Diện đi, mẹ còn có thể đi đâu để tìm một người con rể tốt như vậy? nhìn đám cưới của hai con đi có lẽ trên đời không còn cặp đôi thứ hai có thể lãng mạn như vậy hơn nữa những người đến dự hôn lễ đều là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất là nhà họ lâm ở kinh đô có phải lâm thanh diện đã trở thành người thừa kế của nhà họ lâm không con gái gia đình chúng ta chỉ là một gia đình bình thường có được cuộc sống như bây giờ tất cả đều dựa vào lâm thanh diện hơn nữa cậu ta quen biết nhiều người nổi tiếng như vậy nhà họ hứa nhỏ bé của chúng ta làm sao có thể sánh được với cậu ta thân phận của Lâm Thanh Diện cao như vậy, tương lai chắc chắn còn gặp được người phụ nữ tốt hơn, con nhất định phải cân nhắc chuyện này, không được để Lâm Thanh Diện chạy mất. Cho dù cậu ta có thay lòng đổi giả thì con cũng phải nắm chắc cậu ta trong lòng bàn tay, nếu không cậu ta chạy mất thì sau này muốn tìm lại cũng không dễ đâu. Mặc dù những lời của Tống Huyền Khanh có vẻ như đang bày tỏ với hứa Bích Hoài rằng bà ta không còn phàn nàn gì về lục hân giao nữa, hy vọng hứa Bích Hoài có thể giữ chặt anh nhưng giọng điệu của bà ta lại liên tục nói lên rằng Hứa Bích Hoài không xứng với Lâm Thanh Diện, cô cần dùng nhiều cách khác nhau để giữ Lâm Thanh Diện ở lại. Ngay cả Tông Huyền Khanh luôn không vừa mắt Lâm Thanh Diện nhất cũng bắt đầu cảm thấy cô không xứng với anh, Hứa Bích Hoài chỉ cảm thấy ngực mình một ngạt, đầu óc choáng váng, toàn thân khó chịu. "Mẹ, mẹ đừng nói nữa." Hứa Bích Hoài nói. "Bích Hoài, những gì mẹ đang nói với con bây giờ là kinh nghiệm của người từng trải." Con nhất định phải nghĩ cách mới có thể giữ được Lâm Thanh Diện lại bên mình, Tống Huyền Khanh vẫn không dừng lại. Đủ rồi, con và Lâm Thanh Diện bình đẳng về mặt tình cảm, anh ấy sẽ không vì những điều này mà rời xa con, con cũng sẽ không vì điều kiện của anh ấy có tốt hay không mà ghét bỏ anh ấy. Mẹ đừng nói nữa, Hứa Bích Hoài lớn tiếng nói, bây giờ cô chỉ có thể dùng cách này để xoa dịu trái tim vốn đã dao động của mình. Tống Huyền Khanh hơi ngạc nhiên khi thấy Hứa Bích Hoài phản ứng dữ dội như vậy nhưng bà ta đã có thể chắc chắn rằng bản thân hứa Bích Hoài cũng đã hơi hoài nghi. Con gái, con sao vậy? Con không khỏe à? Tống Huyền Khanh quan tâm hỏi. Hứa Bích Hoài dùng tay dây huyệt thái dương, con không sao, chỉ là mấy ngày nay quá mệt mỏi nên người hơi khó chịu thôi. Tống Huyền Khanh đảo tròng mắt rồi nói, mấy ngày nay mẹ cũng chú ý tới tình trạng của con, biết gần đây có lẽ con không được khỏe nên mẹ đã hỏi giúp con rồi. Vừa hay có một bác sĩ mới đi du học về, nghe nói học ngành tâm lý học rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc tâm lý hơn nữa người này có giá trị hàng trăm triệu usd cũng là một người giàu có hay là mẹ hẹn giúp con con đi dùng bữa với cậu ấy để người ta khám giúp con xem hứa bích hoài không biết vì sao tống huyền khanh lại nói cho cô biết người đó có giá trị con người hàng trăm triệu cô hơi ngạc nhiên nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy đau đầu nên không nghĩ nhiều cô cũng cảm thấy đã đến lúc mình phải tìm đến bác sĩ tâm lý nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có vấn đề được rồi vậy mẹ đặt lịch hẹn giúp con hy vọng có thể giúp ích được hứa bích hoài nói thấy hứa bích hoài đồng ý tống huyền khanh cũng nở nụ cười khó nhận ra vậy mẹ sẽ nói với người ta tối mai sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau tống huyền khanh nói hứa bích hoài gật đầu không nói gì đứng dậy về phòng nghỉ ngơi tống huyền khanh đợi hứa bích hoài về phòng mới lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi đi đã đồng ý rồi, tối mai gặp nhau, việc còn lại cô thu xếp đi. Tô Thành, ngoại ô. Đêm càng về khuya, hàng quán hai bên đường đều đã sáng đèn, nhưng vì ở ngoại thành nên ở đây chỉ có một số cửa hàng mở cửa. So với khu trung tâm thành phố Sâm Uất, nơi này có vẻ hơi vắng vẻ. Nhưng dù vậy thì vẫn có rất nhiều người sinh sống ở đây, giá cả sinh hoạt thấp luôn thu hút những người trẻ với mức lương không cao tới ở. Lâm Thanh Diện đang đi trên đường, nhìn người qua người lại, có mục tiêu rõ ràng. Quán ba anh định đến tối nay đương nhiên là quán mà Trịnh Trí Cường đã nói với anh. Vị trí của quán ba nằm ở cuối đường, càng đi về phía trước, Lâm Thanh Diện càng cảm thấy ít người. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện đi đến cuối đường, trong một con hẻm nhỏ, anh nhìn thấy một tấm biển đã rất cũ, trên đó chỉ viết hai chữ quán ba, mặc dù vẫn phát sáng nhưng thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng điện sau đó lại thấy nó nhấp nháy một lúc. Xem ra quán ba này đã có từ rất lâu, Lâm Thanh Diện vốn tưởng rằng nơi nhân viên quan lĩnh sống là một nơi rất xa hoa, nhưng không ngờ lại là một nơi thể này. Nhưng sau đó anh lại nghĩ quan lĩnh là một nơi rất bí ẩn, họ tìm người từ bên ngoài để đưa vào quan lĩnh, thường sẽ tìm những kẻ liều lĩnh, nếu là một nơi quá cao cấp, những người này có lẽ sẽ không dám đến. Hơn nữa đây cũng chỉ là một cứ điểm của những nhân viên ở quan lĩnh mà thôi, không cần tốn quá nhiều công sức để tạo dựng một nơi ở tử tế. Lâm Thanh Diện đi vào trong ngõ, Nhìn thấy bên cạnh có một cánh cửa, bèn mở cửa bước vào. Đèn trong quán ba mờ ảo, có thể là vì vùng ngoại ô tương đối hẻo lánh nên chỉ có vài người khách tới. Lâm Thanh Diện đi tới quầy ba, nhìn thấy người ở quầy ba, rút tờ 500.000 ra rồi nói, vé vào sân quyền anh. Sau khi nhận tiền, người ở quầy ba lập tức mở một cánh cửa bên hông ra hiệu cho Lâm Thanh Diện đi vào. Lâm Thanh Diện không chút do so dự bước thẳng vào trong, một lúc sau nghe thấy cách đó không xa có tiếng hét ồn ào đập vào mắt là đấu trường khổng lồ, có một võ đầy ở trung tâm của đấu trường, xung quanh người đông chật kín, không khách nhiều so với những đấu trường quyền anh dưới lòng đất khác. Tuy nhiên có thể là do rượu trong quán không bán được nên bên cạnh võ đài có hai nơi chuyên bán rượu, xung quanh cũng có một số bàn để vừa xem đấu quyền anh vừa uống rượu. Lâm Thanh Diện không ngờ vùng ngoại ô hoang vắng lại tập trung nhiều người như vậy, xem ra những người trẻ tuổi quanh đây chắc đều đã chạy hết tới đây, dù sao thì ở ngoại ô cũng không có gì để giải trí anh làm theo những gì Trịnh Trí Cường nói, đến thẳng chỗ người phụ trách sân quyền anh, chỉ khi tìm được người phụ trách sân quyền anh, anh mới biết được ám hiệu và biết cách vượt qua sự sàng lọc của quan lính. Anh đi về phía trước, đúng lúc này đôi mắt anh nhìn về một chiếc bàn cách đó không xa, ở đó có mấy người đàn ông cao to có hình xăm trên người đang ngồi uống rượu. Không ngờ người đó lại là La Hạo mà anh đã gặp trong bệnh viện hôm nay. Không ngờ anh ta lại tới một nơi như này để uống rượu nên Lâm Thanh Diện hơi bất ngờ. La Hạo Cống chú ý đến Lâm Thanh Điện, trực tiếp đập bình rượu lên bàn. Con mẹ nó, chính thằng nhãi này đã hại tôi mất việc, anh em đâu, hôm nay nhất định phải giúp tôi xả giận. La Hạo đứng lên, anh ta đã uống rất nhiên, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì cũng chẳng còn quan tâm anh có thân phận gì. Anh ta chỉ biết là Lâm Thanh Điện khiến mình mất việc, nếu đã gặp được ở đây thì sẽ không tha cho anh. Hôm nay anh ta đến đây uống rượu thật ra cũng là để tìm người trả thù Lâm Thanh Diện anh ta tình cờ quen được một vài võ sĩ trong đấu trường quyền anh dưới lòng đất này, không ngờ còn chưa đi tìm mà. Lâm Thanh Điện đã tự chạy tới trước. Mấy tên vạm vỡ cùng bàn đều đứng dây, quay đầu nhìn Lâm Thanh Điện với ánh mặt lạnh làng. La Hạo nở nụ cười chào phúng, thằng nhãi con, đúng là oan ra ngõ hẹp, không ngờ mày lại tới đây, cũng để cho tụi tao đỡ phải đi tìm mày. Nói cho mày biết, gần chỗ mày nhất chính là nhà vô địch quyền anh, biệt danh là sói hoang, hôm nay anh ấy sẽ cho mày biết kết cục của việc hại người khác mất việc là gì. Lâm Thanh Diện cao mày nhìn người đàn ông hung hãn bên cạnh, sau đó lạnh lùng nói, tôi khuyên các anh nên tiếp tục uống rượu đi, hôm nay tôi tới đây bản chính sự, không muốn đả thương người. Audio điện tử võ tấn bền chương 401, một chiêu chí mạng La Hạo và mấy người đàn ông đó nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức đều cười to ha ha. Nhóc con, cậu không rõ đây là nơi nào sao cậu vừa nãy không nghe rõ lời tôi nói sao vị này là quyền vương của sân quyền anh ngầm cho dù cậu có bản lĩnh thì sao chẳng lẽ còn có thể so với quyền vương sao nếu không cậu cho rằng tại sao tôi sẽ tới đây mời quyền vương la hạo mặt đầy khinh thường nói quyền vương được xương sói hoang đó trực tiếp đứng tới trước mặt lâm thanh diện hắn cao hơn lâm thanh diện một cái đầu trên người lại có cơ bắp cực kỳ rắn chắc nhìn khá có cảm giác áp bức nhóc con Tôi không quan tâm cậu có thân phận gì, cho dù viện trưởng của bệnh viện gì đó cũng không dám chọc tới cậu, nhưng ở chỗ tôi, cậu cũng chỉ là một cái rắm, La Hạo là bạn tôi, cậu khiến anh ta mất công việc, chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, tôi chỉ có thể khiến cậu trải nghiệm mùi vị sống nửa đời sau trên xe lăn, sói hoang mặt đầy kiêu ngạo. Lâm Thanh Diện giơ một tay lên, anh không muốn xảy ra xung đột với những người này bây giờ, nhưng họ chặn đường của mình, vậy thì không thể trách mình không khách sáo nhưng chính vào lúc anh muốn ra tay, nhân viên bảo vệ của sân quyền anh bèn đi tới, nói với mấy người, ngoại trừ sàn đấu trong sân quyền anh, không thể ra tay ở bất kỳ nơi nào khác, nếu các người muốn đánh thì có thể lên sàn đấu, sói hoang, anh hẳn rõ ràng quy tắc nơi này. Sói hoang quay đầu nhìn người đó một cái, cuối cùng chỉ có thể căn răng, nói với Lâm Thanh Diện, nhóc con, cậu có dám lên sàn đấu đánh một trận với tôi không? Lâm Thanh Diện thấy có người tới ngăn cản, hơn nữa sân quyền anh này có quy tắc là không thể đánh ngoài sàn đấu cho dù là tên sói hoang này cũng phải tuân thủ cho nên liền không để ý tới sói hoang trực tiếp đi ra chỗ phụ trách sân quyền anh mấy người sói hoang và la hạo thấy lâm thanh diện cứ đi như vậy mặt lộ ra biểu cảm khinh thường tên nhát gan ngay cả đồng ý cũng không dám xem ra cậu cũng chỉ là một con hổ giấy la hạo hét to với lâm thanh diện thật là cười chết tôi rồi tên này nghe thấy sói hoang nói lên sàn đấu lại sợ tới mức không dám nói lời nào đã chạy rồi. Hừ, loại người này chỉ có thể dựa vào thân phận của mình đi bắt nạt người khác, thật sự nói, e rằng ngay cả đầu ngón tay của tôi cũng đánh không lại, thật là rác rưởi. Mấy người đều ra sức chào phúng lâm thanh diện. Sói hoang rõ ràng cảm thấy lâm thanh diện thế này là sợ, hắn nhìn la hạo một cái, nói, sân quyên anh có quy tắc, không thể tùy tiện ra tay, nhưng bên ngoài không có quy tắc như vậy, chúng ta tiếp tục uống rượu chỉ cần lát nữa hắn ra chúng ta liền đi theo đến lúc đó tôi lại dạy dỗ hắn nên làm người thế nào la hạo gật đầu mấy người lại quay về bàn tiếp tục uống rượu lâm thanh diện đi thẳng về phía trước tìm tới chỗ làm việc của người phụ trách sân quyền anh chỗ đó có một cửa số nhỏ lâm thanh diện vươn tay gõ lên cửa sổ hạ xuống bên trong có một người đàn ông mặt đầy râu dáng vóc thô kệch đang ngồi người bên trong nhìn lâm thanh diện một cái hỏi có chuyện gì Tìm kho báu, Lâm Thanh Diện nói. Người đó lướt nhìn anh, chỗ này không có kho báu, anh tìm nhầm chỗ rồi. Cho nên tôi nên tới nơi chính xác, Lâm Thanh Diện trả lời một câu. Vài câu đối thoại này chính là ám hiệu Trịnh Trí Cường nói cho Lâm Thanh Diện biết. Trịnh Trí Cường nói với Lâm Thanh Diện đừng có bất kỳ giọng điệu nào, những từ này cũng không thể sai chữ nào, nếu không ám hiệu xem như thất bại. Nghe thấy Lâm Thanh Diện đối ra ám hiệu chính xác, mặt người ngồi bên trong lộ ra nụ cười đùa bớn, sau đó cầm mảnh giấy trên bàn, đưa cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chú ý thấy trên bàn có rất nhiều mảnh giấy như vậy, trong lòng đoán đây hẳn chính là điều kiện chọn lọc nhân viên làm việc của quan lính. Trịnh Chí Cường từng nói với anh, chọn lọc này giống như một nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành mới có tư cách vào quan lính, mà người thất bại vĩnh viên cũng không có tư cách vào đó. Lâm Thanh Diện mở mảnh giấy trong tay mình, thấy bên trên viết, khiêu chiến quyên vương sói hoang, đánh chết hắn. Nhìn nội dung bên trên, Lâm Thanh Diện nhớn mày, anh có thể xác định mảnh giấy này là người bên trong đó lập tức lấy ra, xem ra sói hoang này có chút xui xẻo rồi. Từ độ khó nhiệm vụ trên mảnh giấy này, Lâm Thanh Diện cũng có thể đoán ra, người có thể vào quan lĩnh, hẳn phải có thực lực nhất định, nếu không cho dù là bỏ mạng cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra, cũng không có tư cách vào quan lĩnh. Nhớ tới trịnh trí cường nói thứ những người giàu bên trong quan lĩnh thích xem nhất, chính là cao thủ giao đấu cho nên có nhiệm vụ thế này hẳn cũng là vì chuẩn bị cho biểu diễn chém giết bên trong. Quả nhiên tiết mục đối kháng cao cường này vĩnh viên cũng được hoan nghênh như vậy. Tôi cần hoàn thành chuyện này trong hôm nay sao? Lâm Thanh Diện hỏi người bên trong. Người đó nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói cậu ở đây nói linh tinh gì đó, đó chỉ là mảnh giấy tôi rảnh rỗi nhàm chán viết chơi mà thôi. Nghe thấy lời của người đó, Lâm Thanh Diện khẽ trần chờ một lát, tiếp đó bèn hiểu đây là chuyện gì, xem ra nhân viên làm việc bên ngoài của quan lĩnh cũng rất cẩn thận ngoại trừ đưa mảnh giấy này sẽ không giao lưu bất kỳ chuyện gì với người khác lâm thanh diện ngẫm nghĩ trong lòng đã có quyết định anh thu tờ giấy đó lại đi thẳng tới chỗ đám người la hạo mấy người la hạo đang uống rượu đồng thời ánh mắt cũng nhìn chỗ cửa ra đợi lâm thanh diện từ đó đi ra lúc này la hạo nhìn thấy lâm thanh diện đi về phía họ mặt còn mang theo nụ cười liền trực tiếp đứng dậy nhóc con lúc cậu ở bệnh viện không phải rất lợi hại sao sao bây giờ ngay cả khiêu chiến cũng không dám nhận nữa hôm nay cậu đừng mong chạy thoát khỏi tiếp này chỉ cần cậu dám từ chỗ này ra ngoài chúng tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận la hạo căn răng nghiến lợi nói lâm thanh diện trực tiếp đi tới trước bàn họ không thèm nhìn la hạo nhìn sói hoang mở miệng nói tôi tiếp nhận khiêu chiến của anh mấy người sói hoang và la hạo đều sướng sốt không nghĩ tới lâm thanh diện lại tiếp nhận khiêu chiến nhưng rất nhanh, mặt sói hoang đã lộ ra nụ cười trào phúng, nói cậu có thể tiếp nhận là tốt nhất, lát nữa lên sàn đấu, tôi sẽ khiến cậu hiểu rõ cái gì là sức mạnh. La Hạo cũng cười khinh thường, nói thì ra cậu cũng không nhát gan như vậy à, nhưng chuyện này chỉ sẽ khiến cậu hiểu rõ càng nhanh mình có bao nhiêu cân lượng mà thôi, sói hoang, lát nữa đừng nương tay, tốt nhất có thể khiến tên oát con này không đứng dậy được nữa là tốt nhất. Yên tâm, không cần anh nói tôi cũng biết nên làm thế nào, sói hoang bẻ nắm tay mình, mặt lộ ra nụ cười hiểm độc tiếp đó bèn đi sắp xếp trận quyết đấu giữa hẳn và lâm thanh diện không bao lâu sau sói hoang đã vẫy tay với lâm thanh diện ý bảo họ đi tới lâm thanh diện đi về phía sàn đấu sói hoang đã đứng trên đó mặt khinh miệt nông đậm lâm thanh diện đi tới nhảy nhẹ nhàng lên sàn đấu đứng đối diện sói hoang chư vị hôm nay người muốn khiêu chiến sói hoang tôi chính là tên nhóc con gầy yếu lại bất lực ở trước mặt tôi đây hắn hại một người bạn của tôi mất công việc hôm nay tôi sẽ ở trên sàn đấu dậy hẳn làm người sói hoang hét lên với đám người xung quanh tất cả mọi người xung quanh sàn đấu lập tức bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt đánh chết hắn sói hoang vô địch sói hoang lợi hại nhất đánh chết tên không biết sống chết này để hắn nếm thử mùi vị nắm đấm của anh sói hoang sói hoang sói hoang nhìn thấy phản ứng của mọi người mặt la hạo lộ ra nụ cười lạnh nói, sói hoang là sự tồn tại vô địch ở sân quyên anh này, người đứng cùng sàn đấu với anh ta, trước giờ không có một ai đi ra, đây là từ cậu chạy tới khiêu chiến sói hoang, đến lúc đó nếu anh ta đánh cậu tàn phế, cũng không oán trách được người khác. Sói hoang trên sàn đấu cũng mặt đây hưởng thụ cảm nhận sự hoan hô của mọi người xung quanh dành cho hắn, hắn như chúa tể của sàn đấu này, ở đây không một ai là đối thủ của hắn. Nhóc con, có nhìn thấy không, tất cả mọi người đều hoan hô tôi, mà cậu chỉ là một tên đáng thương sắp bị đánh, cậu cứ đợi bị tôi đánh răng rơi đầy đất đi. Sói hoang nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm hẳn, hỏi, trên sàn đấu này cho đánh chết người sao? Sói hoang nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Diện, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó bèn cười, nói thế nào, chẳng lẽ cậu sợ bị tôi đánh chết sao? Nói cho cậu biết, ở sân quyền anh ngầm, chết người là chuyện thường tình, cậu tốt nhất cầu nguyện hôm nay tôi ra tay đừng quá nặng đi lâm thanh diện gật đầu chỉ cần sàn đấu này cho phép đánh chết người là được người bên dưới nghe thấy câu hỏi của lâm thanh diện cũng đều cười cợt cảm thấy lâm thanh diện là đang suy nghĩ cho sự an toàn của mình tên này là đùa đi hắn hỏi câu này là không muốn để sói hoang đánh chết hẳn sao sàn đấu ngầm nên đánh tới chết không như vậy còn có gì hay xem hy vọng sói hoang hôm nay có thể đánh chết tên oát con không biết sống chết này như vậy hắn liền biết cái giá của liều lĩnh là gì nhìn dáng vẻ tên nhóc này, quả thực rất có khả năng bị đánh chết, hy vọng hắn đã mua bảo hiểm. Tiếp đó, tiếng còi vang lên, cuộc quyết đầu bắt đầu, đa số mọi người đều bắt đầu trợ uy cho sói hoang. Mặt sói hoang lộ ra nụ cười khát máu, trực tiếp xông về phía lâm thanh diện. Có thể nhìn ra hắn vô cùng tự tin với nắm đấm của mình. Lâm Thanh Diện đứng nguyên tại chỗ, sau khi nhìn rõ động tác của sói hoang, trong đầu đã có chiêu thức ứng phó. Anh không muốn lãng phí thời gian, cho nên một chiêu này, cần một chiêu chín mạng. Lúc sói hoang sông tới trước mặt Lâm Thanh Diện, thân thể Lâm Thanh Diện bỗng nhiên nhảy lên, tiếp đó hoàn thành cú xoay vòng 360 độ trên không, tiếp đó một chân trực tiếp đá vào ngức sói hoang. Sói hoang căn bản không phản ứng kịp, thân thể bèn bay ra ngoài sàn đấu, nặng nề ngã trên mặt đất, phun ra ngụm máu tươi, sau đó bèn ngã trên đất không còn động tĩnh nữa. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện trên sàn đấu lập tức có hai người chạy tới chỗ sói hoang, một người trong số đó kiểm tra thân thể hắn, lại sờ sờ ngực hắn, không người nghe nhịp đập của hắn, sau đó mặt lộ ra biểu cảm kinh sợ. Hắn, hắn chết rồi, chương 402, đừng một cú đá chết tôi. Anh nói cái gì, nghe thấy kết quả kiểm tra của hai người, người đầu tiên phản ứng lại là La Hạo, hắn chừng to đôi mắt, nhìn chằm chằm chỗ sói hoang ngã xuống, mặt đầy không dám tin. Hắn chết rồi, ngừng thở rồi, Nhịp tim cũng ngừng rồi, cho dù là đưa tới bệnh viện cũng không thể cứu được nữa." Người đó nói to, sau đó có chút kinh sợ nhìn lên sàn đấu, bất giác lùi về phía sau hai bước. Sân quyền anh ngầm vốn vì sói hoang bị Lâm Thanh diện đá một cú ra ngoài mà yên tĩnh lại lại lần nữa trở nên cuồng loạn, một vài người vì có người chết mà sợ đến vội vàng chạy ra khỏi sân quyền anh, mà một vài người lại lộ ra tràn đầy hưng phấn. Điều họ thích nhất chính là nhìn thấy có người bị đánh chết ở sân quyền Anh, điều này có thể khiến họ cảm nhận được cái gì là kích thích. Nhất thời, toàn bộ sân quyền Anh ngâm đều sôi sục như nước đun sôi, khá hỗn loạn. Không ít người chạy tới sàn đấu, mặt đầy sùng bái nhìn Lâm Thanh Diệt, không ít cô gái thậm chí còn hét lên muốn sinh con cho Lâm Thanh Diệt. Sói hoang là quyền vương của sân quyền Anh này, gần như là sự tôn tại vô địch trong cuộc tỉ thí trước đây. Dường như không ai có thể đánh bại hắn, cho nên hẳn cực kỳ nổi tiếng ở sân quyền anh này mọi người đều cảm thấy sói hoang là cao thủ cực kỳ lợi hại đây cũng là nguyên nhân tại sao la hạo đến tìm sói hoang đối phó với lâm thanh diện bây giờ quyền vương trong mắt họ lại bị lâm thanh diện một cú đá chết một màn vừa rồi khiển trong lòng họ chấn động mãnh liệt hơn nữa cũng khiến họ hiểu rõ cái gì mới là cao thủ thật sự la hạo xứng sờ nguyên tại chỗ thật lâu mới phản ứng lại hắn ta đầu tiên lộ ra tràn đầy kinh sợ sau khi phản ứng lại hét to một tiếng, hắn đánh chết người rồi, các người mau bắt hẳn lại. Mọi người đều nhìn La Hạo như nhìn kẻ ngốc, đầu tiên không nói tới quy tắc trên sàn đấu chính là sống chết do mệnh, vừa nãy một cú của Lâm Thanh Diện liền đá chết sói hoang, lúc này còn ai dám lên bắt anh. La Hạo thấy không có ai tiến lên bắt Lâm Thanh Diện bèn nghiêng đầu nhìn mấy võ sĩ quyền anh lúc nãy cùng hẳn uống rượu, nói các người mau tới bắt hắn lại, sói hoang không phải bạn các người sao. Chẳng lẽ các người cứ ngồi nhìn như vậy không để ý sao? mấy võ sĩ quyền anh đó đều nhìn la hạo một cái, một người trong số đó lộ ra biểu cảm khinh thường với hắn ta, nói anh mẹ nó nói thoải mái quá, anh muốn bắt hắn như vậy, thì tự anh lên đi, anh không sợ bị đánh chết nhưng chúng tôi sợ. La hạo bị lời của người đó làm nghẹn học, nếu hắn dám tự mình lên thì không cần câu xin người khác rồi. Giải quyết sói hoang xong, Lâm Thanh Diện bước xuống sàn đấu, bên dưới vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều người chen chúc về phía anh, muốn xem người chỉ với một cú đá đã có thể đá chết người rốt cuộc dáng vẻ thế nào nhưng họ cũng không dám cách quá gần dù sao họ cũng sợ lâm thanh diện cho họ một cú họ không chống đỡ nối lâm thanh diện đi thẳng về phía trước trực tiếp đi tới trước mặt la hạo sau đó mở miệng hỏi anh còn muốn tìm tôi báo thù sao la hạo thấy lâm thanh diện đi tới trước mặt mình thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy nhưng vì không để mình thể hiện sợ hãi trước mặt lâm thanh diện như vậy hắn miễn cưỡng chống đỡ hai mắt cố ý mở to thể hiện mình không sợ đối phương đáng tiếc dáng vẻ này của hẳn ở trong mắt những người xung quanh rõ ràng có chút ngu ngốc vừa nhìn đã biết là cố ý làm ra vẻ cậu cậu đánh chết người cậu cho rằng cậu sẽ có kết cục tốt sao la hạo lấy dũng khí nói tôi lúc đó đã hỏi hẳn rồi là tự hắn nói trên sàn đấu có thể đánh chết người lâm thanh diện nói la hạo biết lời này của mình nói như không nói nhất thời cũng không biết nên nói gì nếu anh còn muốn tìm tôi báo thù tôi có thể cùng anh lên sàn đấu đánh thêm một trận cũng bớt cho ngày sau lại phiên phức la hạo nghe thấy lời này của lâm thanh diện liên sợ đến xém chút trực tiếp ngã ngồi xuống đất nếu thật sự đồng ý lên đánh một trận với lâm thanh diện e rằng hắn sẽ có kết cục như sói hoang không chừng còn thảm hơn sói hoang dù sao hẳn không phải quyên vương ở đây hắn chỉ là một bác sĩ ham ăn lười làm mà thôi người xung quanh nghe thấy lời của lâm thanh diện lập tức bắt đầu hét lên họ cực kỳ muốn nhìn thấy có người lại lên đánh với lâm thanh diện một trận tới thêm trận nữa trận vừa này chưa nhìn đã lần này ra thêm vài chiêu đồng ý khiêu chiến của anh ta chúng tôi còn muốn xem nữa thật quá lợi hại đến thêm trận nữa lên sàn đấu lên sàn đầu lên sàn đấu la hạo thấy mọi người xung quanh hét lên trong lòng càng thêm sợ hãi răng hắn cũng không nhịn được bắt đầu run giấy phát ra tiếng vang lập cập lúc này có người đẩy La Hạo về phía Lâm Thanh Diệt, La Hạo sợ đến xém chút kêu ra tiếng, sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diệt, nước mắt cũng sắp chảy ra. Tôi sai rồi, tôi không báo thù nữa, anh tha cho tôi đi, tôi sau này không dám làm phiền anh nữa, xin anh đừng đá chết tôi. Mọi người thấy dáng vẻ sợ hãi này của La Hạo, lập tức cười cợt. Thật con mẹ nó nhát gan, lúc nãy không phải hắn còn làm ra vẻ với người ta lắm sao, sao bây giờ đã sợ đến thế này rồi? rác rưởi không có gan còn tìm người ta báo thù cái gì, người ta quang minh chính đại lên sàn đấu với anh, anh con mẹ nó lại bị dọa đến đái cả ra quân. Là đàn ông thì lên sàn đấu, ở đây với các bà thím tính là bản lĩnh gì? La Hạo lúc này sớm đã không để ý thái độ của những người xung quanh với hắn, so với những thứ này, đương nhiên là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Lâm Thanh Diện thấy La Hạo trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu nhìn hắn một cái, sau đó bèn xoay người ra khỏi sân quyền anh ngâm, không tới chỗ người phụ trách sân quyền anh nữa. Vừa rồi lúc anh bước xuống sàn đấu đã có người tranh thủ lúc hôn loạn nhét mảnh giấy vào tay anh, không cần nghĩ cũng biết nhất định là người của quan lính. Phải nói bảo mật của quan lính thật là cực kỳ nghiêm ngặt, thực ra chuyện này theo Lâm Thanh Diện thấy là không cần thiết lắm, dù sao cho dù họ có che giấu tốt, cũng vẫn sẽ có người biết sự tồn tại của họ. Đương nhiên rồi, đây cũng có thể là do người bên trong quan lĩnh không muốn thu hút sự theo dõi quá nhiều trên xã hội, dù sao nơi thế này không thích hợp xuất hiện trong tâm nhìn của mọi người hiện tại sau khi lâm thanh diện rời đi la hảo vội đứng dậy vỗ ngực mình thở phào một hơi mọi người xung quanh đều lạnh lùng nhìn hẳn sau đó có người dẫn đầu nhổ nước bọt lên người hắn mắng một cậu nhát gan những người còn lại ào ào bắt trước không bao lâu sau la hảo đã bị chìm trong biển nước bọt ra khỏi sân quyền anh ngâm đến quán ba bên ngoài lâm thanh diện không vội vàng rời đi mà là đi tới cạnh quầy ba, gọi một ly rượu. Anh mở mảnh giấy trong tay mình, nhìn hàng chữ viết bên trên. Ngày 15 tháng sau, trong hẻm nhỏ sau quán ba, bỏ lỡ sẽ vĩnh viên mất đi cơ hội. Lại vẫn có cảm giác bị chọn chúng, lần này không đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa, đáng tiếc nơi đó là nơi thị phi. Nhân viên làm việc của quan lĩnh là sợ bị chọn chúng lại hối hận đi sao, mặt lâm thanh diện lộ ra nụ cười đùa bốn. Thu mảnh giấy lại, lâm thanh diện uống ngụm rượu trước mặt ánh mắt dần trở nên thâm thúy buổi tối lúc lâm thanh diện quay về nhà nói một tiếng với vương mạn nói cho cô ta biết ngày mai mình sẽ rời đi cổ vi vi biết được tin tức lâm thanh diện muốn rời đi từ chỗ vương mạn trong lòng rất gấp gáp lại mặc quần áo tràn đầy gợi cảm đi gõ cửa phòng lâm thanh diện lần này lâm thanh diện chỉ là ở trong hỏi một câu biết là cố vi vi bèn dứt khoát không mở cửa không thanh gia viên chăn tụy hứa bích hoài nằm trên giường mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không nhúc nhích. Bên tai cô luôn văng vắng tiếng người khác nghị luận về mình đã nghe thấy trước đó, bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn như bòng bong. Một lúc sau, cô quay đầu nhìn điện thoại đặt bên cạnh, gọi điện cho Lâm Thanh Diện. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Thanh Diện đã mở miệng nói một câu, vợ à, họ hàng của em đã đi chưa, mấy ngày nay chỉ Tôn làm thức ăn cho em hợp khẩu vị chứ. Hứa Bích Hoài xứng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, tên này lại cho rằng mình lần trước gọi điện thoại tức giận với anh là vì bà gì tới anh mới có họ hàng tới đồ đâu gỗ thực sự không có cách nào câu thông với anh hứa bích hoài không vui nói một câu vợ à em làm sao vậy giọng nói thân thiết của lâm thanh diện vang lên hứa bích hoài hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm trạng của mình sau đó hỏi lâm thanh diện anh cảm thấy ở cùng với em là chuyện thích hợp sao đúng vậy hai chúng ta ở cùng nhau đương nhiên thích hợp rồi chỉ có ở cùng em anh mới có thể bộc lộ tất cả sự tốt đẹp của mình, vì em, anh mới bằng lòng đi đánh cả gian Sơn, Lâm Thanh Diện nói. Ánh mắt hứa bích hoài lóe lên gợn sóng nhẹ nhẹ, nhất thời không biết nên trả lời Lâm Thanh Diện thế nào. Vợ à, tại sao em lại hỏi câu này? Lâm Thanh Diện hỏi. Không có gì, chỉ là hơi như anh, hứa bích hoài nói. Lâm Thanh Diện nghe thấy hứa bích hoài nói như anh, trong lòng rất vui mừng, hoàn toàn phất lở bất thường của cô, hai người lại tùy tiện nói vài câu, hứa Bích Hoài liền cúp điện thoại, mắt nhìn chằm chằm cạnh giường mình, không biết đang nghĩ gì. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện vốn định buổi sáng quay về, nhưng Trình Quân biết Lâm Thanh Diện muốn quay về bèn sống chết muốn ăn một bữa cơm với anh. Lâm Thanh Diện thấy Trình Quân nhiệt tình như vậy, liền đồng ý, thuận tiện cũng gọi cả Lục Hân giao tới cùng ăn bữa cơm. Trình Quân và Lâm Thanh Diện uống chút rượu, bữa cơm này ăn tới tận chiêu, Lâm Thanh Diện không cách nào tự mình lái xe quay về, Trình quân bèn sắp xếp người lái chiếc Santana rách nát của anh đưa anh về. Trên đường, người trình quân sắp xếp thỉnh thoảng nhìn anh từ kính chiếu hậu, trong lòng nghĩ không ra nhân vật lợi hại như vậy, sao chỉ lái chiếc Santana, còn cũ như vậy nữa. Có lẽ người càng lợi hại thì càng không để ý những vật ngoài thân đi. Trong lòng người đó thầm nói. Lúc trạng vạng, Tống Huyền Khanh dẫn hứa Bích Hoài đến cửa khách sạn quốc tế Thiên Thành. Con gái, hôm nay con nên trang điểm sửa soạn xinh đẹp một chút mới đúng, con mặt mộc tới như vậy, mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng rõ ràng có chút không tôn trọng người ta, Tống Huyền Khanh nói. Mẹ, hôm nay con tới khám bác sĩ, không phải tới xem mắt, mẹ kêu con trang điểm làm gì, hẳn không phải mẹ thật sự kêu con tới xem mắt chứ. Hứa Bích Hoài mặt đây hoài nghi nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh lập tức có chút trột dạ, giả, vội giải thích, mẹ không phải vì để con có hình tượng tốt trước mặt người ta sao, nói thế nào người ta cũng là du học về, không giống với các bác sĩ bình thường. Vậy cũng không liên quan tới việc con khám bác sĩ, mẹ, mẹ đừng làm loạn ở đây nữa, hứa Bích Hoài nói. Hai người cùng nhau vào bên trong, hứa Bích Hoài nhớ lại biểu hiện của Tống Huyền Khanh, cứ cảm thấy bà có chút kỳ quái. Mẹ, mẹ kêu con đến khám bác sĩ, sao lại tới nơi thế này? Con cảm thấy mẹ chính là lừa con đi xem mắt, hứa Bích Hoài nói. Nơi này tiện mà, hơn nữa mẹ sao có thể bắt con đi xem mắt, người như Lâm Thanh Diện trên đời Tống Cộng cũng không có bao nhiêu người, sao mẹ nỡ bắt con gả cho người khác nữa, Tống Huyền Khanh vội giải thích. Nghe thấy câu này, mặt hứa Bích Hoài lập tức châm xuống, không nói gì nữa. Hai người họ đi vào bên trong khách sạn quốc tế Thiên Thành, vừa vào không bao lâu, một người phụ nữ mặc váy dài cổ điển màu đen, mang mạng che mặt màu đen, khí chất xuất chúng đã xuất hiện ở đây, có thể mơ hồ nhìn thấy, khóe miệng cô ta còn cong lên độ cong đùa cợt. Chương 403, cậu có bạn gái tình đầu không? Con gái, người đàn ông mà mẹ đã nói với con tên là Phương Văn Ngọc, đợi lát nữa con đừng có mà gọi nhầm tên của người ta a, à, cậu ta là du học sinh, có thể sẽ chú trọng nhiều cái, nếu như người ta hỏi con về vấn đề con không thích, con cũng đừng tức giận người ta, vừa đi, Tống Huyền Khanh vừa dặn dò. Hứa Bích Hoài hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn. Mở miệng nói, nếu như mẹ còn nói không ngừng nữa, con sẽ không vô nữa đâu. Hai người đi đến trước cửa một phòng bao rồi dừng lại. Tống Huyền Khanh lập tức im miệng, không dám nói thêm gì nữa. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn phòng bao ở bên cạnh một cái, mở miệng hỏi, "Là chỗ này sao?" Tống Huyền Khanh gật gật đầu, sau đó mở cửa ra, nói, "Con gái, con vào đi, nói chuyện đàng hoàng với người ta, mẹ đây là vì tốt cho con." "Mẹ không vào cùng sao?" chỉ là hỏi thăm ý kiến của anh ta một chút, mẹ theo vào cũng không sao." Hứa Bích Hoài nghi hoặc nói. "Thôi thôi, con vào nói chuyện với người ta đi, các con đều là người trẻ tuổi, nói chuyện mẹ nghe cũng không hiểu, hơn nữa không phải con muốn hỏi cậu ta một số vấn đề về tâm lý sao? Mẹ ở bên cạnh nghe cũng không thích hợp, hai người nói chuyện đi, mẹ ở bên ngoài đợi là được rồi." Tống Huyền Khanh nói xong, liền đẩy Hứa Bích Hoài vào trong phòng. Lời của Hứa Bích Hoài còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì đã bị Tống Huyên Khanh đẩy vào trong, sau đó còn đóng cửa phòng lại. Sau khi đóng cửa phòng bao lại, Tống Huyền Khanh thở vào một hơi, tự lầm bẩm nói, con gái, mẹ thật sự là vì tốt cho con, sau này con sẽ hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy. Lâm Thanh Diện là một tên sao trổi, cho dù cậu ta có lợi hại thì có ích gì, mẹ chỉ hy vọng con có thể bình an, theo một người có thân ra 6, bảy tỷ là đủ rồi. Lúc này tiếng giày cao gót vang lên, người phụ nữ tự nhận là bạn gái đầu tiên của Lâm Thanh Diện xuất hiện ở đằng sau Tống Huyền Khanh mở miệng nói bà cảm thấy Lâm Thanh Diện là sao trổi, chỉ có thể nói là trình độ nhà các người quá thấp mà thôi tôi không quan tâm Lâm Thanh Diện luôn có các loại rắc rối thân là một nhân vật phong vân có thể khuấy động thế giới thì rắc rối chẳng qua chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi Tống Huyền Khanh nghe thấy lời của người phụ nữ đó lập tức bĩu môi nói nhân vật phong vân khuấy động thế giới gì chứ mấy rắc rối mà cậu ta rước đến sớm muộn sẽ khiến cậu ta chết không trốn chôn thây, đến lúc đó cậu ta còn khuấy động thế giới phong vân gì nữa, thật là buôn cười. Người phụ nữ không có tranh luận với Tống Huyền Khanh, giống như làm như vậy là một chuyện rất rất giá vậy. Tống Huyền Khanh ngược lại lại có một khí thế muốn cãi lộn với người phụ nữ này, nhưng thấy người ta căn bản chả quan tâm bà ta, nhất thời cũng không thể phát huy bản lĩnh cãi lộn của bà ta ra ngoài. Cô chắc chắn là làm như vậy, con gái tôi sẽ cam tâm tình nguyện mà rời khỏi lâm thanh diện sao? Để cho bọn nó làm loại chuyện đó ở bên trong, có phải là có chút hơi gấp quá rồi không? Tôi cảm thấy để bọn chúng ở cùng mấy ngày trước như vậy sẽ tốt hơn một chút, Tống Huyền Khanh tìm một chủ đề, lên tiếng nói. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bao một cái, nói chuyện này càng sớm thì càng tốt, bà có thể chắc chắn là Lâm Thanh Diện trong thời gian này sẽ không về không? Nếu như Lâm Thanh Diện biết chuyện bà làm, bà cảm thấy anh ta sẽ đối xử với bà thế nào? Cậu ta có thể làm gì tôi chứ? không lẽ cậu ta còn có thể giết tôi sao bích hoài là con gái của tôi tôi muốn nó theo ai thì nó phải theo ai liên quan gì đến cậu ta trên người tống huyền khanh lập tức toát ra một khí thể trời không sợ đất không sợ người phụ nữ cười cười nói nếu như bà làm quá đáng quá thì với tính cách của lâm thanh diện giết bà chẳng qua chỉ là một chuyện trước mắt mà thôi nghe thấy lời này của cô ta trên người tống huyền khanh đột nhiên nổi lên một lớp gai ốc nghĩ đến cảnh tượng lạc hân bị ép chết trong biệt thự trong lòng Tống Huyền Khanh lập tức có chút sợ hãi. Xíu, nếu như thật sự là vậy, con gái tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ta. Tống Huyền Khanh có chút trột dạ mà lầm bầm một câu. Người phụ nữ không nói chuyện nữa, quay người đi về phía một phòng bao khác ở không xa. Tống Huyền Khanh cảm thấy có chút không yên tâm, cho nên không có rời khỏi cửa phòng bao. Bên trong phòng, Hứa Bích Hoài vừa bước vào, liền cảm thấy trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt, nhạt, nghe có cảm giác ám muội. Ánh sáng trong phòng bao này không lạnh lắm, cô nhìn thấy ở giữa phòng bao đặt một cái bàn, trên bàn có bảy biện nến. Mà ở trên bàn, có một người đàn ông mặc vest, dáng vẻ lịch sự, người đàn ông này có đường nét góc cạnh sắc sảo, cử chỉ nho nhã lịch lãm, có vẻ là một người đàn ông có điều kiện gia đình không tôi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy bố trí trong phòng bao này, trong lòng lập tức thâm măng một tiếng, cô cảm thấy Tống Huyền Khanh đây chính là đã sắp xếp cho cô một buổi xem mắt rồi. Chỉ là bây giờ cũng đã đi vào rồi, nếu như trực tiếp ra ngoài mà chả nói với người ta lấy một câu, hiển nhiên có chút không lịch sự lắm. Phương Văn Ngọc như đã nhìn ra suy nghĩ của Hứa Bích Hoài, mỉm cười nói với cô, "Gì đã nói tình hình của cô với tôi rồi, nói mấy ngày nay trạng thái của cô không tốt lắm, muốn để tôi khám thử, ở trong một hoàn cảnh như vậy có thể giúp cô thư giãn đó, cô đừng hiểu lầm." Nghe thấy đối phương lên tiếng, Hứa Bích Hoài cũng mỉm cười lịch sự một cái. Sau đó đi qua đó, ngồi ở đối diện anh ta. Nhìn bộ dạng của người này, chắc là không phải đến xem mắt với mình đâu, Hứa Bích Hoài cảm thấy có thể là mình nghĩ nhiều rồi. "Chào cô, tôi là Phương Văn Ngọc, rất vui được làm quen với cô." Phương Văn Ngọc vươn một bàn tay ra với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài bắt tay với anh ta một cái, mở miệng nói, "Trạng thái của tôi đúng thật là có chút không tốt lắm, cho nên muốn tìm người khám thử, không biết tôi phải phối hợp với anh làm gì đây?" Phương Văn Ngọc chỉ cười cười, nói không cần làm gì hết, cô chỉ cần thả lòng, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với tôi là được rồi, không cần quá căng thẳng, cô chỉ cần coi như một bữa ăn cơm bình thường là được rồi. Bản thân anh ta cũng không biết nên làm sao để giải quyết rắc rối cho Hứa Bích Hoài, anh ta chỉ là người mà người ta tìm đến diễn kịch mà thôi. Người phụ nữ đó nói nếu như nện được Hứa Bích Hoài thành công, thì sẽ cho anh ta lợi ích vô tận. Tất cả những gì mà anh ta biểu hiện bây giờ đều chỉ là giả vờ mà thôi vừa có thể nện một đại mỹ nữ như hứa bích hoài, lại có thể nhận được lợi ích vô cùng lớn, trong lòng Phương Văn Ngọc đương nhiên là sẵn lòng rồi, cho nên trước khi đến anh ta còn dành công sức nghiên cứu xem mấy người bác sĩ tâm lý đó nói chuyện như thế nào, cố gắng khiến mình giả bộ giống một chút. Hứa bích hoài nhìn bộ dạng của đối phương, nghĩ đến lời mà đối phương nói, luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ, nhưng lại nói không ra là lạ chỗ nào. Có thể chỉ là bản thân mình nghĩ nhiều rồi mà thôi, bởi vì mình đến xem vấn đề tâm lý, cho nên sẽ có rất nhiều sự tự ám thị. Trong lòng Hứa Bích Hoài tự mình an ủi. Phương Văn Ngọc cầm lấy ly rượu trên bàn lên, cười nói, bắt đầu buổi nói chuyện của chúng ta bằng một ly rượu ngon, có thể khiến cho cô càng dễ mở rộng lòng mình ra với tôi hơn. Hứa Bích Hoài không tiện từ chối, cầm lấy ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện, Phương Văn Ngọc giả vờ như rất chuyên nghiệp mà hỏi Hứa Bích Hoài vài câu hỏi sau đó bắt đầu bốc phét, khiến cho hứa bích hoài nghe mà thỉnh thoảng nhíu mày, cứ cảm thấy người trước mắt này căn bản không giống như bộ dạng mà một người đi du học về nên có. Mãn thiên tinh Lâm thanh diện bảo tài xế ngừng xe ở cửa mãn thiên tỉnh, sau đó định bảo Trần Tài Anh sắp xếp cho anh ta một căn phòng, ngủ một đêm rồi về, nhưng bị tài xế từ chối rồi. Lúc đó trên đường về, Trần Tài Anh gọi cho Lâm Thanh Diện một cuộc điện thoại, hỏi khi nào anh về, Lâm Thanh Diện nói mình đang trên đường về, Trần Tài Anh liên nói với Lâm Thanh Diện bảo anh về rồi thì đến Mãn Thiên Tinh một chuyến trước đã. Nhìn thấy tài xế rời đi xong, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang mấy người Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái ở bên cạnh, cảm thấy khí thế trên người bọn họ đã có thay đổi rõ rệt so với quá khứ. Cách huấn luyện của Lý Vân Khê rất có hiệu quả, bây giờ Trần Tài Anh và đám thủ hạ của anh ta đã nâng cao thực lực rất nhiều, cho dù có gặp người có cấp bậc như võ sĩ nhà họ Lâm cũng có thể dễ dàng đối phó rồi. Trong số đó, lý huỳnh thái chắc chắn là người tiến bộ nhiều nhất về thực lực hiện tại anh ta có thể được coi là cao thủ hãng nhất rồi cho dù là nhà họ lâm muốn tìm được người có thực lực tương đương với anh ta cũng không dễ như vậy nữa bây giờ cũng chỉ có lâm thanh diện mới có thể trị được lý huỳnh thái rồi xảy ra chuyện gì mà còn phải bảo tôi qua chỗ anh một chuyến nữa vậy lâm thanh diện nhìn chân tài anh hỏi cậu nói cho tôi biết cậu có bạn gái tình đầu không trần tài anh hỏi lâm thanh diện sững sờ sau đó nhìn Trần Tài Anh với vẻ mặt kỳ quái, nói: "Mẹ nó anh u ống say rồi sao? Tại sao lại hỏi tôi loại vấn đề này?" "Cậu nói có hay không trước đi đã, cậu đừng có qua loa với tôi, chuyện này cũng rất quan trọng đó." "Không có, cả đời này tôi chỉ có một người phụ nữ là Hứa Bích Hoài thôi, cô ấy là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, cô ấy chính là bạn gái tình đầu của tôi." Lâm Thanh diện kiêu ngạo mà nói. Trần Tài Anh lập tức cau mày, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm hơn hồi nãy một chút sao anh đố kỳ tôi một lòng trung thủy à tại sao lại bày ra biểu cảm đó lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào trần tài anh với vẻ mặt nghi hoặc trần tài anh có chút lo lắng mà nói nếu như cậu không có bạn gái tình đầu vậy chuyện này chỉ e là có chút nghiêm trọng rồi lâm thanh diện lập tức hỏi xảy ra chuyện gì rồi trong thời gian cậu đi vắng này có một người phụ nữ thân bí tìm đến hứa bích hoài tự xưng là bạn gái tình đầu của cậu. Sau khi hứa Bích Hoài gặp cô ta một lần, tinh thần liền trở nên có chút ngẩn ngơ, bởi vì cảm thấy người phụ nữ này đáng nghi, cho nên tôi liền phái người theo dõi cô ta. Sau này cô ta lại tìm đến mẹ vợ của anh khi hứa Bích Hoài không hề hay biết. Bọn họ nói gì thì tôi không rõ, nhưng vào tối nay, mẹ vợ cậu đưa hứa Bích Hoài đến khách sạn quốc tế Thiên Thành, hình như là đi gặp một tên đàn ông. Người phụ nữ đó cũng xuất hiện, nhưng hành tung đáng nghi, hứa bích hoài chắc là không biết cô ta cũng có ở đó trần tài anh giải thích lâm thanh diện nghe xong sắc mặt liên thay đổi lập tức nói lập tức chuẩn bị xe bây giờ đến khách sạn quốc tế thiên thành trần tài anh cũng không dám rể ra nếu lâm thanh diện đã thừa nhận mình không có bạn gái tình đầu gì hết vậy người đó chắc chắn là giả mạo với mưu đồ bất chính rồi còn về người này muốn làm cái gì bọn họ không rõ nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt gì anh ta lập tức sắp xếp xe Mấy người cùng lên xe, sau đó đi thẳng đến khách sạn quốc tế Thiên Thành. Trên đường đi Lâm Thanh Diện gọi cho Hứa Bích Hoài mấy cuộc điện thoại, nhưng Hứa Bích Hoài không có nhấc máy, điều này càng khiến lòng anh thêm sốt sảng hơn. Khách sạn quốc tế Thiên Thành. Trong phòng bao, Hứa Bích Hoài đang nghe Phương Văn Ngọc nói bốc nói phét, lúc này điện thoại ở trên bàn reo lên, cô nhìn một cái, là Lâm Thanh Diện gọi đến, cô cúp máy. Cô cảm thấy bây giờ mình cũng coi như là đang khám bác sĩ không hợp nghe điện thoại của lâm thanh diện lắm nghĩ để lát nữa về rồi gọi lại cho lâm thanh diện phương văn ngọc mỉm cười với hứa bích hoài nói thực ra cô có thể nghe điện thoại đó tôi không ngại đâu không sao anh nói tiếp đi hứa bích hoài mở miệng tòng ánh mắt mà phương văn ngọc nhìn hứa bích hoài có thêm một tia nhòm ngó và tham lam sau đó cười nói thực ra vấn đề lớn nhất của cô bây giờ chính là lâm thanh diện cô nói mấy ngày nay cô luôn nghe thấy người khác bàn tán về hai người khiến cô vô cùng đau đầu. Vậy cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, chính là rời khỏi Lâm Thanh Diện, tìm một người mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc anh ta nói lời này, trực tiếp đứng dậy. Hứa Bích Hoài nghe thấy lời này của Phương Văn Ngọc, sắc mặt lập tức trùng xuống, cô không ngờ người này nói chuyện cả nửa ngày, vậy mà lại cho ra một kết luận như vậy, điều này khiến cô cảm thấy như đang bị chơi vậy. Ngại quá, tôi cảm thấy chúng ta không cần phải nói chuyện tiếp nữa, tôi đi trước đây. Hứa Bích Hoài nói một câu, sau đó liền định đứng dậy rời đi, nhưng lúc này cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể lập tức sinh ra một cảm giác vô lực. Cô có chút kinh ngạc mà nhìn Phương Văn Ngọc một cái, nói anh bỏ đồ vào trong rượu rồi. Phương Văn Ngọc mỉm cười đi đến bên cạnh Hứa Bích Hoài, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, trên mặt nở nụ cười tục tiếu. Nói chỉ là một ít hương liệu có thể khiến cho tôi và cô tạo thành một loại vận động nào đó mà thôi. Anh, tên khốn này anh muốn làm gì tôi? Cơ thể hứa bích hoài không còn sức, hơn nữa cơ thể còn mang máng bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu có chút không lý trí nữa. Phương Văn Ngọc sáp đến bên tai của hứa bích hoài, dùng một thanh âm trêu ghẹo mà nói, đương nhiên là muốn có được cô rồi, nếu không cô tưởng tôi tạo ra bầu không khí này là để làm gì chứ? chương 404, vẫn không tha cho bà. Hứa bích hoài hoảng loạn muốn vươn tay đẩy Phương Văn Ngọc ra, nhưng bây giờ toàn thân cô không còn sức lực, căn bản không cách nào thoát khỏi tên đột nhiên biển thành một kẻ khốn nạn này. Đừng động vào tôi, mẹ tôi đang ở bên ngoài, nếu anh dám động tôi, tôi sẽ gọi mẹ tôi vào, hứa bích hoài lo lắng hét lên. Phương Văn Ngọc cười hắc hắc, nói cô cảm thấy, nếu tôi đã muốn cùng cô làm loại chuyện đó ở chỗ này, thì sẽ không nghĩ đến mẹ cô sao. Hơn nữa cô chưa từng nghĩ qua, chuyện này có lẽ là do mẹ cô đồng ý rồi sao hả? Trong lòng hứa Bích Hoài lập tức giấy lên một cơn sóng dữ, nghĩ đến các nghi điểm trong biểu hiện của tống huyền khanh trước đó khiến cô quả thực cảm giác được loại khả năng này chỉ là cô không hiểu tại sao tống huyền khanh lại làm như vậy trước đây bà ta không phải còn bảo mình túm lấy lâm thanh diện thật chặt sao sao bây giờ lại liên hợp làm ra loại chuyện này với người khác chứ không lẽ bà ta đều là giả vờ hết sao bà ta làm như vậy là vì để mình có thể rời xa lâm thanh diện suy nghĩ nhanh chóng lóe qua bây giờ cô không có tâm tư suy nghĩ đến mấy chuyện này bởi vì Phương Văn Ngọc đã túm lấy cái ghế mà cô ngồi và đi về phía bên cạnh. "Mẹ, mau đến cứu con, tên này là đồ biến thái. Mẹ mau vào cứu con đi." Hứa Bích Hoài dùng hết sức mà hét lên với bên ngoài. "Đừng lãng phí sức lực nữa, hôm nay cô là của tôi, sẽ không ai đến cứu cô đâu, qua đêm nay rồi, cô chính là người phụ nữ của tôi, sau này tôi sẽ đối tốt với cô, đảm bảo mỗi lần đều có thể khiến cô hài lòng." Phương Văn Ngọc nở nụ cười xấu xa, nói một câu Bên ngoài phòng bao, Tống Huyền Khanh có chút lo lắng mà ngồi ở bên ngoài, trong lòng vừa nghĩ xem bên trong phòng bao đang xảy ra chuyện gì. Chính vào lúc này, bà ta nghe thấy tiếng kêu cứu của hứa Bích Hoài, tuy tiếng động đã trở nên vô cùng nhỏ khi đi qua cánh cửa phòng bao, nhưng vẫn chuyển đến tai của Tống Huyền Khanh rất rõ ràng. Vào giây phút nghe thấy hứa Bích Hoài kêu cứu, Tống Huyền Khanh đứng dậy, sau đó đi về phía phòng bao. Nhưng lúc đi đến cửa, Tống Huyền Khanh lại ngừng lại, không ngừng thuyết phục bản thân mình, mình đây là vì tốt cho Bích Hoài, mình đây là vì tốt cho nó, cho dù bây giờ để cho nó bị ức hiếp một chút cũng không sao, dù sao cái này cũng là vì suy nghĩ cho sau này mà thôi. Nghĩ như vậy, Tống Huyền Khanh lại xoay người quay lại cái ghế dài ở không xa đó, ép mình giả vờ như không có nghe thấy tiếng hứa Bích Hoài kêu cứu. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện đưa đám người Trần Tài anh nhanh chóng đi vào khách sạn quốc tế Thiên Thành, sắc mặt Lâm Thanh Diện âm trầm. Trên người thỉnh thoảng bốc lên sát khí, trông có vẻ như bây giờ anh đang rất phẫn nộ. "Tìm cho tôi." Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Một đám người lập tức nhanh chóng chạy lên trên lầu, lục soát từng phòng bao. Không ít người lúc này đang uống rượu, có thể đến nơi này ăn cơm, bình thường đều là người có thân phận và địa vị, bị người ta đột ngột đá cửa phòng bao ra như vậy, mấy người này khó tránh có chút tức giận nhưng rất nhanh người của Trần Tài Anh liên dùng nắm đấm khiến cho bọn họ hiểu cái gì được gọi là yên lặng, hơn nữa mấy người này nhìn thấy Lâm Thanh Diện xong thì liên sợ hãi. Bây giờ gần như cả Hồng Thành đều biết, Lâm Thanh Diện là người có quan hệ với nhà họ Lâm ở Kinh Đô, ở Hồng Thành không có bất kỳ ai chọc nổi Lâm Thanh Diện. Chưa đến 5 phút, Lý Huỳnh Thái đã gửi một tin nhắn cho Lâm Thanh Diện, anh Diện, mẹ vợ của anh ở lầu 3. Lâm Thanh Diện lập tức cùng Trần Tài Anh đi lên lầu 3 sau khi đến lầu 3, lâm thanh diện liên nhìn thấy tống huyền khanh đang ngồi ở kia anh nhanh bước đi tới mấy người trần tài anh cũng đi theo tống huyền khanh đang cúi đầu ép mình không nghĩ đến chuyện xảy ra bên trong phòng bao nữa lúc này bà ta đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân sau đó ngẩng đầu lên sau khi nhìn thấy lâm thanh diện đang đưa theo người bước đến chỗ bà ta với khí thế bước người lập tức giật bản mình bà ta vội vàng đứng dậy kinh ngạc kêu lên lâm thanh diện sao cậu lại đến đây Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt bà ta, lạnh giọng nói, Bích Hoài ở đâu? Nó, nó không có ở đây, chỗ này là tiệm cơm của tôi, cậu mau cút ra ngoài cho tôi, cậu không được vào tiệm cơm của tôi, Tống Huyền Khanh có chút trột dạ mà mở miệng. Không nói đúng chứ, Lâm Thanh Diện không có khách sáo với Tống Huyền Khanh, trực tiếp vươn tay về phía cổ của Tống Huyền Khanh, sách bà ta lên. Tống Huyền Khanh lập tức nghẹt thở không nói nên lời, đôi mắt liếc nhìn về phía cửa phòng bao ở bên cạnh một cái. Lâm Thanh Diện trực tiếp ném Tống Nguyên Khanh xuống đất, đi về phía phòng bao đó. Lâm Thanh Diện, tên trời đánh nhà cậu, cậu vậy mà lại dám bóp cổ tôi. Cậu sẽ không được chết yên thân." Sau khi ngã xuống đất, Tống Huyền Khanh lập tức hét lên một câu, đáng tiếc Lâm Thanh Diện không có quan tâm đến bà ta. dâm một tiếng, Lâm Thanh Diện trực tiếp đá cửa phòng bao ra, bởi vì dùng sức quá lớn, cánh cửa đó rớt ra khỏi khung cửa. Phương Văn Ngọc ở bên trong đang vươn tay cởi áo của Hứa Bích Hoài bị một tiếng động đột ngột như vậy làm giật bắn mình, bàn tay đang vươn đến trước người hứa bích hoài liên co lại. Lâm Thanh Diện nhìn thấy cảnh này trong phòng bao, không nói không rằng mà xông về phía Phương Văn Ngọc, một tay trực tiếp giáng một cái tát lên mặt anh ta, sau đó vươn tay túm lấy một cánh tay của anh ta. Rắc một tiếng, cánh tay đó của Phương Văn Ngọc trực tiếp bị gãy, đau đớn mà hét lên, Lâm Thanh Diện đá một cái lên chân anh ta, trực tiếp khiến anh ta quỳ xuống đất. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện kịp thời xông vào, trong lòng cũng thở phào một hơi, chỉ là cơ thể cô vẫn không chút sức lực nào, hơn nữa bởi vì Phương Văn Ngọc hạ thuốc, cô cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, theo bản năng có một loại kích động muốn cởi quần áo ra. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài có chút yếu đuối ngồi trên ghế, không có nhìn cô nữa, mà một cước đá ngã Phương Văn Ngọc, dẫm lên mặt anh ta. Anh là ai? Tại sao lại ra tay với bà xã tôi? Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi, sát khí trên người hiện rõ mồn ngội. Phương Văn Ngọc cảm nhận được sát khí trên người của Lâm Thanh Diệt, trong lòng liền xác định, nếu như anh ta không nói sự thật, Lâm Thanh Diệt sẽ lập tức lấy mạng của anh ta. Nhịn sự đau đớn trên cánh tay, Phương Văn Ngọc run lẩy bẩy mà nói, là, là một người phụ nữ bảo tôi làm như vậy, cô ta đồng ý cho tôi lợi ích, sau đó bảo tôi làm theo lời cô ta, chuyện này không liên quan đến tôi, câu xin anh tha cho tôi. Người phụ nữ đó là ai? lâm thanh diện lại hỏi một câu tôi không biết cô ta luôn đeo mạng che mặt căn bản không nhìn rõ được bộ dạng của cô ta hơn nữa tôi cũng chỉ gặp qua cô ta vài lần những cái khác thì không biết nữa phương văn ngọc vội vàng mở miệng nói anh là ai tôi chỉ là một công nhân quét đường chính người phụ nữ đó đã tìm tôi mua quần áo sửa soạn cho tôi yêu cầu tôi đóng giả một người giàu có để câu dẫn vợ của anh phương văn ngọc thành thật trả lời đôi mắt lâm thanh diện hít lại trong lòng dâng lên một sự tức giận không nói nên lời, dám lên mặt Phương Văn Ngọc, dùng thêm sức, trực tiếp làm mấy cái răng trong miệng anh ta rụng xuống. Tống Huyền Khanh tuy ở bên ngoài, nhưng cũng nghe thấy lời mà Phương Văn Ngọc nói, sau khi biết Phương Văn Ngọc chỉ là một người quét đường, bà ta cũng trợn tròn mắt, người phụ nữ trước đó đã nói với bà ta rằng đó là một người giàu có, thân giá 6,700 tỷ. Người phụ nữ chết tiệt này, cô ta lại dám gạt mình, vậy mà lại tìm một người quét đường bắt nạt con gái mình, sau này còn để mình gặp lại cô ta mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho cô ta tống huyền khanh nghiến răng nghiến lợi lâm thanh diện đi ra khỏi phòng bao nhìn tống huyền khanh lạnh giọng nói người phụ nữ sai khiến bà đang ở đâu bây giờ anh đang trong cơn tức giận nếu tống huyền khanh không chịu nói anh cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ lưu tình với tống huyền khanh tống huyền khanh lập tức lộ ra vẻ áy náy vội nói với lâm thanh diện tôi đang định nói với cậu đây Người phụ nữ chết tiệt đó vậy mà lại tìm một người quét đường để lừa tôi. Lúc đó cô ta đi vào phòng bao ở đằng kia rồi, cậu mau qua đó bắt cô ta lại, xử lý một trận như tử đi. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tốc độ trốn tránh trách nhiệm của Tống Huyền Khanh cũng thật là nhanh, nhưng anh không định sẽ xử lý Tống Huyền Khanh bây giờ. Anh phải đi tìm người phụ nữ sai khiến tất cả trước, cha rõ ràng xem người này rốt cuộc là muốn làm gì. Anh quay đầu nhìn Trần Tài Anh một cái, thì ý anh ta đưa theo người, tiếp đó một đám người liền nhanh bước đi về phía phòng bao ở bên đó. Lâm Thanh Diện lại hoàn toàn không hề do dự mà trực tiếp đá cửa ra, khiến Tống Huyền Khanh nhìn mà vô cùng đau lòng, mang một câu, thật đúng là không phải của cậu thì cậu không đau lòng mà, bây giờ chủ của tiệm cơm này là tôi, đợi lát nữa nhất định phải bắt cậu đền cho tôi hai cái cửa này. Sau khi cửa phòng bị đá ra, Lâm Thanh Diện đi vào, phát hiện bên trong trống không, nhưng có thể nhìn ra được, chỗ này đã từng có người đến qua. Chắc người vừa mới đi thôi, mau phái người đi tìm bên ngoài, nhất định phải tìm ra người này cho tôi." Lâm Thanh Diện mở miệng. Trần Tài anh gật đầu, sau đó liền dắt theo Lý Huỳnh Thái và mấy thủ hạ đi tìm người phụ nữ đó. Lâm Thanh Diện quay người, đi về phía phòng bao mà Hứa Bích Hoài đang ở, Tống Huyền Khanh lúc này đã đi vào, đứng ở bên cạnh của Hứa Bích Hoài. "Con gái, con không sao chứ? Thằng cha đó không có làm gì con chứ?" Tống Huyền Khanh quan tâm mà hỏi. Hứa Bích Hoài ngước mắt nhìn Tống Huyền Khanh một cái, trong mắt toàn là thất vọng, sau đó yếu ớt mà nhấc tay lên, giống như là muốn đẩy bà ta ra vậy, nhưng cô căn bản không có chút sức nào, tay nhấc lên được một chút, lại hạ xuống. Thật là tội nghiệp con gái của tôi, chuyện này đều trách thằng Lâm Thanh diện đó, nếu như cậu ta có thể đến sớm chút, con cũng không đến nỗi trở thành thế này a, à. Tống Huyền Khanh lại nói một câu. Tuy Hứa Bích Hoài đã không còn sức lực gì nữa, nhưng lúc nghe thấy lời này của Tống Huyền Khanh, suýt chút nữa đã trực tiếp nhảy dựng lên mắng Tống Huyền Khanh một câu rồi. Lâm Thanh Diện lúc này cũng đi vào, nghe thấy lời của bà ta, hừ lạnh một tiếng, hồi nãy bà ở bên ngoài, tại sao không vào cứu cô ấy, chuyện này chỉ e là cũng có bà châm dầu vào lửa ở đằng sau đúng chứ? Người phụ nữ đó đã nói gì với bà, tại sao bà ngay cả con gái của mình mà cũng muốn hại? Tống Huyền Khanh bị hỏi đến á khẩu, nhưng rất nhanh liên sử dụng tinh thần không biết xấu hố của mình, nói cái này không có liên quan gì đến tôi, cái này đều là do tên sao chổi cậu hại hết. Tôi đã nói không thể để cậu và Bích Hoài ở cùng nhau rồi, chỉ cần ở cùng với cậu, nó chắc chắn sẽ xui xẻo, bây giờ ứng nghiệm rồi đó. Lâm Thanh Diện suýt chút nữa đã trực tiếp nhắc chân dáng một cước lên người Tống Huyền Khanh rồi. Lúc này hứa Bích Hoài dựa trên người của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn cô một cái, chú ý thấy sự bất thường của cô. Sắc mặt hứa Bích Hoài đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn, trong ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện toàn là khát vọng, Lâm Thanh Diện lập tức đoán ra hứa Bích Hoài bị làm sao rồi. Anh vội vàng bế hứa Bích Hoài lên, quay đầu trừng Tống Huyền Khanh một cái, nói chuyện này tôi sẽ tìm bà tính số sau, cho dù bà là mẹ của Bích Hoài đi nữa, bà phạm lỗi sai, tôi cũng vẫn không tha cho bà. Chương 405, tuyệt đối không lưu tình. Trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Thiên Thành. Lâm Thanh Diện đặt hứa Bích Hoài lên trên giường lúc này cô đã mất đi lý trí trong ánh mắt chỉ còn lại dục vọng vô tận bởi vì cơ thể cũng không còn sức nữa cô chỉ có thể khẽ vặn vẹo cơ thể mình ở trên giường nhưng càng như vậy nhìn vào trong mắt lâm thanh diện lại càng trêu người nhìn thấy bộ dạng khát vọng hoan lạc của hứa bích hoài lâm thanh diện thở phào một hơi cũng may anh không có ở lại tô thành thêm một ngày nữa nếu không chuyện hôm nay không thể cứu vãn nữa rồi lâm thanh diện em muốn anh anh qua đây thanh âm yếu ớt của hứa Bích Hoài vang lên, lại cộng thêm bộ dạng cực kỳ mê người của hứa Bích Hoài ở trên giường, khiến cho Lâm Thanh Diện không khỏi nuốt nước miếng. Anh đi đến bên giường, cúi đầu nhìn hứa Bích Hoài một cái, có thể nhìn ra sự khát vọng trong ánh mắt của cô, tiếp đó một tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt của cô. Nếu như không đến, em sẽ rất đau khổ đúng chứ, nếu đã như vậy. Trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó sắp người xuống. Sáng hôm sau. Văn phòng chủ tịch khách sạn quốc tế Thiên Thành. Hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi ở đối diện Tống Huyền Khanh, sắc mặt Hứa Bích Hoài ửng đỏ, trông có chút ẩm ướt. Chỉ là bầu không khí trong phòng có chút kìm nén, ba người không có ai mở miệng nói chuyện trước. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh với sắc mặt âm trầm, chuyện hôm qua đã chọc giận anh, Tống Huyền Khanh vậy mà lại trơ mắt nhìn người khác ức hiếp con gái của mình, về tình về lý, Lâm Thanh Diện lần này đều không thể bỏ qua. Hứa Bích Hoài cũng tràn đầy tức giận, cô không ngờ Tống Huyền Khanh lại đối xử với mình như vậy. Cô tin lúc đó Tống Huyền Khanh có nghe thấy tiếng kêu cứu của mình, nhưng Tống Huyền Khanh không có đến cứu mình. Lâm Thanh Diện nói lúc anh đến, Tống Huyền Khanh đang ở ngoài cửa, cái này đã đủ nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Tống Huyền Khanh hiển nhiên có chút trột dạ, bị hai người nhìn chằm chằm như vậy, bà ta có chút đứng ngồi không yên. Bà ta vừa định mở miệng nói chuyện, Lâm Thanh Diện đã trực tiếp đứng dậy, nhấc tay dáng một cái tát lên mặt bà ta. Mặt của Tống Huyền Khanh bị nghiêng sang một bên, hai mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy trên mặt mình cay rát, bà ta cũng lập tức đứng dậy, mở miệng định măng. Lâm Thanh Diện lại dáng một cái tát, tát vào một bên mặt khác của bà ta, cơ thể Tống Huyền Khanh không đứng vững, suýt chút nữa đã trực tiếp ngã xuống đất rồi. Hai bên mặt của bà ta đều nhanh chóng sưng lên, hai cái tát này của Lâm Thanh Diện tuy không có dùng toàn lực, nhưng đối với người bình thường như Tống Huyền Khanh mà nói, đã là vô cùng nặng rồi, vết sưng trên mặt chỉ e là vài ngày thôi sẽ không tiêu sưng đi được. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện ra tay với Tống Huyền Khanh, không có ngăn cản, cô cũng cảm thấy lần này Tống Huyền Khanh đã làm rất quá đáng, nên chịu chút trừng phạt. Lâm Thanh Diện, tên trời đánh nhà cậu, cậu vậy mà lại dám đánh tôi, bà đây lưu với cậu. Sau khi Tống Huyền Khanh phản ứng lại, trực tiếp lao về phía người Lâm Thanh Diện, hai tay cào lên mặt anh giống như là tay chó vậy. Lâm Thanh Diện dễ dàng mà đánh hai tay bà ta xuống, tiếp đó túm lấy cổ áo bà ta, sách bà ta dậy, lạnh giọng nói, hai cái tát này chỉ là một sự trừng phạt đối với bà, hy vọng bà có thể ghi nhớ lâu dài, nếu như bà không phải là mẹ của Bích Hoài, thì bây giờ bà đã là một cỗ thi thể rồi. Tống Huyền Khanh cảm nhận được sát khí trên người của Lâm Thanh Diện, lập tức sợ hãi, hai tay cũng không dám làm gì Lâm Thanh Diện nữa. Bà ta biết rõ thủ đoạn của Lâm Thanh Diện, hơn nữa hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của anh, tên này, thật sự nếu như bị ép cắt quá, muốn giết bà ta cũng không phải là không thể, dù sao anh cũng từng trả mảy may rung động gì khi nhìn thấy mẹ ruột của mình bị người khác bóp chết mà. Lâm Thanh Diện nhìn chảm chem vào Tống Huyền Khanh một cái, sau đó buông lỏng tay ra, đẩy Tống Huyền Khanh về lại. Tống Huyền Khanh xoa xoa mặt mình, nhìn sang hứa bích hoài, mở miệng nói, con gái, cái thứ không phải người này dám đánh mẹ, con cũng không quản cậu ta sao mẹ mẹ cảm thấy mẹ còn mặt mũi nói mấy lời này sao bởi vì mẹ mà con suýt chút nữa bị người ta làm nhục rồi không lẽ mẹ đổi xử với con gái ruột của mẹ như vậy sao con thậm chí còn muốn tận tay đánh mẹ nữa kìa hứa bích hoài hoàn toàn không lưu tình mà nói phản rồi thật sự phản rồi vậy mà lại dám nói chuyện với mẹ như vậy mẹ hại con sao mẹ là vì tốt cho con mẹ chỉ là muốn con rời xa tên sao trổi lâm thanh diện này mà thôi tống huyền khanh đến lúc này vẫn không biết hối cải mẹ vì tốt cho con, cho nên tìm một người quét đường đến làm nhục con sao, mẹ rốt cuộc là suy nghĩ gì vậy? Con còn muốn trực tiếp đưa mẹ đến bệnh viện tâm thần rồi đó, hứa bích hoài tức đến nỗi lông ngực nhấp nhô lên xuống. Mẹ cũng không biết người đó là một tên quét đường, người phụ nữ đó nói với mẹ tên đó có thân giá 6,700 tỷ, Tống Huyền Khanh đang nói, đột nhiên ý thức ra hình như mình nói lỡ rồi, thế là vội vàng ngậm miệng lại. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh, Lạnh giọng nói, "Nói rõ chuyện này lại một lần nữa, nếu như bà dám giấu một chút gì đó, sau chuyện này tôi mà điều tra ra, nhất định sẽ khiến cho bà nhận phải trừng phạt mà bà nên nhận, bao gồm giết bà." Cơ thể Tống Huyền Khanh run lên, cảm giác như Lâm Thanh Diện vốn không có đùa với bà ta, bà ta nghĩ chuyện này bất luận thế nào cũng chắc chắn không thể giấu được rồi, cũng không có gì hay ho để giấu hết, thế là liền nói hết đầu đuôi câu chuyện lại một lần. Nghe Tống Huyền Khanh nói, Lâm Thanh Diện nhíu mày, ác ý của Tống Huyền Khanh đối với anh, đương nhiên là không có gì để giải thích nữa. Nhưng người phụ nữ tự xưng là bạn gái tình đầu của anh rốt cuộc là ai, tại sao phải ra tay với hứa bích hoài. Trong ấn tượng của Lâm Thanh Diện, căn bản không có một kẻ địch nào như vậy, anh nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, là ai lại lấy danh nghĩa bạn gái tình đầu của anh đến gạt hứa bích hoài chứ. Từ hành vi của đối phương có thể nhìn ra, cô ta là muốn chia cắt Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, hơn nữa còn muốn hứa bích hoài rơi vào một kết cục thê thảm trông có vẻ thật sự là vì lâm thanh diện nhưng lâm thanh diện không biết là ai lại làm như vậy chính vào lúc này trong đầu anh chợt lóe qua một bóng ảnh trong lòng liên thịt một cái trung linh nhi là cô ta sao hôn lễ lần trước trung linh nhi không có xuất hiện lâm thanh diện biết khúc mắc mà cô ta đối với mình vẫn chưa được giải trừ nếu như là cô ta thì có một khả năng nhất định nhưng trong ấn tượng của anh ta Trung Linh Nhi là một cô gái lương thiện, nhiều nhất là có chút tính khí đại tiểu thư, không thể làm ra chuyện như vậy được. Chính vào lúc Lâm Thanh Diện đang nghi hoặc thì điện thoại của anh reo lên, là tin nhắn của Trần Tài Anh tìm được manh mối của người phụ nữ thần bí đó rồi. Lâm Thanh Diện lập tức nhìn hứa bích hoài một cái, nói: bên Trần Tài Anh đã tìm được một chút manh mối rồi, bây giờ anh qua đó xem thử, chuyện này để anh giải quyết là được rồi thời gian này anh sẽ bảo huỳnh thái âm thâm bảo vệ em em không cần lo lắng đâu hứa bích hoài mất máy miệng có vẻ như muốn nói chút gì đó nhưng cuối cùng cô cũng chỉ gật gật đầu sau đó lâm thanh diện quay đầu nhìn sang tông huyền khanh sắc mặt lạnh băng nói nhớ lời tôi nói đó cho dù bà là mẹ của bích hoài đi nữa nhưng chỉ cần làm ra chuyện gì uy hiếp đến sự an toàn của cô ấy thì đừng trách tôi vô tình nói xong lâm thanh diện liền đi ra khỏi văn phòng mãi đến khi Lâm Thanh Diện ra ngoài, Tống Huyền Khanh mới thở phào một hơi, cảm thấy cái áp lực vô hình đó đã tiêu tán đi. "Con gái, mẹ thật sự là vì tốt cho con a, à. con đừng vì chuyện này mà trách tội mẹ mà, nguyên nhân của tất cả chuyện này cũng đều là vì Lâm Thanh Diện a, à. nếu như không phải vì để con rời xa cậu ta, mẹ cũng sẽ không phạm lỗi này." Đây đều là tại vì Lâm Thanh Diện hết, Tống Huyền Khanh sát đến bên cạnh hứa Bích Hoài, nói: "Nếu như mẹ còn nói mấy lời như vậy nữa, vậy thì mối quan hệ mẹ con giữa con và mẹ chị e cũng chỉ có thể đến đây thôi hứa bích hoài nhíu mày nói một câu với tống huyền khanh sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra bên ngoài tống huyền khanh nhìn thấy hứa bích hoài rời đi ánh mắt cũng trở nên hung dữ hiển nhiên chuyện lần này vẫn chưa khiến bà ta nhận phải bài học ngược lại càng khiến cho đáy lòng bà ta càng thêm hận lâm thanh diện trung tâm thành phố hồng thành cổng của một chung cư cao cấp nổi tiếng hai người Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện đứng ở đây, nhìn vào bên trong. Hôm qua người của tôi đã hỏi thăm suốt đường đi, cha được sau khi người phụ nữ thân bí đó rời khỏi khách sạn quốc tế Thiên Thành thì đã đến đây, chung cư này có gác cổng, nếu như không có mua nhà hoặc thuê nhà ở bên trong thì không thể vào được, cho nên cũng không xác định được người phụ nữ đó đang ở chỗ nào trong chung cư này, Trần Tài Anh nói. Lâm Thanh Diện hít mắt lại, nói, nếu anh đã nói người phụ nữ đó vô cùng mê người, Vậy với dung mạo của cô ta, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người ở đây, chúng ta đi vào hỏi, chắc sẽ có thể biết cô ta ở đâu thôi." Trần Tài anh gật gật đầu, sau đó cùng với Lâm Thanh Diện đi vào bên trong. Đến cổng chung cư, hai bảo vệ lập tức chặn hai người bọn họ lại, ánh mắt không thiện mà đánh giá hai người một cái, lên tiếng nói: "Các người làm gì?" "Chúng tôi muốn vào trong tìm người." Trần Tài anh nói. "Tìm người? Tìm người nào?" Chỗ này của chúng tôi đều là mấy người có tiền ở, là nơi mà mấy tên nghèo như các người có thể tùy tiện tìm sao? Mau cút đi, đừng có ở đây vướng tay vướng chân, nếu như các người có bạn ở bên trong đó, người ta chắc chắn đã nói trước với tôi rồi, nhưng mà trông các người như vậy, sẽ không thể có người bạn nào có tiền như vậy được, bảo vệ nói với vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Lâm Thanh Diện bây giờ đang sốt sắng muốn tìm người phụ nữ đứng sau lên kế hoạch cho chuyện này, căn bản không có tâm trạng phí lời với tên bảo vệ này anh định trực tiếp dùng vũ lực để khiến tên bảo vệ này an phận lại, nhưng anh còn chưa ra tay thì chân tài anh ở bên cạnh đã trực tiếp tung một cước, đá tên bảo vệ đó ngồi phịch ở dưới đất. Hồi nãy Trần Tài Anh còn định đưa cho tên bảo vệ một điếu thuốc, nói chuyện đàng hoàng với anh ta, thuận tiện hỏi thăm một chút rằng bên trong chung cư này có người phụ nữ nào vô cùng xinh đẹp không. Kết quả thằng cha này lại trực tiếp coi hai bọn họ thành tên điều tê nghèo, còn nói năng lung tung, khiến cho Trần Tài Anh cũng sướng sờ, sau đó bốc lên hỏa khí, cho nên liền động tay bảo vệ nhìn chân tài anh với vẻ mặt kinh hãi, không ngờ đối phương lại không biết nói ly, trực tiếp ra tay như vậy, anh ta vội vàng cầm máy bộ đàm lên nói, mau tới cổng chính đi, có hai tên không có mắt muốn xông vào trong, một mình tôi không ngăn được hai bọn họ. đậu xanh rau má, còn dám kêu người nữa chứ? tôi thấy anh thật sự là không sợ mình bị xui xẻo a, à, trần tài anh mắng một câu, sau đó vươn tay tát tên bảo vệ hai bà tay chỉ với hai tên côn đồ các người mà muốn khiến tôi xui xẻo sao? đợi lát nữa người của đội bảo vệ bọn tôi tới, hai người các người đừng tên nào mong chạy thoát được. tên bảo vệ mở miệng hét. lúc này trung cư phía trước có một người đàn ông mặc vest bước ra, người này chính là người phụ trách của tòa nhà trung cư này. bảo vệ nhìn thấy người đó đi ra, vội vàng mở miệng nói: giám đốc trương, chỗ này có hai tên côn đồ nhỏ nhoi muốn xông vào trung cư, còn ra tay đánh tôi nữa, anh phải làm chủ cho tôi a. À. Giám đốc Trương nhìn Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh một cái, lúc nhìn thấy Trần Tài Anh thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tên giám đốc Trương này trước đây may mắn được uống rượu với Trần Tài Anh ở trên một bữa tiệc qua, đương nhiên là biết sự lợi hại của Hoàng đế thế giới ngầm ở Hồng Thành này, cho nên khi nghe bảo vệ nói anh ta là một tên côn đô nhỏ nhoi, sợ hãi đến mức lông tóc đều dựng đứng lên. Anh ta vội vàng tiến lên trước một bước, khom lưng, vẻ mặt cung kính mà mở miệng nói, anh Trần, sao anh lại đến đây thể, tên bảo vệ không có mắt này không có làm anh bị thương gì chứ. Audio điện tử võ tấn bền chương 406 cai tát Tên bảo vệ ngã trên mặt đất nhìn thấy giám đốc trương cung kính với chân tài anh như vậy, trái tim lập tức thắt lại, ý thức ra mình lần này chỉ e đã chọc vào nhân vật không nên chọc rồi. Trần Tài Anh lạnh lùng nhìn tên giám đốc trương một cái, nhớ đến mình đã có cơ duyên gặp mặt một lần với tên giám đốc trương này rồi, nhưng cũng không hẳn là thân thiết gì lắm giám đốc trương sợ sệt mà nhìn trần tài anh thấy đối phương không nói chuyện liên vội vàng quay đầy nhìn sang tên bảo vệ đó nói cậu còn ngây ra đó làm gì mau xin lỗi người ta đi tên bảo vệ đó cũng không dám rể ra lập tức nhìn lâm thanh diện và trần tài anh một cái mở miệng nói xin xin lỗi trong lòng anh ta cũng rất ủy khuất rõ ràng người bị đánh là anh ta nhưng anh ta còn phải xin lỗi người ta nữa được rồi đừng soi xét mấy cái vô dụng này nữa chúng tôi đến đây là vì để tìm người một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp thích mặc váy dài màu đen đeo mạng che mặt anh có thấy qua không trần tài anh nhìn chằm chằm vào giám đốc hỏi một câu giám đốc trương nhanh chóng suy nghĩ và nói hình như tôi thật sự đã thấy qua một người phụ nữ như vậy chỉ là người đó không có đeo mạng che mặt xinh đẹp thì quả thực là vô cùng xinh đẹp ấn tượng đối với tôi vô cùng sâu sắc chắc là người mà tôi nói đó cha cho tôi xem cô ta ở phòng nào chân tài anh lên tiếng anh Trần, anh đợi một chút, tôi đi tra ngay, giám đốc Trương vội vàng đi vào bên trong, đi điều tra xem người phụ nữ đó ở phòng nào. Lâm Thanh Diện và Trần Tài anh cũng đi vào trong, không lâu sau, giám đốc Trương đã tra ra số phòng của người phụ nữ mà anh ta nói trên máy tính. Người đó sống ở phòng 1803, đi thang máy ở bên kia có thể trực tiếp lên đó, anh Trần, có cần tôi theo lên trên không? Giám đốc Trương mở miệng hỏi. Không cần chúng tôi tự mình lên là được rồi. trần tài anh trả lời một câu, sau đó cùng với lâm thanh diện đi về phía thang máy bên kia. giám đốc trương thở vào một hơi, anh ta cảm thấy chuyện mà có liên quan đến trần tài anh chắc chắn là không đơn giản, anh ta vốn không muốn tham dự vào, trần tài anh không để anh ta theo, anh ta còn cảm thấy chút may mắn nữa kia. đợi hai người đi vào thang máy, tên bảo vệ đó đi tới, có chút ấm ước mà hỏi giám đốc trương một câu, giám đốc trương, hai người đó có lai like lịch gì? ngay cả anh cũng sợ bọn họ như vậy nữa. Giám đốc trương nhìn bảo vệ một cái, bực bội mà nói, người hồi nãy là hoàng đế thế giới ngâm của Hồng Thành chúng ta, Trần Tài Anh, cậu nên cảm thấy may mắn vì lúc đó anh ta không có kiếm chuyện với cậu đi, nếu không chỉ e cậu sẽ không thể nào sống ở Hồng Thành này nữa rồi. Bảo vệ nghe vậy, sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi, hận không thể xin nghỉ phép về nhà cho hết sợ ngay bây giờ. Tầng 18, Hai người Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đi ra khỏi thang máy, cùng đi đến căn phòng có viết số 1803, rất nhanh bọn họ liền đi đến cửa, ngừng lại. Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện đối mắt nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt, sau đó Trần Tài Anh tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, người phụ nữ gài bấy hứa bích hoài nếu đã có thể dở ra trò này, thì nói rõ là cô ta chắc chắn có chỗ dựa. Hơn nữa hai người bọn họ tìm đến dễ dàng như vậy, người phụ nữ đó chắc chắn cũng có thể dự liệu trước được, Lâm Thanh Diện nghĩ người phụ nữ đó chắc chắn đã phát hiện người của Trần Tài Anh đã tìm được đến đây, cho nên đã rời khỏi từ lâu rồi. Nếu như cô ta vẫn chưa rời đi, vậy thì nói rõ là người phụ nữ này có cơ sở để không sợ Lâm Thanh Diện, nếu không cô ta cũng sẽ không to gan như vậy. Rất nhanh, bên trong liên truyền đến một loạt tiếng bước chân, hai người Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đều hít sâu một hơi trong lòng nghĩ lá gan của người phụ nữ này cũng thật là lớn, làm ra loại chuyện như vậy, mà còn dám ở lại hông thành một cách điềm tĩnh như vậy, không lẽ ở đằng sau lưng còn có một sự tồn tại còn khủng bố hơn cả nhà họ Lâm sao? Sau đó kít một tiếng, cửa phòng mở ra, trong đầu Lâm Thanh Diện lóe lên vô số suy nghĩ, đợi cửa mở ra hoàn toàn, nhìn thấy người ở bên trong đó xong, Lâm Thanh Diện sững sờ. Trung Linh Nhi mặc một thân đầm dài cổ điển màu đen, đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào hai người ở bên ngoài với vẻ nghỉ hoặc, sau khi nhìn thấy là Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Cô ta hồi nãy đang thử chiếc đầm mà cô ta mới mua về từ trung tâm mua sắm, căn bản không ngờ sẽ có người có thể đến đây tìm cô ta. Gần đây trong thời gian này cô ta mê mệt váy đen ngắn kiểu cung đình, đã mua rất nhiều kiểu khác nhau về mặt, trong đầu não còn đang hoang tưởng cảnh tượng khi mình mặc váy như vậy đi gặp Lâm Thanh Diện. Nhưng cô ta không ngờ được, lâm thanh diện vậy mà lại chủ động tìm đến hai mắt lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào trung linh nhi đáy lòng cuôn cuộn một ngọn lửa giận khó mà kìm nén trước khi đến đây lâm thanh diện đã nghi ngờ chính trung linh nhi đã làm ra chuyện này dù sao thì ngoại trừ cô ta ra lâm thanh diện thực sự không tìm ra được ai có thể mạo xưng bạn gái tình đầu của mình nghĩ cách ra tay với hứa bích hoài được nữa nhưng dựa vào sự hiểu biết và tin tưởng của mình đối với trung linh nhi lâm thanh diện luôn cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi anh cho rằng Trung Linh Nhi cho dù có thích mình đi nữa, muốn cạnh tranh với Hứa Bích Hoài đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu này, tìm một tên đàn ông quét đường hạ thuốc cho Hứa Bích Hoài. Cho nên trên đường đến đây, Lâm Thanh Diện đã loại bỏ Trung Linh Nhi ra rồi. Nhưng bây giờ sau khi cánh cửa mở ra, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Trung Linh Nhi đứng bên trong đó, Trung Linh Nhi với vẻ mặt đầy vô tội, anh đột nhiên cảm thấy cô gái này đạo đức giả và tà ác như vậy, nghĩ đến sự ngây thơ của Trung Linh Nhi trước đây, và những chuyện đã làm bây giờ, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy kinh tởm. Đương nhiên đây cũng có thể chỉ là trùng hợp, người của Trần Tài Anh chỉ là tình cờ tìm được tới đây, mà số phòng của Trung Linh Nhi là do Giám Đốc Trương nói, có lẽ Giám Đốc Trương vốn không biết người mà Trần Tài Anh nói rốt cuộc là ai. Thế nhưng chiếc váy dài màu đen trên người Trung Linh Nhi lại khiến Lâm Thanh Diện không thể tin đây chỉ là một sự trùng hợp, người phụ nữ mà Trần Tài Anh miêu tả với Lâm Thanh Diện chính là mặc váy màu đen như vậy, Trung Linh Nhi bây giờ cũng chỉ là không có đeo mạng che mặt mà thôi. Nếu như là trùng hợp, vậy cũng quá là kịch tính rồi, Lâm Thanh Diện không cách nào khiến mình tin đây chỉ là một sự trùng hợp được. Lâm Thanh Diện, sao anh lại đến đây? Sau một hôi ngập ngừng, trên mặt Trung Linh Nhi lộ ra một biểu cảm kích động, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện có thể chủ động đến tìm cô ta, có phải có nghĩa Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu để ý cô ta rồi không? Dù sao Trung Linh Nhi ở lại Hồng Thành, không có nói cho Lâm Thanh Diện biết, không lẽ thủ hạ của Lâm Thanh Diện phát hiện ra mình, cho nên anh đặc biệt đến chào hỏi mình. Bất kể là thế nào, trong lòng Trung Linh Nhi đều vô cùng vui, trong thời gian cô ta ở Hồng Thành này, gần như mỗi ngày đều nghĩ đến Lâm Thanh Diện, cô ta dạo quanh khắp đường lớn ngõ nhỏ của Hồng Thành, hy vọng thông qua việc tìm hiểu thành phố này, để tưởng tượng đến hình ảnh khi mình và Lâm Thanh Diện ở cùng nhau. Lời của cô ta vừa nói xong, Lâm Thanh Diện liền giơ tay lên, dáng một cái tát lên mặt Trung Linh Nhi, chát một tiếng, giòn giã, vang dội. Cả hành lang dường như đều yên tĩnh lại, nhất thời, bầu không khí giữa ba người cũng trở nên vô cùng vi diệu. Lâm Thanh Diện thực sự không nhịn được lửa giận trong lòng mình, nên mới dáng ra một cái tát, trong lòng anh có chút không chịu được nữa, Trung Linh Nhi ngây thơ tinh nghịch, trong lòng vậy mà lại âm hiểm như vậy. Vẻ mặt Trung Linh Nhi ngạc nhiên, nhấc tay nhẹ nhàng xoa lên mặt mình, cô ta không ngờ, Lâm Thanh Diện chạy đến tìm cô ta, Chuyện đầu tiên làm lại là tắt cô ta. Chân tài anh đứng ở một bên, cảm thấy bầu không khí có chút phi diệu, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt. Anh ta vốn dĩ muốn nói trong đây có thể là có Hiếu Lâm gì đó. Hỏi đàng hoàng Trung Linh Nhi xem sao cô ta lại ở đây, để đoán ra có chút manh mối gì trong câu trả lời của đối phương hay không. Nhưng Lâm Thanh Diện lại trực tiếp dáng một cái tát. Điều này có nghĩa đã trực tiếp xem Trung Linh Nhi là người phụ nữ đó rồi, tuy điều này có khả năng rất lớn nhưng bên trong vẫn tồn tại một chút nghi điểm, chân tài anh cảm thấy nên hỏi rõ trước thì tốt hơn. Thế nhưng hành động của Lâm Thanh Diệt khiến chuyện này căn bản không thể nói đàng hoàng tiếp được nữa. Qua một hồi, trong khóe mắt Trung Linh Nhi đã tràn đầy nước mắt, cô ta cắn môi, vẻ mặt ủy khuất. Vốn dĩ nhìn thấy Lâm Thanh Diện qua đây tìm mình, trong lòng đầy vui vẻ, nhưng ai ngờ tên này lại cho mình một cái tát, cho dù đổi lại là ai, chỉ e cũng không thể chịu nổi sự ấm ức này tại sao trung linh nhi mang theo tiếng khóc nghẹn mà hỏi một câu sự đáng thương giả vờ của cô không có làm người khác cảm động đâu lâm thanh diện lạnh giọng nói một câu trực tiếp quay người lại đi về phía thang máy bên kia trong đầu anh bây giờ vô cùng loạn nếu như người này là người phụ nữ mà anh không quen biết chị e anh đã bảo trần tài anh bắt đối phương lại nghiêm hình tra khảo rồi thế nhưng người này lại là trung linh nhi cho dù lâm thanh diện không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến hứa bích hoài nhưng sau khi nhìn thấy người này lại là đôi mắt nhỏ ngây thơ chân chất luôn theo bên cạnh mình trước đây, anh căn bản không thể xuống tay. Cái tát hồi nãy, đã là thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà Lâm Thanh Diện có thể làm với Trung Linh Nhi rồi. Anh không biết nên xử lý Trung Linh Nhi thế nào, cũng không hiểu đối phương tại sao lại ở lại đây để mình tìm đến, không lẽ là vì để khoe khoang với mình sao? Nếu như thật sự là vậy, vậy cái bộ dạng trông đợi của Trung Linh Nhi lúc nãy thực sự là khiến người ta phát hỏa mà bây giờ anh không muốn quan tâm đến trung linh nhi cho nên chỉ có thể quay người rời khỏi chân tài anh đứng tại chỗ do dự một hồi sau đó vội vàng đi theo lâm thanh diệt trong thang máy bầu không khí vô cùng đè nén chân tài anh mấy lần muốn mở miệng nói chuyện với lâm thanh diệt nhưng nhìn thấy khuôn mặt mặt ủ mày trao của lâm thanh diệt anh lại nuốt mấy mời muốn nói vào trong bụng mãi đến khi đến bên ngoài trung cư chân tài anh cảm thấy bầu không khí dịu lại một chút rồi mới mở miệng hỏi một câu, hồi nãy hình như cậu có chút thất lễ rồi. Tôi không ngờ lại là cô ta, Lâm Thanh Diện nói. Có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, hồi nãy cậu không nên trực tiếp ra tay, nếu như thật sự là cô ta, cô ta đáng lẽ sẽ không ngốc nghếch mà ở lại chỗ này, cậu nên suy tính đến loại khả năng là có người lợi dụng cô ta nữa, Trần Tài anh nói suy nghĩ của mình một chút. Lâm Thanh Diện cúi đầu, qua một hồi mới mở miệng nói một câu, có thể là vậy anh về trước đi, tôi muốn ở một mình một lát. Trần Tài Anh ngừng lại, nhìn Lâm Thanh Diện tiếp tục đi về phía trước, cũng chỉ bất lực mà thở dài một hơi, lúc này, để cho anh ở một mình, chắc hẳn mới là lựa chọn chính xác nhất. Trong một khách sạn cách chung cư ba cây số, trong một căn phòng, hai người đang nằm trên giường, cơ thể không tắc vải che thân, nhìn bộ dạng như vừa mới làm xong một loại vận động kịch liệt nào đó. Nếu như lúc này Lâm Thanh Diện ở đây, thì sẽ phát hiện, người đàn ông trên giường kia chính là vệ sĩ bên cạnh của lạc tâm, sở vân, mà người phụ nữ đang nằm trong lòng của anh ta chính là lạc tâm mà đã chết trong ấn tượng của lâm thanh diệt. ban đầu lạc tâm uống thuốc độc tử vẫn trước mặt của lâm thanh diệt, sau đó bảo người đặt thi thể của cô ta đến nhà xác của bệnh viện, sở vân kịp thời tới cho lạc tâm uống thuốc giải cứu cô ta về từ quỷ môn quan. lạc tâm vô cùng may mắn vì mình lúc đó có mang theo một loại thuốc độc có thể khiến cho người xuất hiện trạng thái giả chết mà Sở Vân lúc đó không có ở hiện trường chính là vì để phòng bị tình huống như vậy xuất hiện, anh ta rất hiểu cách mà người nhà họ Lâm xử lý thi thể, cho nên có thể đi cứu lạc Tâm ngay. Tên xuất sinh Lâm Thanh Diện đó tuy đã cướp đi tất cả của tôi, nhưng cậu ta tuyệt đối không ngờ được tôi vẫn còn sống, cho dù không có mấy tài nguyên của nhà họ Lâm kia nữa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho tên đó sống yên ổn. Lạc Tâm lẩm bẩm một câu. Lần này cô không phải đã thành công một lần rồi sao? Tôi thay cô quan sát Trung Linh Nhi đó lâu như vậy, cô làm theo phong cách ăn mặc của cô ta, đi gây rắc rối cho hứa bích hoài. Lâm Thanh Diện cuối cùng tra ra, chắc chắn sẽ cho rằng đó là do Trung Linh Nhi làm, sở vân cười lên. Hừ, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ được, cô cả của thương hội thiên nguyên lại vì Lâm Thanh Diện mà ở lại Hồng Thành. Cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng thì há không phải là đáng tiếc rồi sao, Lạc Tâm nói. Chỉ là với trình độ của Lâm Thanh Diện, chắc sẽ rất nhanh biết được chuyện này là do có người ở đảng sau sắp đặt thôi. Vậy thì đã sao, chỉ cần có thể đem lại phiền não cho cậu ta thì đã đủ rồi, hơn nữa mục đích của tôi không phải là lâm thanh diệt, mà là hứa bích hoài, tin chắc chuyện lần này đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho hứa bích hoài rồi, cho dù tất cả mọi chuyện đều đã giải thích rõ ràng thì giữa hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cũng sẽ nảy sinh khúc mắc. Tôi bây giờ không muốn khiến Lâm Thanh Diện chết, mà tôi muốn cậu ta sống không bằng chết mà để làm chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chia cắt cậu ta và hứa bích hoài. Có thể khiến cậu ta nhìn thấy hứa bích hoài chết đi, vậy thì càng tốt, đôi con người của lạc tâm trở nên âm hiểm. Cô không sợ cậu ta tra ra chúng ta sao? Sở Vân hỏi một câu. Khóe môi lạc tâm nhếch lên một độ cong diếu cợt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của Sở Vân, chậm rãi nói, anh cảm thấy, cậu ta sẽ điều tra đến một người chết sao? chương 407, Hiểu lầm Trung Linh Nhi, trong chung cư, Trung Linh Nhi đứng ở cửa đứng một lúc lâu, bên tai cô ta vẫn vọng tại câu nói của Lâm Thanh Diện trước đi đi. Cho dù cô giả vờ đáng thương thì tôi cũng không cảm động. Trung Linh Nhi không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà Lâm Thanh Diện lại nói như vậy. Cô ta tự nhiên bị tát vào mặt một cái, trong lòng tuổi thân nên không nhịn được khóc, sao cô ta lại giả vờ đáng thương. Cô ta cũng không muốn làm cho ai cảm động, chẳng lẽ tuổi thân muốn khóc cũng là sai sao? Quan trọng nhất cô ta không hiểu vì sao Lâm Thanh Diện phải làm như vậy, anh đến tìm cô ta lại tát một cái và nói một câu như vậy rồi xoay người rời đi, đối với một người nghĩ về anh lâu như vậy thì có thể đã chịu tổn thương lớn thế nào. Chẳng lẽ anh làm như vậy là vì muốn cắt đứt suy nghĩ của cô ta với anh sao? Nếu là sự thật thì anh đúng là quá tàn nhẫn. Từ sau hôn lễ của Lâm Thanh Diện, Trung Linh Nhi ở lại Hồng Thành, cô ta muốn trải nghiệm cảm giác sống cùng một thành phố với người mình thích sẽ thế nào? Ngay từ đầu cô ta còn nghĩ thứ mình nhìn chúng, cho dù thế nào cũng phải có được, cho dù dùng chút thủ đoạn cũng không sao. Nhưng sau đó cô ta nghĩ đến những bộ phim truyền hình đã xem, bởi vì yêu một người nên những người kia đã dùng mọi cách mang anh ta về tay mình, cuối cùng không có kết quả tốt. Cô ta nghĩ tới chuyện ra tay với hứa Bích Hoài khiến cô rời khỏi Lâm Thanh Diện, vậy thì cô ta mới có cơ hội. Nhưng sau đó cô ta suy nghĩ cẩn thận, làm như vậy chỉ khiến Lâm Thanh Diện phản cảm với cô ta hơn mà thôi cô ta muốn thông qua sự cố gắng của mình làm cho Lâm Thanh Diện thật sự thích mình, mà không phải dùng cách phá hoại tình cảm của Lâm Thanh Diện, mạnh mẽ cướp anh về tay mình. Cho nên trong khoảng thời gian này Trung Linh Nhi vẫn luôn chờ đợi, một mình đi dạo khắp phố lớn hẻm nhỏ Hồng Thành, thậm chí cô ta không muốn quấy rầy Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài. Đương nhiên cô ta mong chờ Lâm Thanh Diện có thể phát hiện cô ta cũng đang sống trong thành phố này, cô ta muốn vô tình gặp gỡ Lâm Thanh Diện, mặc dù khi đó Lâm Thanh Diện mang theo hứa bích hoài, cô ta cũng sẽ không để ý. Hôm nay Lâm Thanh Diện thật sự tìm đến cô ta, nhưng hiện thực lại không tốt đẹp như cô ta tưởng tượng. Lâm Thanh Diện cũng không mang đến cho cô ta một cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ, chỉ cho cô ta một cái tát và một câu nói lạnh lùng như băng làm tổn thương người khác. Một lúc lâu rốt của cô ta không nhịn được gào khóc lên, mấy người nhà bên cạnh đi ra xem. Trung Linh Nhi về phòng, đóng mạnh cửa lại, cô ta làm ổ trên sofa, một lát sau biến thành người nước mải. Lâm Thanh Diện thối tha, khốn kiếp, khốn nạn, anh dám đánh tôi, anh cứ chờ đó, cô đây không phải là người dễ bắt nạt, tôi nhất định sẽ chia rẽ hai người, anh làm cho tôi khó chịu như thế, tôi cũng không cho anh sống tốt. Trạng vạng tối, Lâm Thanh Diện đi trên đường, một lúc lâu đã làm cho anh bình tĩnh lại. Anh đi tới đi lui rồi dừng lại, lại đến cửa tòa nhà chung cư vừa rồi. Anh suy nghĩ chuyện này rất nhiều thì phát hiện trong đó thật sự có rất rất nhiều điều làm cho người ta nghi ngờ. Anh thật sự có thể đã hiểu lầm Trung Linh Nhi. Mặc kệ rốt cuộc chuyện này có phải do Trung Linh Nhi làm hay không thì anh cũng phải nói chuyện với Trung Linh Nhi trước, vậy thì mới có thể tránh xảy ra hiểu lầm. Nhưng lúc đó anh thật sự tức muốn hộc máu nên mới không khống chế được mình, ra tay với Trung Linh Nhi. Hiện tại sau khi Lâm Thanh Diện bình tĩnh lại thì trong lòng có chút hối hận, đã lâu rồi anh không kích động như thế. Lâm Thanh Diện do dự một chút rồi đi vào chung cư, bảo vệ vẫn là người buổi sáng kia bảo vệ nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì chạy tới cúi đầu khom lưng nói, anh, anh lại muốn vào tìm người sao? Lần này tôi sẽ không ngăn cản anh, anh cứ tùy tiện đi vào. Lâm Thanh Diện chỉ gật đầu với anh ta, sau đó bước vào. Lâm Thanh Diện đi thang máy lên tầng 18, đi về phía nhà của Trung Linh Nhi, trong lòng anh hơi thấp thỏm, nếu anh thật sự hiếu Lâm Trung Linh Nhi thì anh đã gây tổn thương quá lớn cho Trung Linh Nhi rồi. Lâm Thanh Diện đi đến trước cửa nhà 1803 thì sửng sốt một chút, cửa nhà không đóng mà mở rộng, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lâm Thanh Diện đi vào nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện căn nhà không lớn lắm, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, mà lúc này phòng khách và phòng ngủ không có người. Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát cách trang trí, nhìn thấy những chiếc váy dài cổ điển màu đen mà Trung Linh Nhi mua về rách nát rơi đầy dưới đất, dường như cô ta đã chút giận lên mấy chiếc váy này trên sofa có dấu vết lõm xuống, có lẽ Trung Linh Nhi đã cuộn tròn khóc trên sofa rất lâu. Lâm Thanh Diện nhìn cảnh này thì bất đắc dĩ thở dài, có vẻ Trung Linh Nhi đã rời khỏi đây. Đương nhiên trong phòng còn có nhiều đồ đạc, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ cho rằng Trung Linh Nhi sẽ trở về. Những Lâm Thanh Diện biết rõ tính cách của Trung Linh Nhi, cô ta là cô chủ thương hội thiên nguyên, một căn nhà chẳng là gì với cô ta cả. Cô ta thật sự muốn rời đi thì ngoại trừ những đồ đạc cần thiết, còn lại sẽ không lấy. Lâm Thanh Diện lấy điện thoại gọi cho Trung Linh Nhi nhưng đều trong trạng thái tắt máy, Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ ở lại một lúc rồi xoay người rời khỏi chỗ này. Gia viên chăn tùy, Lâm Thanh Diện đi đến gõ cửa, Tống Huyền Khanh xưng hai bên mặt đi tới mở cửa, bà nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ngoài cửa thì lập tức đóng cửa lại. Không lâu sau hứa Bích Hoài đi tới mở cửa ra đưa Lâm Thanh Diện đi vào bên trong. Còn còn cho cái tên sao trổi vào nhà chúng ta nữa, nó sẽ mang lại tai họa cho cả nhà chúng ta, Tống Huyền Khanh nói thâm một câu. Hứa Quốc Hoa liếc bà một cái nhỏ giọng nói, thật ra đa số mọi chuyện trong nhà chúng ta đều do bà gây ra, nếu nói như vậy thì bà còn gây tai họa nhiều hơn Lâm Thanh Diện. Tuy rằng giọng rất nhỏ, nhưng Tống Huyền Khanh vẫn nghe được. Tống Huyền Khanh lập tức vỗ bàn, đưa tay nhéo lỗ tai hứa Quốc Hoa chửi ầm nói, hiện tại ông cút ra ngoài cho tôi, ăn cây táo rào cây sung, nhà này đến lượt ông nói chuyện sao. Tôn Tuệ Phương thấy Lâm Thanh Diện trở về thì vui vẻ, chạy tới hỏi Lâm Thanh Diện muốn ăn gì, bà ta sẽ đi làm, còn Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cãi nhau thì bà ta đã sớm quen rồi. Hứa Bích Hoài chú ý tới tâm trạng của Lâm Thanh Diện không tốt lắm nên mở miệng hỏi, chuyện kia đã điều tra thể nào rồi? Có biết người phụ nữ kia là ai không? Lâm Thanh Diện lắc đầu nói, có lẽ chuyện này phức tạp hơn trong tưởng tượng, nhưng cũng không quá rắc rối, em không cần lo lắng. Hứa Bích Hoài gật đầu cô biết mình muốn cũng không tư cách tham dự vào chuyện này. Cô nghĩ vậy thì lập tức cảm thấy đau lòng, tuy rằng biết có người phía sau đang cố ý dở trò, nhưng lời người phụ nữ kia nói đã chạm vào đáy lòng cô, cảm giác này không dễ dàng biến mất như vậy. Chẳng qua hiện tại mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, còn không thích hợp nói những lời này với Lâm Thanh Diện. Vào ban đêm, Lâm Thanh Diện ngủ ở nhà, mặc dù Tống Huyền Khanh vô cùng khó chịu, nhưng bà ta bị Lâm Thanh Diện đánh thì cũng chỉ có thế mắng Lâm Thanh Diện vài câu, không dám thật sự đuổi anh đi. Hứa Bích Hoài muốn nói những suy nghĩ kia với Lâm Thanh Diện, cô muốn biết sốt cuộc thái độ của Lâm Thanh Diện thế nào, nhưng cô thấy dáng vẻ Lâm Thanh Diện đầy tâm sự thì từ bỏ quyết định này. Ngày hôm sau, Trần Tài Anh gọi cho Lâm Thanh Diện, nói anh ta đã phát hiện một số thứ, bảo Lâm Thanh Diện qua đó một chuyến. Lâm Thanh Diện đi đến nơi Trần Tài Anh nói, đó là một hẻm nhỏ sâu bên trong, cách trung cư của Trung Linh Nhi không xa, hẻm nhỏ có mấy thùng rác, mà trên thùng khác có vứt một chiếc váy dài màu đen và khăn che mặt màu đen. Nếu tôi đoán không sai thì có người cố ý dẫn đường chúng ta nghi ngờ Trung Linh Nhi, chuyện này không liên quan đến Trung Linh Nhi, chúng ta bị người đứng sau chuyện này lừa rồi, chân tài anh mở miệng. Lâm Thanh Diện nhìn khăn che mặt trên thùng rác thì nhíu mày, nếu thật sự đúng như vậy thì chứng tỏ anh đã hiếu lầm Trung Linh Nhi. Lâm Thanh Diện nhớ lại thái độ của mình với Trung Linh Nhi thì trong lòng vô cùng áy náy, anh không nghĩ tới mình lại hiểu lầm Trung Linh Nhi, còn ra tay đánh cô ta. Tôi đã xem máy theo dõi xung quanh đây, điều tra được người phụ nữ vứt quần áo này đi đã vào một khách sạn. Buổi sáng tôi đã điều tra khách sạn kia, có một phòng thật sự có hai người đáng nghi, nhưng ở đó đã sớm không còn ai, tôi đi vào trong phòng lại phát hiện một tờ giấy. Chân tài anh nói xong thì đưa cho Lâm Thanh Diện một tờ giấy. Lâm Thanh Diện cầm lấy, nhìn thấy bên trên viết, anh mãi mãi không thể tìm được tôi máy giám sát trong khách sạn có thể điều tra được dáng vẻ của hai người kia không? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Tôi đã điều tra qua, bọn họ ngụy trang rất tốt, không nhìn thấy mặt, nhưng có thể xác định là một nam một nữ. Tôi đã cho người dựa theo vóc dáng và trang phục của bọn họ để loại trừ. Hiện tại có lẽ bọn họ đã tạm thời rời khỏi Hồng Thành, chân tài anh mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cẩn thận suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc đây là ai? nhưng anh có thể tạm thời yên tâm trong khoảng thời gian ngắn thì người này không dám đến gây chuyện. Dưới sự đề phòng Lâm Thanh Diện có thể bảo đảm hứa Bích Hoài được an toàn, dù sao hiện tại Hồng Thành là địa bàn của anh. Lần này sở dĩ xuất hiện chuyện này cũng bởi vì Lâm Thanh Diện không có sự đề phòng mà thôi. Tiếp tục điều tra người này, khi nào bắt được cô ta thì lập tức báo cho tôi biết, Lâm Thanh Diện nói. Trần Tài Anh gật đầu. Đúng rồi, anh điều tra xem Trung Linh Nhi đi đâu, ngày hôm qua tôi đã hiểu lầm cô ta, có lẽ cô ta rất đau lòng, tôi sợ cô ta làm việc ngu ngốc, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy tung tích của cô ta, chuyện này do tôi làm không đúng, có thể bù đắp cho cô ta thế nào thì sẽ cố gắng bù đắp, Lâm Thanh Diện lại nói một câu. Trần Tài Anh cười cười, Lâm Thanh Diện hiếm khi như vậy, có thể thấy Trung Linh Nhi đã dựa vào sự cố gắng của mình để có được một vị trí không nhỏ trong lòng Lâm Thanh Diện. Đương nhiên Lâm Thanh Diện là người trung thủy, cả đời này chỉ yêu một mình hứa bích hoài anh chỉ đối xử với Trung Linh Nhi như em gái. Sau khi Trần Tài Anh nhận mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện thì nhanh chóng cho người điều tra tung tích của Trung Linh Nhi. Lâm Thanh Diện không về nhà mà tìm một công viên, anh ngồi ghế dài một ngày. 8 giờ tối, điện thoại Lâm Thanh Diện vang lên, sau khi anh bắt máy thì bên kia chuyên đến giọng của Trần Tài Anh. Đã tìm thấy tung tích của Trung Linh Nhi rồi, ở quán Ba Cô Cô, có lẽ cậu phải đến đây một chuyển, bên này gặp chút phiền phức chương 408, chỉ đáng sách giày cho tôi. Quán ba Coco, xung quanh hỗn loạn kết hợp với âm nhạc náo nhiệt làm cho cả quán ba có vẻ vô cùng hưng phấn. Các cô gái ăn mặc hở hang đang cố gắng lắc eo trên sân nhảy, không ít đàn ông ăn mặc thời trang vây quanh bọn họ, không ngừng nhìn về phía cơ thể của bọn họ, thỉnh thoảng nhân cơ hội chấm mút. Lúc này Trung Linh Nhi đang ở sàn nhảy bên cạnh, nhìn những người trẻ tuổi nhảy múa thì vẻ mặt đầy hưng phấn, cơ thể cũng chuyển động theo nhạc sắc mặt của cô ta ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, nhìn có vẻ đã uống rất nhiều rượu, khóe miệng nở nụ cười nhưng trong đôi mắt khó có thể che giấu sự mất mát. Hôm qua sau khi Trung Linh Nhi rời khỏi Trung Cu thì bắt đầu xuất hiện ở các quán bar trong Hồng Thành, cô ta muốn dùng cồn làm tê liệt cảm giác của mình, đè xuống cảm giác đau khổ ở trong lòng, hai ngày này cô ta vẫn luôn không tỉnh táo. Ở bên cạnh Trung Linh Nhi có một người mặc đồ tây màu lam, dáng người cao gây, nhìn khí chất có vẻ rất quý tộc. Sau lưng anh ta có hai vệ sĩ, ba người đứng ở chỗ này có một khí thể vô hình hiện ra làm cho người xung quanh cũng không dám tới gần bọn họ. Người đàn ông kia là Hồ Khôn, là cậu chủ gia tộc hàng hai hò hô ở kinh đô. Anh ta đến Hồng Thành vì có chuyện làm ăn. Buổi tối anh ta tới quán ba chơi thì liếc mắt một cái đã chú ý tới khí chất xuất chúng của Trung Linh Nhi, nên đã trông coi Trung Linh Nhi cả đêm. Hồ Khôn là người kinh đô nhưng cũng không biết Trung Linh Nhi là cô chủ thương hội Thiên Nguyên ở kinh đô. Trung Thiên Nguyên muốn bảo vệ Trung Linh Nhi nên cũng không để lộ quá nhiều tin tức của Trung Linh Nhi ra bên ngoài, chỉ có một số người biết mà thôi. Cho nên Hồ Khôn nghĩ Trung Linh Nhi chỉ là một người đẹp ở Hồng Thành, trong lòng đã sớm coi cô ta trở thành mục tiêu đi săn trong tối nay. Lúc anh ta định nhân cơ hội Trung Linh Nhi không tỉnh táo sẽ đi tới chiếm tiện nghi của Trung Linh Nhi, đúng lúc anh ta đưa người đi thì Trần Tài anh nhìn thấy nên lập tức chạy tới ngăn cản Hồ Khôn. Hai bên xảy ra xung đột, Hồ Khôn lập tức công khai thân phận không sợ vua thể giới ngâm chân tài anh ở Hồng Thành này. Ở trong mắt anh ta thì Hồng Thành chỉ là một nơi nhỏ bé, với năng lực của nhà họ Hồ thì có thể nhẹ nhàng nghiền áp bất cứ thế lực nào ở Hồng Thành. Mà Trung Linh Nhi biết Trần Tài Anh là người của Lâm Thanh Diệt, cô ta đang tức giận, không nói gì mảng chân Tài Anh một trận giúp Hồ Khôn, nói anh ta đừng xen vào việc người khác. Trần Tài Anh nhất thời không biết nên xử lý chuyện này thế nào nên chạy ra ngoài gọi cho Lâm Thanh Diện. Trần Tài Anh nhanh chóng quay lại, Sắc mặt khó coi nhìn Hồ Khôn. Hồ Khôn thấy Trần Tài anh trở về thì trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nói: "Thế nào, vừa rồi anh đi gọi người tới sao?" "Tôi nói cho anh biết, cho dù anh là nhân vật lợi hại ở Hồng Thành thì cũng chỉ là đầu rắn mà thôi, mấy người ở một nơi nhỏ bé này lại muốn đấu với người của kinh đô sao? Tôi khuyên anh mau cút qua một bên đi, anh không có tư cách xen vào chuyện này, ông đây tán gái, chưa đến lượt anh xen vào." trần tài anh nhìn hồ khôn lạnh lùng nói cô gái kia không phải là người có thể làm bậy nếu cậu thật sự muốn làm gì cô ta thì tôi có thể bảo đảm cậu sẽ hối hận hồ khôn cười nhạo một tiếng nói mẹ nó đừng nói khoác nữa với mấy chỗ như hồng thành này còn có cô gái nào tôi không tán được chứ đừng làm trò nữa cô gái kia cũng nói chuyện này không tới lượt anh xen vào người ta đồng ý cho tôi tán mẹ nó liên quan gì đến anh trần tài anh nhất thời không thể phản bác lại được hồ khôn anh ta biết trung linh nhi chỉ đang tức giận lâm thanh diện ánh mắt của trung linh nhi còn chướng mắt loại người hồ khôn này hiện tại anh ta chỉ có thể chờ lâm thanh diện đến đây trước lúc đó chỉ cần hồ khôn dám làm gì trung linh nhi thì anh ta phải ngăn cản lại trần tài anh biết thân phận của trung linh nhi nên không cho mình đang gây chuyện với hồ khôn ngược lại có thể nói là đang bảo vệ anh ta dù sao nếu hồ khôn thật sự làm gì trung linh nhi thì với thế lực của hương hội thiên nguyên chỉ sợ tiêu diệt nhà họ Hồ ở Kinh Đô trong vòng một giây. Hồ Khôn thấy Trần Tài Anh đứng ở một bên không nói lời nào thì trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm, sau đó anh ta đi về phía Trung Linh Nhi. Anh ta đứng sát sau lưng Trung Linh Nhi, một tay đỡ vai Trung Linh Nhi còn di chuyển xuống phía dưới. Lúc Hồ Khôn làm động tác này còn quay đâu nhìn Trần Tài Anh một cái, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Trần Tài Anh không nói gì đi về phía bọn họ, đưa tay muốn kéo Hồ Khôn lại. Lúc này hai vệ sĩ của Hồ Khôn lập tức đi với chắn trước mặt Trần Tài Anh, khí thế hùng hổ. Trần Tài Anh không nói nhiều với hai tên vệ sĩ, anh ta đưa tay nắm lấy tay của một tên rồi dùng lực khống chế cơ thể anh ta qua cánh tay, dùng sức đánh vào bụng tên vệ sĩ còn lại, hai vệ sĩ lập tức ngã xuống đất. Sau khi Trần Tài Anh trải qua sự huấn luyện của Lý Vân Khê thì thực lực đã tăng lên, có thể so sánh với cao thủ đứng đầu nhà họ Lâm, nhà họ Hồ chỉ là gia tộc hạng 2 ở kinh đô. Vệ sĩ của bọn họ vẫn không lọt vào mắt chân tài anh. Hồ Khôn không nghĩ tới Trần Tài anh lại có thực lực mạnh như vậy, nhanh chóng xử lý hai vệ sĩ của anh ta, nhưng anh ta không lộ vẻ hoảng sợ, anh ta đến từ kinh đô nên đã trải qua không ít tình huống. Anh dám ra tay với vệ sĩ của tôi, chẳng lẽ anh không muốn sống nữa sao? Hồ Khôn nói với Trần Tài anh một câu. Cách xa cô ta một chút, Trần Tài anh lạnh mặt nhìn Hồ Khôn, trong giọng nói lộ ra sát khí anh là cái thá gì cũng dám ra lệnh cho tôi hồ khôn bĩu môi trần tài anh lập tức đi tới một bước muốn ra tay với hồ khôn lúc này trung linh nhi uống say đưa tay đánh trần tài anh một cái giọng điệu mơ màng nói anh muốn làm gì vì sao lại đối xử với bạn tôi như vậy quả nhiên người bên cạnh lâm thanh diện đều không phải là người tốt tôi uống rượu cũng tới sen vào trần tài anh thấy trung linh nhi ngăn cản thì lập tức dừng lại anh ta có thể không coi hồ khôn ra gì nhưng không thể chọc vào cô chủ này, nếu Trung Linh Nhi ngăn cản thì anh ta thật sự không thể làm gì hồ khôn. Hồ khôn thấy Trần Tài Anh dừng lại thì lập tức cười lạnh nói, không ngờ một người phụ nữ dọa anh thành như vậy, có người chém gió nói anh là vô thế giới ngâm gì đó. Tôi thấy anh là thái giám ngầm thì có. Trần Tài Anh nhíu mày không nói chuyện. Hồ khôn thấy Trung Linh Nhi giúp mình nói chuyện, Trần Tài Anh lại không dám ra tay trước mặt Trung Linh Nhi thì tức khắc không kiêng rè, anh ta đưa tay ôm trung linh nhi anh ta thấy trung linh nhi nói chuyện giúp mình là vì đã bị hấp dẫn bởi sức quyến rũ của anh ta cho nên lúc này anh ta có thể làm một số chuyện vượt mức nhưng lúc anh ta đụng vào trung linh nhi thì cô ta nhanh chóng xoay người tát vào mặt hô khôn mắng tên lưu manh này anh muốn làm gì hồ khôn lập tức mở to mắt không nghĩ tới vừa rồi cô gái này còn giúp mình nói chuyện lại quay đầu trở mặt anh ta là người nhà họ hồ ở kinh đô nên có chút kiêu ngạo anh ta thấy Trung Linh Nhi chỉ là một cô gái xinh đẹp ở nơi nhỏ bé hông thành mà thôi, cô ta cũng dám ra tay đánh mình, đúng là muốn tạo phản. Con mẹ nó, cô chúng gió gì vậy lại dám đánh tôi, tôi cho cô mặt mũi đúng không? Hồ Khôn mảng một câu, lập tức muốn giơ tay đánh lại. Trung Linh Nhi lùi lại phía sau hai bước, cô ta giúp Hồ Khôn nói chuyện bởi vì tức giận Lâm Thanh Diệt, nhưng không có nghĩa Hồ Khôn có thể chiếm tiện nghi của cô ta. Lúc bàn tay Hồ Khôn Định đánh vào mặt Trung Linh Nhi thì chân tài anh xuất hiện, một tay nắm chặt lấy cổ tay anh ta, dùng chân đá vào người anh ta, ném anh ta xuống đất. Hồ Khôn cắn răng môi dậy, hai mắt tức giận nhìn Trung Linh Nhi, con mẹ nó đồ phụ nữ thối, cô chơi tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết tôi là người nhà họ Hồ ở kinh đô, cô chọc vào tôi thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Trung Linh Nhi nhìn Hồ Khôn một cái nói, ai trêu chọc anh chứ? Rõ ràng anh muốn chiếm tiện nghi của tôi đúng là không biết xấu hổ, nhà họ Hồ ở Kinh Đô thì sao, nếu anh còn dám nói như vậy, tôi sẽ làm cho nhà họ Hồ không còn xuất hiện ở Kinh Đô nữa. Hồ Khôn cho rằng Trung Linh Nhi nói khoác lác, mà chân tài anh đứng bên cạnh không hề nghỉ ngờ lời này, với năng lực của Thương hội Thiên Nguyên thì cho dù 10 nhà họ Hồ cũng có thể phá hủy được. Ha ha, lại còn dám giả vờ, cô chờ đó, hiện tại ông đây gọi điện thoại về nhà, tôi sẽ xử lý cô đầu tiên, còn có tên đáng chết này, hai người đừng nghĩ chạy trốn. Hồ Khôn nhìn Trung Linh Nhi một cái lại nhìn chân tài anh, ánh mắt đầy nham hiểm. Động tĩnh bên này hấp dẫn người xung quanh nên ào ào vây xem, không ít người nhận ra Trần Tài Anh, bắt đầu bàn tán. Đó không phải là Trần Tài Anh sao, vô thể giới ngâm ở Hồng Thành chúng ta, không ngờ có người dám gây chuyện với anh ta, đúng là tìm đường chết. Ở Hồng Thành chọc ai cũng đừng chọc vào Trần Tài Anh, người ngồi dưới đất kia bị úng não hay sao, chẳng lẽ anh ta không biết Trần Tài Anh lợi hại thế nào sao? Ha ha, khẳng định là tên nhóc muốn giả ngầu, liền Trần Tài Anh đều dám trêu chọc, hy vọng Trần Tài Anh dạy anh làm người A. À. Hồ Khôn nghe những người đó bàn tán thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong lòng anh ta thì Trần Tài Anh chẳng là cái thá gì. Anh ta đứng lên, lớn tiếng nói một câu, mẹ nó, mãi người câm miệng lại cho tôi, ông đây là người nhà họ Hồ ở Kinh Đô, vua thế giới ngầm ở Hồng Thành chẳng là cái gì trong mắt tôi cả, không phải anh ta chỉ đánh nhau một chút sao, tôi sẽ dùng thế lực của gia tộc, chưa đến mấy ngày đã có thể tiêu diệt tên vua thế giới ngâm gì đó. Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới hồ khôn lại là người có thế lực ở kinh đô, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng cho Trần Tài Anh. Ở trong lòng bọn họ thì vua thế giới ngâm ở Hồng Thành đúng là lợi hại, nhưng so sánh với thế lực ở kinh đô thì còn kém xa. Mọi người bàn tán sôi nổi, một bóng người đi tới sau lưng Trần Tài Anh và Trung Linh Nhi nhìn thoáng qua hồ khôn, anh cao giọng nói một câu, nhà họ hồ. Các người cũng xứng làm càn ở đây sao? Người đứng đầu gia tộc các người cũng chỉ đáng sách giày cho tôi. chương 409, trong 10 phút làm cho nhà họ hồ biến mất. Giọng nói này xuyên qua mọi âm thanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bọn họ quay đầu lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện đút tay vào túi quân đứng ở đó. Là Lâm Thanh Diện, có người hô lên một câu. Lâm Thanh Diện đi đến ra hiệu với chân tài anh, anh sẽ xử lý chuyện này, chân tài anh gật đầu, sau đó nhường đường cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng nhìn Trung Linh Nhi một cái, nhưng lúc Trung Linh Nhi đối mặt với Lâm Thanh Diện thì xoay đầu qua chỗ khác. Mặc dù Trung Linh Nhi đang say rượu nhưng hiện tại cô ta cũng không nghĩ nhìn thấy Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, hiện tại anh phải xử lý rắc rối trước mắt đã, cho nên tạm thời không xin lỗi Trung Linh Nhi. Hồ Khôn nhìn Lâm Thanh Diện một cái thì nhíu mày, anh ta không nghĩ tới còn có người khác xen vào chuyện này, nhưng anh ta cũng không sợ hãi, cho dù có bao nhiêu người thì chỉ cần ở Hồng Thành, anh ta sẽ không đặt vào mắt. Hơn nữa anh ta cảm thấy cái tên Lâm Thanh Diện có chút quen thuộc, giống như đã nghe thấy ở đâu đó. Mẹ nó, anh lại là thứ gì, nếu ba tôi đến thì sợ là anh phải quỳ xuống xin lỗi, Hồ Khôn mở miệng nói một câu. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Hồ Khôn rồi chỉ vào Trung Linh Nhi lạnh giọng hỏi, vừa rồi cậu chiếm tiện nghi của cô ta sao? Chiếm tiện nghi của cô ta thì sao, Ông đây còn muốn ngủ với cô ta, anh có thể làm gì được tôi?" Hồ Khôn khinh thường nói. "Anh xin lỗi cô ta thì tôi sẽ tha cho anh một lần, nếu không thì người xui xẻo là anh." Lâm Thanh Diện nói. Hồ Khôn cười nhạo nói, "Mẹ nó anh còn giả vờ, vừa rồi tôi nghe mọi người nói anh tên Lâm Thanh Diện đúng không? Tôi nhớ ra rồi, lần trước tôi đến Hồng Thành thì có nghe người ta nói anh là tên vô dụng nổi tiếng cả Hồng Thành, chỉ có thể dựa vào ăn bám vợ mới sống được, anh như vậy còn muốn tôi xin lỗi sao?" anh ta nói xong thì đầy đắc nhìn thoáng qua xung quanh nói người này là tên vô dụng nổi tiếng hồng thành đúng không đúng là buồn cười mà anh ta là kẻ ăn bám lại dám giả vờ trước mặt tôi có phải mấy người cũng buồn cười đúng không hô khôn vốn dĩ cho mình nói vậy thì người xung quanh cũng sẽ cười nhạo lâm thanh diệt nhưng anh ta không ngờ mình vừa nói xong thì xung quanh lại vô cùng im lặng tất cả mọi người dùng ánh mắt thấy đổ mốc nhìn anh ta làm cho anh ta cảm thấy xấu hổ hồ khôn không biết vì sao những người này lại dùng ánh mắt đó nhìn mình bình thường một tên vô dụng giả vờ trước mặt một cậu chủ của gia tộc ở kinh đô không phải bọn họ nên cười nhạo sao nếu một tháng trước lâm thanh diện xuất hiện ở chỗ này nói với hồ khôn như vậy thì mọi người xem trò vui sẽ nhiệt tình cười nhạo lâm thanh diện như hồ khôn nghĩ nhưng sau hôn lễ lâu đài thủy tinh chấn động cả hồng thành thì không có ai coi lâm thanh diện là tên vô dụng nữa hơn nữa tất cả mọi người không nghi ngờ lời lâm thanh diện nói Hồ Khôn thật sự là cậu chủ của gia tộc ở kinh đô, nhưng chỉ là gia tộc hạng 2, mà lúc Lâm Thanh Diện kết hôn thì nhà họ Lâm và thương hội Thiên Nguyên ở kinh đô đã tặng tiên mừng với giá trên trời. Hai thế lực đứng đầu kinh đô coi trọng Lâm Thanh Diện như thế, nếu ai còn tiếp tục nói Lâm Thanh Diện là tên vô dụng thì đúng là đồ ngu. Người này đúng là xui xẻo, lại chọc vào Lâm Thanh Diện, nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay kết cục của anh ta sẽ cực kỳ thê thảm. Một người của gia tộc hạng 2 ở kinh đô mà thôi. Lâm Thanh Diện lại có quan hệ thân thiết với người nhà họ Lâm ở kinh đô, sao anh ta có thể đấu lại với Lâm Thanh Diện, thật là buồn cười. Người này đúng là đồ ngốc, còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện là tên vô dụng, hiện tại ai mà không biết Lâm Thanh Diện là người duy nhất không thể chọc vào ở Hồng Thành chứ. Hồ Khôn nghe mọi người xì xào bàn tán, bởi vì anh ta không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì cho nên cũng không biết vì sao những người này lại có phản ứng như thế nhưng anh ta không quan tâm vì sao những người này lại có phản ứng kỳ lạ như thế anh ta không cần phải sợ tên vô dụng này anh ta hít mắt lạnh lùng nói nếu anh dám bắt tôi nói xin lỗi thì tôi cũng sẽ nói mấy lời hiện tại anh lạy tôi ba cái sau đó để cô gái kia ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ không so đo chuyện này nữa nếu không thì với thế lực của nhà họ hồ ở kinh đô cũng có thể làm cho con kiến là anh không sống nổi ở hồng thành này Lâm Thanh Diện nghe thấy Hồ Khôn nói thì đi tới một bước tát vào mặt anh ta một cái nói, nói năng hàm hô, nên đánh. Hồ Khôn cảm thấy mặt mình đau rát, bản năng ôm lấy mặt. Mẹ nó anh dám đánh tôi. Hồ Khôn lập tức nóng nảy, lúc nãy Trung Linh Nhi tát anh ta một cái, hiện tại tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành cũng tát anh ta một cái, làm cho cậu chủ ở Kinh Đô mất hết mặt mũi. Anh ta nhào về phía Lâm Thanh Diện định lấy lại thể diện, trong mắt anh ta thì tên vô dụng ở Hồng Thành này không lợi hại bằng Trần Tài Anh. Nhưng anh ta còn chưa đến trước mặt Lâm Thanh Diện thì anh đã dùng chân đá bay Hồ Khôn. Hồ Khôn rơi xuống đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt, anh ta không chịu nổi sự nhục nhã trong tối nay nên lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ba mình. "Ba, có người bên Hồng Thành bắt nạt con, một người tên là Trần Tài Anh, một người tên là Lâm Thanh Diện, còn có một cô gái, con chụp ảnh bọn họ rồi gửi cho ba." ba mau cho người đến đây giúp con xử lý bọn họ, nếu không thì hôm nay con trai ba mất hết mặt mũi. Anh ta nói xong thì cúp điện thoại, sau đó chụp ảnh ba người Lâm Thanh Diện rồi gửi qua cho ba mình. Lâm Thanh Diện thấy Hồ Khôn không biết tốt xấu thì cũng không định khách sáo với anh ta, quan trọng nhất là lúc nãy Hồ Khôn muốn chiếm tiện nghi của Trung Linh Nhi, anh vừa hiểu lầm Trung Linh Nhi nên muốn bù đắp cho Trung Linh Nhi, hiện tại Lâm Thanh Diện vô cùng nhạy cảm chuyện người khác bắt nạt Trung Linh Nhi anh cảm thấy mình nợ Trung Linh Nhi, cho nên muốn cố gắng bù đắp cho cô ta, lúc này ai chạy tới bắt nạt Trung Linh Nhi thì chính là tìm đường chết. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ông Độ. Năng lực nhà họ Hồ ở Kinh Đô thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Một gia tộc hạng hai, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, bởi vì gia tộc như vậy chưa đủ tư cách hợp tác với chúng ta. Nếu cậu yêu cầu tài liệu tỉ mỉ nhà họ Hồ thì hiện tại tôi cho người chuẩn bị một phần, ông Độ lập tức nói. Không cần, nếu chỉ là một gia tộc nhỏ bé thì không cần điều tra, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng, trong 10 phút làm cho nhà họ Hồ biến mất ở kinh đô. Vâng cậu chủ, ông Độ không từ chối, đồng ý với yêu cầu của Lâm Thanh Diện. Hồ Khôn gửi ảnh cho ba mình thì hung dữ nhìn thoáng ra Lâm Thanh Diện mắng, mấy người chờ đó, tôi đã nói với ba mình, ông ấy sẽ lập tức phái người đến đây xử lý mấy người, ba người chờ chết đi. Lâm Thanh Diện cũng đặt điện thoại xuống cũng không quan tâm Hồ Khôn anh quay đầu nhìn về phía Trung Linh Nhi. Linh Nhi, tôi đã hiểu lầm cô chuyện trước đó, tôi không nên ra tay đánh cô, tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi, cô có thay thứ cho tôi không? Lâm Thanh Diện đầy chân thành nói. Trung Linh Nhi liếc mắt nhìn anh nói, người anh đúng là có bệnh, tôi không biết anh đang nói cái gì. Cô ta nói xong thì đi đến quầy ba rót một ly rượu, uống hết một hơi. Trung Linh Nhi vốn ngây thơ lại biến thành như vậy làm cho Lâm Thanh Diện tự trách trong lòng, xem ra lần này anh đã gây tổn thương cho cô ta quá lớn. Mọi người xung quanh tò mò nhìn Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi, không biết bọn họ có quan hệ gì. Sao Lâm Thanh Diện lại có vẻ ái náy với cô gái kia vậy? Bọn họ có quan hệ gì? Không phải Lâm Thanh Diện vừa tổ chức hôn lễ lại với hứa bích hoài sao, chẳng lẽ nhanh như vậy đã ngoại tình? Mẹ nó, đây đúng là tin tức lớn, lúc này Lâm Thanh Diện mới thay đổi hình tượng trong mắt mọi người chưa được bao lâu lại làm ra chuyện này, thật sự làm cho người ta bất ngờ. Quả nhiên, đàn ông có tiên đã sinh ra tật xấu, tôi còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện là người đàn ông trung thủy nhất, hiện tại xem ra cũng có tật xấu như bao người. Mọi người lập tức nhiều chuyện về Lâm Thanh Diện, không ít người bắt đầu chụp hình Trung Linh Nhi, hỏi những người quen xem rốt cuộc Trung Linh Nhi có thân phận gì. Lâm Thanh Diện nhìn vẻ mặt Trung Linh Nhi cô đơn thì bất đắc dĩ thở dài, sau đó anh đi về phía hồ khôn, anh muốn chút giận lên người hồ khôn anh đi tới nắm lấy quần áo của hồ khôn, không nói gì đã đánh hồ khôn một trận. Hồ khôn không có sức phản kháng, một lát sau, Lâm Thanh Diện đánh anh ta thành đầu heo. Sau khi Lâm Thanh Diện chút giận xong thì buông hồ khôn ra, anh nghĩ chờ ông độ giải quyết nhà họ hồ xong sẽ tìm một cơ hội nói chuyện với Trung Linh Nhi. Mười phút nhanh chóng trôi qua, không lâu sau ông độ gọi cho Lâm Thanh Diện. Cậu chủ, đã làm xong. Lâm Thanh Diện ừ một tiếng sau đó cúp máy lại nhìn về phía hồ khôn lúc này điện thoại của hồ khôn cũng vang lên anh ta đầy oán hận nhìn lâm thanh diện một cái nói ba tôi gọi tới chắc chắn ông ấy đã sắp xếp xong anh chờ đó tôi nhất định khiển anh sống không yên đồ đáng chết anh ta nói xong thì nghe điện thoại ba ba sắp xếp người cho con chưa vừa rồi tên ngốc này còn đánh con một trận lần này con nhất định phải đánh gãy tay chân của anh ta Mạnh mẽ tra tấn anh ta, cậu chủ nhà họ Hồ không thể chịu được cơn giận này Hồ khôn mở miệng nói Bên kia im lặng 2 giây, sau đó một giọng nói giống như ăn thuốc nổ vang lên Mẹ nó hiện tại tao muốn đánh gãy tay chân mày Mày có biết mình đã chọc vào người nào không? Mày còn là cậu chủ nhà họ Hồ à? Nhà họ Hồ không giữ được nữa rồi Sau này mày chỉ là con chó dễ dàng bị bắt nạt Hồ khôn sửng sốt, nhanh chóng mở miệng hỏi Ba, ba có ý gì? nhà họ Hồ không giữ được, ba đang nói cái gì? Vừa rồi mày gửi ảnh tới, một người là nhà họ Lâm, một người là cô chủ thương hội thiên nguyên, mày nói tao cho người xử lý bọn họ, đầu mày bị úng nước sao? Nhà họ Lâm đã ra tay với chúng ta, nhà họ Hồ bị hủy hoại trên tay một kẻ không có tiền đồ như mày rồi. chương 410, nếu có kiếp sau. Hồ Khôn nghe thấy bên kia nói thì cả người đứng bất động, vẻ mặt kinh ngạc giống như con rối gỗ, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng ba 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 không nói dẫn đấy chứ nhà chúng ta cũng là gia tộc hạng hai sao lại nói sụp đổ là sụp đổ chứ một hồi lâu hồ khôn lại hỏi một câu mày có biết nhà họ lâm và thương hội thiên nguyên có nghĩa là gì không ở trước mặt bọn họ thì nhà họ hồ chính là một con kiến tao có tặng tài sản nhà họ hồ người ta cũng không cần mày thì hay rồi đắc tội với hai thế lực lớn sau này mày không cân về nhà nữa từ nay về sau tao cũng không có đứa con trai này giọng nói nổi giận kết thúc, điện thoại ngắt kết nối, hồ khôn ngơ ngác nhìn phía trước, điện thoại trong tay rớt xuống đất. Cô chủ thương hội thiên nguyên, người nhà họ Lâm, đây không phải là hông thành sao? Không phải đây chỉ một nơi nhỏ bé à? Vì sao lại xuất hiện nhân vật như vậy? Hồ khôn lấu ẩm bẩm tự nói, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi, ít hầu di chuyển lên xuống, cảm giác hoảng sợ lan khắp người. Những người xem kịch vui nhìn thấy phản ứng của hồ khôn thì không quá kinh ngạc, bọn họ biết trêu chọc Lâm Thanh Diện thì tuyệt đối không có kết quả tốt, tuy rằng không biết Lâm Thanh Diện đã làm gì hồ khôn nhưng chắc chắn đã tạo đả kích không nhỏ với anh ta. Ngay sau đó, hồ khôn quỳ xuống, hối hận nhìn Lâm Thanh Diện cầu xin nói anh, em sai rồi, anh tha cho nhà em đi, em chưa làm gì cả, cách nói chuyện với chị kia không được tốt lắm, em thật sự đáng chết thì anh trừng phạt em là được, đừng phá hủy toàn bộ nhà họ hồ. Gia tộc nhà em có thể được ngày hôm nay cũng không dễ dàng, em không muốn nó bị hủy hoại trong tay em dâu. Mọi người nghe thấy hồ khôn nói thì hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng đây cơn sóng lớn. Vừa rồi bọn họ chỉ thấy Lâm Thanh Diện gọi điện thoại, cũng không nghe thấy Lâm Thanh Diện nói gì đó. Hiện tại hồ khôn quỳ xuống xin tha trước mặt Lâm Thanh Diện thì bọn họ mới biết được Lâm Thanh Diện đã phá hủy nhà họ hồ. Trời ơi, quá lợi hại, chỉ có một cuộc điện thoại mà thôi, nhà họ hồ lại sụp đổ như thế. Này, Mẹ nó quá trâu bò, không phải người này nói mình là cậu chủ gia tộc hạng 2 ở kinh đô sao, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể phá hủy một gia tộc? Nếu nhà họ Hồ ở Hồng Thành thì chắc chắn còn lợi hại hơn nhà họ Cổ đúng không? Lâm Thanh Diện nói phá hủy là phá hủy, đúng là quá đàn ông. Khó trách nhà họ Cổ lại cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy, xem ra quan hệ của Lâm Thanh Diện và nhà họ Lâm không bình thường có thể gọi một cuộc điện thoại đã có thể làm cho nhà họ Lâm phá hủy một gia tộc hạng 2 ở Kinh Đô, chẳng lẽ anh ta là người thừa kế nhà họ Lâm sao? Mọi người vừa khiếp sợ lại tò mò muốn biết rốt cuộc Lâm Thanh Diện và nhà họ Lâm có quan hệ gì, đa số mọi người cảm thấy Lâm Thanh Diện chắc chắn là người thừa kế nhà họ Lâm. Nếu bọn họ biết Lâm Thanh Diện là người đứng đầu nhà họ Lâm thì sợ là cầm rơi xuống đất. Tôi đã cho anh một cơ hội, đáng tiếc chính anh không quý trọng, trên thế giới không có thuốc hối hận, tự anh chọn cách giải quyết thì phải tự gánh vác hậu quả này, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói với Hồ Khôn. Hồ Khôn đầy khó hiểu, không biết Lâm Thanh Diện đã cho mình một cơ hội lúc nào, anh ta nhanh chóng nhớ ra lúc Lâm Thanh Diện đến đây đã bắt anh ta xin lỗi cô gái kia. Anh ta lập tức hôi hận, nếu khi đó anh ta nói xin lỗi thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Hồ Khôn gần như sụp đổ, anh ta thừa nhận mình thật sự ăn chơi chắc táng. Nhưng mấy cậu chủ cô chiêu ở Kinh Đô thì có mấy ai không như thế, nhưng bởi vì nói mãi câu mà toàn bộ gia tộc bị phá hủy thì chỉ sợ cũng chỉ có một mình anh ta anh ta lại cầu xin lâm thanh diện một hôi lâu lâm thanh diện không quan tâm anh ta hiện tại anh còn đau đầu không biết làm cách nào để trung linh nhi tha thứ cho mình làm gì rảnh rỗi quan tâm hồ khôn kể khổ ở đây chứ anh ta đi đến bên cạnh trung linh nhi sắp xếp từ ngữ muốn trịnh trọng xin lỗi trung linh nhi linh nhị tôi trung linh nhi cầm ly rượu trên bàn tạt vào mặt lâm thanh diện ai là linh nhi của anh đồ lưu manh tôi và anh rất thân thiết sao trung linh nhi nói xong thì đi ra ngoài quán bar khuôn mặt và quần áo của lâm thanh diện đều ướt tuy rằng anh có chút xấu hổ nhưng không tức giận trung linh nhi hiện tại cho dù trung linh nhi làm gì với anh thì anh cũng không tức giận anh cảm thấy mình đáng nhận những chuyện này mọi người thấy vậy thì cảm giác giống như xem phim trên tv không ít người còn lấy điện thoại quay lại cảnh này hiện tại lâm thanh diện thấp kém theo đuổi trung linh nhi Kết quả Trung Linh Nhi cũng không thích Lâm Thanh Diện, còn tạt ly rượu vào mặt anh trước mặt mọi người. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi không đứng yên là xoay người đuổi theo, hiện tại Trung Linh Nhi uống nhiều rượu như vậy, một mình đi trên đường vô cùng nguy hiểm. Trần Tài Anh nhìn hồ khôn quỷ dưới đất một cái, cũng xoay người đi theo. Trên đường ngoài quán bar, Trung Linh Nhi lảo đảo đi về phía trước, nhìn có vẻ sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Lâm Thanh Diện sợ cô ta ngã nên nhanh chóng chạy tới đỡ cô ta trung linh nhi đấy anh ra la lớn anh cút ngay cho tôi anh chạm vào tôi làm gì cô như vậy sẽ ngã xuống lâm thanh diện nói vậy cũng không cần anh quan tâm nếu không thì đến lúc đó còn nói tôi giả vờ đáng thương ai thèm giả vờ đáng thương trước mặt anh chứ trung linh nhi nói lâm thanh diện có chút bất đắc dĩ anh biết ngày đó mình đã làm cho trung linh nhi tổn thương tôi đưa cô về một mình cô ở bên ngoài quá nguy hiểm cô còn uống nhiều rượu như vậy gió thổi vào sẽ bị bệnh, Lâm Thanh Diện nói. Tôi và anh có quan hệ gì sao, tôi có bị bệnh hay không cũng không tới lượt anh quan tâm, Trung Linh Nhi tiếp tục đi về phía trước. Linh Nhi, đừng nghịch nữa, trước đó là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô, tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước, sau này tôi sẽ bù đắp cho cô, Lâm Thanh Diện đi tới nắm lấy quần áo của Trung Linh Nhi, quay đầu muốn đón xe. Anh muốn bù đắp cho tôi sao? Được, chỉ cần tối này anh quay về với tôi, anh ôm tôi ngủ thì tôi sẽ tha thứ cho anh, hơn nữa tôi bảo đảm sẽ không tức giận với anh cũng không một mình đi uống rượu, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, đời này chỉ yêu một người đàn ông là anh, Trung Linh Nhi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước, vẻ mặt chân thành, có thể thấy được cô ta rất nghiêm túc nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện dừng lại, bàn tay nắm lấy quần áo của Trung Linh Nhi đột nhiên buông lỏng, tuy rằng anh ấy náy với Trung Linh Nhi, muốn bù đắp cho cô ta, nhưng không phải bù đắp bằng cách đó, anh làm như vậy có nghĩa là phản bội hứa bích hoài. Trung Linh Nhi nhìn thấy động tác này của Lâm Thanh Diện thì lập tức hiểu được ý của anh, ánh mắt của cô ta hiện lên sự thất vọng, chính xác là tuyệt vọng. Cô ta gật đầu với Lâm Thanh Diện, nước mắt không nhịn được chảy ra, sau đó cô ta xoay người tiếp tục đi về phía trước, hai cánh tay khoanh trước ngực, có vẻ cô đơn lại bất lực. Trung Linh Nhi chưa đi được hai bước thì cơ thể hơi nghiêng ngã xuống đất. Lâm Thanh Diện thấy vậy thì nhanh chóng đi tới đỡ Trung Linh Nhi từ dưới đất lên, cô ta đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Trần Tài Anh đi theo phía sau nói, anh đi gọi một chiếc xe tới đây. Trần Tài Anh lập tức đón taxi ở ven đường, Lâm Thanh Diện ôm Trung Linh Nhi lên xe, anh nói địa chỉ chung cư của Trung Linh Nhi cho tài xế. Rất nhanh đã đến chung cư, Lâm Thanh Diện bế Trung Linh Nhi đặt lên giường trong phòng ngủ. Mặc dù Trung Linh Nhi đã hôn mê bất tỉnh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra môi cũng mấp máy lâm thanh diện đừng rời khỏi tôi được không không có anh thì tôi cảm thấy sống ở trên thế giới này không có ý nghĩa gì nữa tôi muốn ở bên nhau anh anh đồng ý với tôi được không trung linh nhi mơ màng nói lâm thanh diện xác định cô ta nói mớ thì bất đắc dĩ thở dài nếu có kiếp sau thì hy vọng cô có thể gặp tôi sớm hơn một chút tôi nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô còn kiếp này thì tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô Lâm Thanh Diện nhìn Trung Linh Nhi nói một câu. Đời này có rất nhiều chuyện đã định sẵn, không thể thay đổi được, trong lòng Lâm Thanh Diện đã chứa đầy hứa bích hoài nên cũng chỉ có thể đối xử với Trung Linh Nhi như em gái. Trung Linh Nhi bảm ở trên giường một lúc lâu thì lông mày mới giãn ra, nhìn có vẻ đã ngủ say. Lâm Thanh Diện xác định Trung Linh Nhi không sao thì đặt một ly nước trên đầu giường cho cô ta, sau đó anh tắt đèn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, rời khỏi chung cư sau khi lâm thanh diện ra khỏi trung cư thì nói trần tài anh sắp xếp người chú ý tình hình bên này nếu trung linh nhi có gì khác thường phải báo cho anh đầu tiên lâm thanh diện làm xong mọi chuyện mới trở về gia viên trần tùy hứa bích hoài thấy lâm thanh diện trở về thì lập tức chào đón cô hỏi lâm thanh diện đã đi đâu cả mà không về nhà cả ngày lâm thanh diện cười khổ với hứa bích hoài nói anh gặp chút rắc rối anh cũng không nói chuyện của trung linh nhi cho hứa bích hoài biết sợ cô bị ảnh hưởng vì trung linh nhi hứa bích hoài không hỏi nhiều cô gật đầu với lâm thanh diện rồi đi lấy dép cho lâm thanh diện lúc cô xoay người lại thì ánh mắt hiện ra sự mất mát cô ta ngửi thấy mùi nước hoa nhần nhạt trên người lâm thanh diện nước hoa này chỉ thuộc về phụ nữ nhưng lâm thanh diện cũng không giải thích với cô mặc dù cô biết lâm thanh diện sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình nhưng lâm thanh diện không muốn nói chuyện này với cô thì chứng tỏ trong lòng lâm thanh diện đang băn khoăn buổi tối hai người nằm ở trên giường tuy rằng đã tắt đèn nhưng hai người vẫn mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ khác nhau. Một hồi lâu, hai người đồng thời gọi tên của đối phương. Lâm Thanh Diện, Bích Hoài, Audio Điện Tử Võ Tấn Bền, Hết chương 410.